chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện bốn trăm linh một nữ nhân này là huyền học đại sư. Đại bá, người nói gia gia nãi nãi, đại bá nương, nhị thúc, đại ca biến mất. Liền ở từ lão đại suy sút bất lực khoảnh khắc, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến từ xuân đào thanh âm. Từ lão đại vội gật đầu, cũng nói, ta dám cam đoan, ngươi đại bá nương, đại ca bọn họ liền ở Phan gia. Từ xuân đào làm từ lão đại cùng từ tiểu lôi đem mấy ngày nay sự tinh tế cùng nàng nói đến. Từ lão đại cảm xúc kích động mà nói xong, lại đấm chính mình một quyền. Đêm đó nếu không phải ta đã đói bụng, đi ăn cơm, ngươi đại bá nương, đại ca bọn họ có lẽ liền sẽ không biến mất. Nói cách khác, ngươi căn bản không nhìn thấy bọn họ tiếng phan gia. Từ lão đại gật đầu, nhưng theo sát, từ lão đại lại bảo đảm nói. Nhưng bọn họ nhất định ở phan gia. Nếu muốn xác nhận biện thuộc vinh, từ Chí Minh có ở đây không phan gia cũng không khó. Từ Xuân Đào hỏi, đại bá, ngươi nhưng có đại bá nương, đại ca thường xuyên quần áo. Có. Ta đi cho ngươi lấy. Dứt lời, đoàn người liền triều an khe đường đi đi. Cái này tiếng thức sân vừa mới mua, còn chưa tới kịp thu thập từ lão đại từ giữa tìm một kiện biện thuộc vinh thích nhất quần áo cấp từ xuân đào chỉ thấy từ xuân đào bắt được quần áo lúc sau bỗng nhiên đối với quần áo độc chú ngữ từ lão đại cùng từ tiểu lôi ánh mắt sáng lên bọn họ như thế nào đã quên từ xuân đào chính là huyền học đại sư điểm này việc nhỏ đối nàng tới nói chẳng phải là dễ như trở bàn tay người thường xuyên y phục thượng có người hơi thở từ xuân đào đem này đó hơi thở thu thập lên sau đó này cổ hơi thở liền sẽ bay lên đi tìm nó chủ nhân từ Xuân Đào một đường theo ở phía sau, cuối cùng, thế nhưng đi vào một chỗ tường trước. Bỗng nhiên, Từ Tiểu Lôi nói: "Này không phải Phan Gia sao? Nơi này là Phan Gia hậu viện tường viện." Từ Xuân Đào nhìn triều tường viện nội bay đi hơi thở, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Cứ nhiên thật sự ở chỗ này, nhưng địch đại nhân luôn luôn theo lẽ công bằng làm việc, tuyệt không bao che. Hơn nữa, vừa rồi xem hắn kia biểu tình cũng không giống nói dối, có thể thấy được địch đại nhân là thật sự không ở Phan Gia tìm được đại bá nương đám người. Từ Xuân Đào ở huyện Nha cùng Phan Kiến Bình từng có vài lần chi duyên. Không nghĩ tới, cái này Phan Thư lại cư nhiên không phải cái đơn giản nhân vật. Từ lão đại thấy từ Xuân Đào đi tới Phan Gia hậu viện tường viện, hỏi. Xuân Đào, thế nào? Ngươi đại bá nương ở Phan Gia sao? Từ Xuân Đào triều chung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện vài tên gia phó trang điểm người chính nhìn bọn hắn chầm chầm. Từ Xuân Đào lắc đầu, đại bá, đại bá nương bọn họ không ở phan gia. a, à, từ lão đại đại kinh thất sắc, sao có thể? Từ lão đại dứt khoát từ trong lòng ngực móc ra biện thuộc vinh yếm nhi, làm từ Xuân Đào một lần nữa nhìn xem. Từ Xuân Đào lôi kéo từ lão đại rời đi, chuyện này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Lại này phía trước, tuyệt đối không thể cắt cỏ thanh xà. Ở từ Xuân Đào đám người rời khỏi sau, quản gia lập tức hướng Phan Kiến Bình, cung quan hương bẩm báo. Lão gia, phu nhân, vừa rồi từ lão đại, từ tiểu lôi mang theo một cái ăn mặc hoa lệ nam nữ đến chúng ta hậu viện tường viện, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua liền đi rồi. Đúng lúc này, cung quan hương phái ra đi nha hoàng quả nho trở về phục mệnh. Phu nhân, ngài phái tiểu nhân đi điều tra, kia nữ nhân tên là Từ Xuân Đào, Từ Chí Minh là nàng đường huynh. Nghe nói, nữ nhân này là huyền học đại sư, trừ tà khư sát rất có một bộ. Cái gì? Cung quan hương nghe vậy đại kinh thất sắc. Vội nói, lão gia này nhưng như thế nào cho phải? này cư nhiên cư nhiên là cái huyền học đại sư. Trách không được, nữ nhân này có thể trong khoảng thời gian ngắn liền ăn mặc khởi cái loại này quần áo. Hơn nữa, hôm nay nàng kia thân trang điểm nhưng đều như là thiệu hút y phường đồ vật. Phan Kiến Thành hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó quát lớn nói, sợ cái gì? Trừ tà khư sát, nhà chúng ta nhưng không lén lút, càng không sát. Chúng ta sát từ chí minh bọn họ mấy cái sao? Chúng ta ngày nào đó không phải ăn ngon uống tốt mà cung phụng bọn họ, Chương 402 này mỏng tử từ cô nương là từ đâu mà đến? Từ Xuân Đào đuổi quỷ bản lĩnh hắn là biết, chính là, bọn họ trong phủ không có quỷ. Liền tính từ Xuân Đào tới, lại năng lực hắn gì? Vừa mới đến hắn hậu viện tường viện ngoại, không phải cũng dẹp đường hồi phủ. Một cái chỉ biết lấy quỷ có biện pháp, đối bọn họ người có biện pháp nào? Là, là. Cung quan hương liên tục đáp lời. Nhưng là, không biết vì sao, nghe xong Phan Kiến Bình nói sau, cung quan hương tâm vẫn là treo không bỏ xuống được tới. Phan Giai Tinh nghe xong Phan Kiến Bình nói sau, đồng tử co rụt lại. Nàng chậm rãi cúi đầu, che giấu đồng tử hoảng loạn. Từ Chí Minh cư nhiên có một cái huyền học đại sư đường muội. Bất quá, nếu là từ Chí Minh đường muội, nghĩ đến hẳn là không nhiều lắm số tuổi. Không đáng sợ hãi. Huyện Nha. Hách Tiểu Phong tới báo, từ Xuân Đào tới. Địch Thư Kiệt vội vàng đi nghênh đón, từ Xuân Đào chính là khách quý từ xuân đào bị địch thư kiệt nghênh vào thư phòng hách tiểu phong lập tức cấp từ xuân đào phu thê hai người thượng trà lúc này địch thư kiệt chú ý tới từ xuân đào trong tay cầm một cái mỏng tử tò mò hỏi từ cô nương ngài trong tay đây là từ xuân đào nhãn miệng cười đem mỏng tử đệ thượng thỉnh địch đại nhân xem qua địch thư kiệt trố mắt khó hiểu từ xuân đào đây là ý gì từ xuân đào một giới thôn cô còn có đọc sách loại này nhã hứng thậm chí sẽ cho chính mình đề cử quyển sách mà khi địch thư kiệt mở ra nhìn đến mặt trên nội dung lúc sau lập tức khiếp sợ đến đồng tử co rụt lại địch thư kiệt nhanh chóng xem mặt trên nội dung càng xem càng là khiếp sợ dương đại hà nhìn địch thư kiệt trong tay mỏng tử lâm vào trầm tư bởi vì liền ở vừa mới từ xuân đào ở từ gia sơn viết cái không ngừng này mặt trên mỗi một chữ mỗi một câu đều là nàng viết nguyên bản hắn chỉ là cho rằng từ xuân đào nhận thức mấy chữ mà thôi nhưng không nghĩ nàng viết đến một tay hảo tự. Chữ viết tuyển tú, cứng cáp hữu lực. Từ Xuân Đào không ngừng viết nhanh, một buổi trưa liền tràn ngập. Cứ việc lúc ấy phòng trong chỉ có hắn cùng Từ Xuân Đào hai người, chính là, đương dương đại hà tận mắt nhìn thấy đến Từ Xuân Đào viết xuống những cái đó tự thời điểm, nội tâm khiếp sợ khó có thể vuốt phẳng. Dương Đại Hà nhìn viết chữ từ Xuân Đào, há miệng thở dốc, cuối cùng, lại vẫn là cái gì cũng chưa nói. Dương Đại Hà mí mắt rũ xuống, che lại đáy mắt cảm xúc địch thư kiệt nhanh chóng đem mỏng tử phiên xong, đương hắn đem mỏng tử khép lại thời điểm, trên mặt biểu tình giận không thể ác. Cái này Phan Kiến Bình thật là cả gan làm loạn. Thật là một chút không đem vương pháp để vào mắt. Địch thư kiệt mắng. Bỗng nhiên, địch thư kiệt nhìn về phía từ Xuân Đào hỏi. Này bổn mỏng tử từ cô nương là từ đâu mà đến? Một ít cô hồn giả quỷ nói cho ta nghe, ta liền tìm người đem chúng nó ký lục xuống dưới này bổn mỏng tử thượng rành mạch mà ký lục phan kiến bình từ tiến vào nha môn bắt đầu liền lợi dụng chức vị tiện lợi từ giữa vớt nước luộc đương nhiên vớt nhiều nhất vẫn là hắn đương hộ phòng thư lại lúc sau để cho địch thư kiệt khiếp sợ chính là trước mặt nhậm huyện lệnh điều nhiệm đi rồi thả hắn điều nhiệm trước khi đến đây phan kiến bình cư nhiên từ hộ phòng cầm đi năm ngàn lượng này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ đương hắn điều nhiệm lại đây sau xem xét hộ phòng tài chính tình huống thời điểm xem huyện nha hộ phòng như vậy hư không, còn tưởng rằng là tiền nhiệm huyện lệnh quản lý không tốt. Không nghĩ, cư nhiên là Phan Kiến Bình này tiểu nhân từ giữa thu lợi. Ở hắn nhậm chức những người này, Phan Kiến Bình cũng đang không ngừng từ giữa thu hoạch nước luộc. Đặc biệt là mỗi lần đề cử tân cử nhân nhập huyện nha, hắn đều từ giữa thu hoạch không ít nước luộc. Trừ cái này ra, huyện nha còn cần một ít làm việc đúng giờ tạo lệ, bắt ban nhanh tay, tráng ban dân tráng từ từ nha dịch. Phan Kiến Bình phàm là tiến cử một người, đều sẽ từ giữa vớt nước luộc. Địch Thư Kiệt thẳng đến hôm nay mới biết được hắn thuộc hạ dưỡng như vậy một cái lòng tham hút máu con đĩa. Người tới. Địch Thư Kiệt hô to một tiếng. Chương ba người thật là thật to gan. Ngoài cửa bộ khoái lập tức tiến vào. Đại nhân. Phan Gia tin người một nhà đang ở dùng bữa tối, quản gia bỗng nhiên vội vã chạy vào. Lão gia, không hảo. Nhà môn bộ khoái đem phủ đệ cấp vây quanh. Nghe vậy, Cung Quang Hương cùng Phan Giai Tinh lập tức lộ ra kinh hoảng thất thố biểu tình tới. Cung Quang Hương càng là lo lắng nói, lão gia, địch đại nhân chẳng lẽ là phát hiện cái gì đi. Cung Quang Hương chỉ cần vừa nhớ tới kia từ Xuân Đào là từ Chí Minh đường muội, nàng cái này tâm liền khống chế không được lo lắng. Phan Kiến Bình lạnh lùng liếc mắt một cái Cung Quang Hương, sợ cái gì? Ngày hôm qua tới khi, không cũng này trận trượng sao? Phan Kiến Bình ở trong lòng cười lạnh, chẳng lẽ là địch đại nhân không hảo không cho từ Xuân Đào một cái mặt mũi? cho nên mới tới đi. Phan Kiến Bình nhìn về phía mọi người, nói, đều đừng hoang mang rối loạn, theo ta đi nên đón địch đại nhân. Nói, Phan Kiến Bình mang theo cung quan hương, Phan Giai Tinh đi đến Phan cửa nhà, thuộc hạ cung nên địch đại nhân. Thiếp thân cung nên địch đại nhân. Dân nữ cung nên địch đại nhân. Dĩ vãng, Phan Kiến song 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 lễ địch Thư Kiệt đều sẽ lập tức làm hắn lên, nhưng lần này địch Thư Kiệt thế nhưng không có. Phan Kiến Bình trong lòng buồn bực, chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy địch thư kiệt giận không thể ác biểu tình. Vừa rồi còn làm cung quan hương, Phan Giai Tinh không cần hoảng loạn hắn, lúc này lại cái thứ nhất mặt lộ vẻ hoảng loạn. Phan Kiến Bình trong lòng lột bột một tiếng, ngay sau đó quỳ gối địch thư kiệt dưới chân, nói Đại nhân, từ Xuân Đào là từ Chí Minh đường ca, ngài chớ có tin vào nàng lời dèm pha. Thuộc hạ cùng từ Chí Minh không oán không thù, lại như thế nào giam giữ hắn? Còn liên quan người nhà của hắn, này quả thực bôi nhọ thuộc hạ, cầu xin đại nhân cấp thuộc hạ làm chủ A. Nói, Phan Kiến Bình nước mắt, nước mũi toàn xuống dưới, thật là thê thảm. Địch thư kiệt chán ghét mà đem người đá văng ra, mắng. Phan Kiến Bình ngươi ở bản quan dưới mí mắt làm sự còn thiếu sao. 14 năm trước, hộ phòng kia năm ngàn. Lượng bạc chỗ nào vậy? Đột nhiên bị hỏi 14 năm sự, Phan Kiến Bình có chút ngốc. Bất quá, vừa nghe năm ngàn lượng, Phan Kiến Bình lập tức đồng tử mảnh súc, ký ức nháy mắt cuồn cuồng. cuồng. Phan Kiến Bình nuốt nước bọt, mặt không đỏ tim không đập mà nói. Đại nhân, cái gì năm ngàn lượng? Tiểu nhân không biết a. À. Ngài tới phía trước, huyện nha thiếu hụt, thu không lên thuế má, từ đâu mà đến năm ngàn lượng? Hừ, còn tưởng giảo biện. Nếu không phải bản quan có chứng cứ, bản quan còn không biết ngươi mấy năm nay từ huyện nha vớt một vạn tám nghìn hai nước luộc. Phan Kiến Bình nghe vậy đồng tử mảnh súc. Hắn lòng bàn tay không tự giác buộc chặt, nhưng theo sát, liền hô to oan uổng đại nhân, tiểu nhân vẫn luôn cẩn trọng, chỉ làm bổn phận trong vòng việc, chưa từng từ huyện nha vớt quá một cái tiền đồng chỗ tốt a. À. Phan, Phan Kiến Bình Thoại còn chưa nói xong, địch thư kiệt liền đem mỏng tử triều trên mặt hắn ném tới. Chính ngươi xem. Địch thư kiệt rốt cuộc nghe không đi xuống hắn miệng đầy nói dối, trực tiếp đem mỏng tử ném ở hắn trên mặt. Phan Kiến Bình có chút ngốc, nhưng vẫn là đem mỏng tử cấp mở ra. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nơi này cư nhiên ghi lại hắn tiếng phụng thuần huyện huyện nha tới nay, mỗi một bút nước luộc. Tiểu đến mấy văn mấy chục văn, đại đến năm ngàn lượng. Mấu chốt, ngay cả 16 năm trước sự, đều có ký lục. Phan Kiến Bình càng xem đến mặt sau càng kinh ngạc, này, này, này. Sao có thể? Phan Kiến Bình ngẩng đầu, đương hắn há mồm, lại phát hiện lời nói bị tạp ở trong cổ họng, như thế nào cũng nói không nên lời. Địch Thư Kiệt nổi giận mắng, một vạn tám nghìn hai A, Phan Kiến Bình, ngươi thật là thật to gan. Người tới, cấp bản quan lục soát. Bất đồng với lần trước tìm người, lần này là điều tra Phan Kiến Bình vớt hạ nước luộc. Chúng bộ khoái nghe nói nơi này ẩn giấu một vạn tám nghìn lượng bạc, từng cái đôi mắt đều giống đeo kính lúc giống nhau, ở Phan Gia cẩn thận điều tra. Chương 404 phía dưới cư nhiên có phòng ngầm dưới đất. Phải biết rằng, đây chính là một vạn tám nghìn hai A. Liền tính hoa rớt một ít, nhưng là, một vạn tám nghìn hai tổng không đến mức toàn hoa đi đừng nói một vạn tám nghìn hai, rất nhiều người chính là 182 cũng chưa gặp qua. Huyện Nha nội bộ khoái đều biết Phan Kiến Bình cái gì đức hạnh, nhưng là, bọn họ cũng không biết Phan Kiến Bình mấy năm nay cư nhiên vớt một vạn tám nghìn hai a. Đây là một cái như thế nào thật lớn con số. Phan Kiến Bình mắt thấy này đó bộ khoái xông vào nhà hắn, cũng vô pháp ngăn cản. Bỗng nhiên, hắn thấy địch thư kiệt phía sau từ Xuân Đào, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Là nàng. Bằng không, địch đại nhân sao có thể sẽ biết. Phan Kiến Bình lúc trước nhìn mỏng tử nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn mỗi hạng nhất nước lục toàn bộ đều có ký lục, tựa như bị người giám thị giống nhau. Hiện tại nghĩ đến, nguyên lai là nàng. Một bên cung quan hương trong lòng hoảng đến không được. Lão gia không phải nói từ xuân đào lấy người sống không có biện pháp sao. Như thế nào sẽ? Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Địch đại nhân liền lão gia ở huyện Nha vớt nước luộc cụ thể số lượng đều đã biết, vạn nhất lại bị lục soát xuất gia tàn bạc. Cung quan hương càng nghĩ càng sợ hãi, đã mau không thể ức chế chính mình nội tâm sợ hãi, sắp ngất xỉu đi. Từ Xuân Đào, Dương Đại Hà bước vào phan phủ, mặt sau từ lão đại, từ tiểu lôi cũng đuổi kịp. Bọn họ hai người rốt cuộc có thể tiến phan phủ. Từ lão đại, từ tiểu lôi trong lòng không cấm đối từ Xuân Đào lau mắt mà nhìn, vẫn là Xuân Đào có biện pháp, bọn họ cư nhiên vào được. Từ tiếng phan phủ bắt đầu, từ lão đại, từ tiểu lôi liền nóng vội mà nơi nơi kêu từ chí minh từ lão nhị tên phan kiến bình cung quan hương phan giai tinh ba người nhìn về phía này hai người quản gia lập tức đem người ngăn lại các ngươi làm gì nơi này không phải các ngươi có thể tiến vào nói quản gia liền kêu gia phó đem từ lão đại từ tiểu lôi ra bên ngoài đuổi chính là từ lão đại từ tiểu lôi thật vất vả mới tiến vào lại sao có thể như vậy dễ dàng bị đuổi ra đi hai người linh hoạt đến giống hai điều cá chạch giống nhau. Bọn họ hai người là ta mang tiếng vào, được địch đại nhân đáp ứng. Từ Xuân Đào nói. Quản gia nghe tiếng há hốc mồm, sau đó triều địch thư kiệt nhìn lại, không thành tưởng, địch thư kiệt cư nhiên gật đầu. Bất đắc dĩ, quản gia chỉ có thể mặc kệ bọn họ hai người đi vào. Phan Kiến Bình tuy rằng cho mày, nhưng là, hắn ở trong lòng an ủi chính mình. Lần trước ngay cả địch đại nhân dẫn dắt mười mấy tên bộ khoái cũng chưa có thể tìm được, bọn họ hai người lại như thế nào có thể tìm được. Chỉ là, hắn ở huyện Nha Vớt như vậy nhiều nước luật sự bị địch đại nhân đã biết. Hiện tại, Phan Kiến Bình chỉ hy vọng bạc, từ chí minh bọn họ đều tìm không thấy. Địch Thư Kiệt thúc giục nói, tìm được không có. Địch Thư Kiệt nhìn về phía quỳ trên mặt đất Phan Kiến Bình, một vạn tám nghìn hai nộp, hắn không tin Phan Kiến Bình sẽ đem này đó tiền toàn bộ đều dùng. Phan Kiến Bình nhìn chúng bộ khoái không hề thu hoạch bộ dáng, trong lòng đắc ý hắn tàn địa phương sao có thể bị tìm được bỗng nhiên đương phan kiến bình triều từ xuân đào liếc đi khoảnh khắc nhìn thấy từ xuân đào chính về phía tây viện đi đến phan kiến bình đồng tử rung động hô hấp không cấm căng thẳng này từ xuân đào đi chỗ đó làm cái gì chẳng lẽ là bị nàng phát hiện cái gì đi địch thư kiệt cũng chú ý tới từ xuân đào hướng đi vì thế đuổi kịp phan kiến bình cũng không rảnh lo cái gì vội vàng lên theo ở phía sau cung quan hương Phan Giai Tinh cũng vội vàng qua đi nhìn một cái. Tây viện phần lớn loại hoa cỏ, còn có núi giả. Nơi này sở hữu hết thảy, liếc mắt một cái đều có thể thấy. Địch Thư Kiệt thật sự khó hiểu từ Xuân Đào vì sao phải tới nơi này. Từ Xuân Đào đạp lên mặt cỏ thượng, bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Phan Kiến Bình nhìn nàng động tác đồng tử động đất. Chỉ thấy nàng đem bàn tay tiến thảo, xốc lên một mau thảm cỏ. Địch Thư Kiệt kinh hãi, phía dưới cư nhiên có phòng ngầm dưới đất chương 405 Phan Kiến Bình cư nhiên như vậy giảo hoạt. Dứt lời, địch thư kiệt triều Phan Kiến Bình nhìn lại, Phan Kiến Bình sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Địch đại nhân, kia bất quá là tiểu nhân phóng trụ hầm, đại nhân minh giám A. Phan Kiến Bình quỳ xuống nháy mắt, đã có hai gã bộ khoái tiến lên, đem kia phía dưới đá phiến dọn khai. Phan Kiến Bình, cung quan hương, Phan Giai Tinh ba người lập tức mặt xám như tro tàn. Trong phút chốc, một cổ mùi máu tươi hỗn cùng cất đái xú vị từ bên trong phát ra địch thư kiệt mày nhăn lại, chất vấn nói, đây là ngươi nói hầm rượu. Hầm đá phiến bị mở ra, bên trong từ chí minh năm người giật nảy mình, cho rằng lại là pha người nhà tới ra tấn bọn họ. Từ chí minh gian nan mà mở một con mắt. Chẳng sợ trong lòng khống chế không được tưởng cưới phan giai tinh, nhưng là, thân thể đau, quá đau. Hắn tưởng rời đi nơi này. Điện thục vinh, từ lão nhị, từ lão thái, từ lão đầu nhi càng là muốn rời đi. Bỗng nhiên, Năm người nghe được bên ngoài truyền đến xa lạ thanh âm, vội vàng hô to, cứu mạng. Từ lão đại cùng từ tiểu lôi ngẩn ra, tìm được rồi. Từ lão đại, từ tiểu lôi hai người ở bộ khoái phía trước xuống đất hầm, ngay sau đó bên trong liền truyền đến hai người khóc nức nở thanh. Chí Minh, Chí Minh, cha tới. Thục Vinh, Thục Vinh, ngươi không sao chứ? Cha, Gia Gia, Nải Nải, các ngươi thế nào? Chúng ta tới cứu các ngươi. Thực mau, từ Chí Minh, Biện Thục Vinh, từ lão nhị, từ lão đầu, từ lão thái năm người bị cứu ra. Năm người toàn bộ bị tra tấn đến không cá nhân dạng. Năm người toàn bộ bị bó ở trên cọc gỗ, mỗi ngày trừ bỏ một chén cháo, liền lại vô mặt khác ăn cơm, còn phải chịu một đống tiên hình. Trên người đang xen vết roi, nhìn qua cùng Dương Đại Hà che kín vết thương mặt chỉ có hơn chứ không kém. Từ Chí Minh nhất thảm, bị cởi ra giày, kẹp lấy 10 nền móng ngón chân, trong đó hai nền móng ngón chân bị ngạnh sinh sinh cấp bấm gãy lại thấy ánh mặt trời nháy mắt, năm người đều cầm lòng không đậu mà khóc ra tới. Đã nhiều ngày, năm người đều bị cột vào trên cọc gỗ, kéo rải đều chỉ có thể đứng giải quyết, đúng quần nội một cổ tử tao xú vị. Năm người vừa ra tới, mọi người toàn bộ bưng kín miệng mũi. Thảo! Thật sự quá xú! Phan Kiến Bình nhìn đến từ Chí Minh năm người nháy mắt, đầu óc nhanh chóng chuyển động, triều địch thư kiệt quỳ xuống. Địch đại nhân, thuộc hạ biết tội. Nhưng này năm người đối tiểu nữ dây dưa không rõ, thuộc hạ vì giữ gìn tiểu nữ danh dự, lúc này mới không thể không đem này năm người nhốt lại. Đến đổi thuộc hạ ở huyện nha tuyệt đối không có vớt một cái tiền đồng nước luộc, kia mỏng tử tuyệt đối là vu hãm nộp So với ở huyện nha thu nhận hối lộ, tư lấy hộ phòng thu nhập từ thuế loại này tội lớn, hắn tự mình đóng vài người không coi là cái gì. Huống chi, hiện tại từ Chí Minh năm người đã bị tìm được, hắn dứt khoát liền chủ động thừa nhận sai lầm hảo. Đúng lúc này bộ khoái tiều minh thu tiến đến bẩm báo. Khởi bẩm đại nhân, trừ bỏ 20 lượng bạc, vẫn chưa phát hiện mặt khác ngân lượng. Phó Hải Phong tiến đến bẩm báo, khởi bẩm đại nhân, chỉ phát hiện bạc vụn 5 lượng. Tào Lộ Bình tiến đến bẩm báo, khởi bẩm đại nhân, chỉ phát hiện một ít tiền đồng. Nghe vậy, cúi đầu Phan Kiến Bình trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Tìm không thấy tan bạc, liền vô pháp định hắn tội. Khi bổn mỏng tử cũng bất quá có lẽ có chứng cứ mà thôi. Sao có thể? Địch Thư Kiệt triều quỳ trên mặt đất Phan Kiến Bình nhìn lại, không nghĩ tới Phan Kiến Bình cư nhiên như vậy giảo hoạt. Đem bạc tàn đến như thế kín mít. Liền ở Địch Thư Kiệt mặt ủ mày cho khoảnh khắc, từ Xuân Đào bỗng nhiên mở miệng nói. Địch Đại Nhân, ngài chỗ nào đều phái người xem xét, nhưng cái này mặt đâu. Nghe tiếng, mọi người toàn bộ triều hầm khẩu nhìn lại. Chương 406 người dạy ta một ít phòng thân thuật. Phan Kiến Bình càng là lộ ra căm ghét biểu tình, này đáng chết từ Xuân Đào địch thư kiệt lập tức nghĩ tới cái gì. Hầm bên trong tanh tưởi vô cùng, đại gia vội vàng cứu ra từ Chí Minh năm người lúc sau, liền lại không đi xuống. Người tới, cấp bản quan đi xuống, đều xem xét cẩn thận. Địch thư kiệt nói là Phan Kiến Bình trong lòng hận đến không được, hận không thể cắn hàm răng. Mọi người ở đây chờ đợi điều tra kết quả. Thời điểm, Phan Kiến Bình hung tợn mà nhìn chầm chầm từ Xuân Đào, bỗng nhiên một phen nhằm phía từ Xuân Đào tốc độ cực nhanh, như là muốn đem từ Xuân Đào đưa vào chỗ chết giống nhau. Dù sao, hắn cũng không sống nổi. Bất quá, hắn cho dù chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng. Đương Phan Kiến Bình mau đến trước mặt thời điểm, từ Xuân Đào mới nhìn thấy Phan Kiến Bình, muốn chạy lại phát hiện đã không kịp. Này! Thật là đậu má! Đáng chết xuyên qua, nàng linh khí toàn vô, bằng không, nàng mũi chân nhẹ điểm, liền có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Hiện giờ là muốn ngạnh sinh sinh ai một chút nàng trong lòng tức giận quay đầu lại nàng nhất định phải hảo hảo rèn luyện thân thể tìm dương đại hà giáo chính mình một ít phòng thân thuật nàng muốn giống dương đại hà giống nhau cường nếu linh khí không có liền tu luyện thân thể được liền ở từ xuân đào cho rằng chính mình khẳng định muốn ai phan kiến bình này một kích thời điểm một con bàn tay to bỗng nhiên xuất hiện một phen túng quá phan kiến bình cổ áo trực tiếp đem người ngã trên mặt đất tốc độ cực nhanh nói một tức đều nhiều cơ hồ phát sinh ở trong nháy mắt Phanh. Ai u. Phan Kiến Bình cảm giác chính mình phía sau lưng đều chặt đứt. Lão gia. Cung quan hương kinh hoảng thất thố mà triều Phan Kiến Bình chạy tới, mới vừa đem người nâng dậy tới, không nghĩ Phan Kiến Bình kêu rên thanh âm càng vang lên. Này, này, này. Này quả thực là muốn đem hắn hướng chết tạp nha. Phan Kiến Bình cảm giác chính mình bị Dương Đại Hà sách lên tới nháy mắt, tựa như Dương Đại Hà trong tay một khối bùn, phanh mà bị này ngã ở trên mặt đất phan kiến bình triều dương đại hà nhìn lại từ trước chỉ nghe nha môn bộ khoái nhắc tới dương đại hà thân thủ cực hảo không lo bộ khoái đáng tiếc không nghĩ tới chính mình có ngày sẽ tự mình thể nghiệm một chút dương đại hà hảo thân thủ chú ý tới phan kiến bình tầm mắt dương đại hà ánh mắt triều này quét tới lập tức phan kiến bình liền sợ hãi mà dời đi thật là đáng sợ từ xuân đào phu thê thật là đáng sợ xuân đào ngươi không sao chứ dương đại hà triều từ xuân đào nhìn lại trên dưới đánh giá một chút nàng từ xuân đào lắc đầu chỉ là đối chính mình nhược kê thân thủ chuyện này rất là để ý nàng tới gần dương đại hà nhỏ giọng nói quay đầu lại ngươi dạy ta một ít phòng thân thuật làm ta cũng có chút phòng thân bản lĩnh mỗi lần nàng trừ bỏ trốn đều bó tay không biện pháp dương đại hà gật đầu cái này không thành vấn đề bất quá dương đại hà lại nói sở hữu phòng thân thuật cần thiết ở lực lượng tuyệt đối dưới mới được nói dương đại hà đánh giá liếc mắt một cái từ xuân đào tế cánh tay tế chân ngày thường nàng cũng không làm việc nhà nông nhi các điểm cây tể thái hoa một lát liền mệt đến không được trước kia đi trấn trên còn đi tới đi hiện giờ trong nhà mua xe bò xe ngựa xuân đào càng là một chút rèn luyện cơ hội cũng đã không có liền nàng điểm này sức lực liền toán học phòng thân thuật cũng bất quá khoa chân múa tay từ xuân đào nhìn thấy dương đại hà này ánh mắt dẫu miệng nói Đến lúc đó ngươi nói như thế nào huấn luyện, ta liền như thế nào luyện, cái gì đều nghe ngươi. Nghe vậy, Dương Đại Hà gật đầu nói, dựa theo ta huấn luyện phương pháp, bảo đảm giống phan kiến bình loại người này về sau tuyệt đối gần không được ngươi thân. Nhìn Dương Đại Hà tin tưởng tràn đầy bộ dáng, không biết vì sao, từ Xuân Đào trong lòng có chút sợ hãi. Đại nhân, tìm được rồi. Đúng lúc này, hầm nội truyền đến tàu lộ bình thanh âm. Chương 407 này nói cái gì luận điệu vớ vẩn. Cung Quang Hương vốn là nhát gan, ở nghe được Tào Lộ Thanh bằng âm nháy mắt, càng là trực tiếp ngất xỉu. Phan Kiến bình tâm như cho tàn mà nhìn bọn bộ khoái đem một cái vò rượu dọn ra tới. Này đó vò rượu trang căn bản không phải rượu, mà là bạc. Địch Thư Kiệt sai người kiểm kê một chút, cư nhiên ước chừng một vạn hai ngàn nhiều hai. Huyện Nha Thư lại một tháng bất quá một hai tám bổng lộc. Phan Kiến Bình ở Phụng Thuần huyện 16 năm, tổng cộng bất quá mới 345 hai nhiều. Nhưng hiện tại, cư nhiên lục soát một vạn hai ngàn nhiều hai. Cỡ nào kinh người một số mục, thật sự thật là đáng sợ. Phan. Nhìn đến bị tìm được này đó bạc, Phan Kiến Bình thân thể một lão đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Sớm biết như thế, nên sớm dùng hết, cũng không đến mức bị tìm ra. Phan Giai Tinh cũng không biết nhà mình ẩn giấu nhiều như vậy tiền. Người tới, đem Phan Kiến Bình bắt lấy, quan nhập đại lao, ngày sau thẩm tra xử lý. Địch Thư Kiệt nói. Là lập tức phan kiến bình liền bị hai gã bộ khoái cấp kéo đi phan giai tinh luống cuống vội vàng túng chặt phan kiến bình hô cha cha ngài không thể ném xuống nữ nhi a à. phan giai tinh này 15 năm qua an nhàn quán đột nhiên tăng thêm phát sinh biến cố nàng cảm giác hết thảy có chút mộng ảo đúng lúc này té xỉu cung quan hương tỉnh lại cũng bắt lấy phan kiến bình không cho bộ khoái đem này bắt đi lão gia lão gia ngài không thể đi a à, ngài đi rồi ta cùng giai tinh làm sao bây giờ cung quan hương biên khóc biên kêu nước mắt nước mũi chảy ròng thật đáng thương tào lộ bình nói cung quan hương gây trở ngại công sự chính là phải bị cùng nhau trảo tiến đại lao dứt lời tào lộ bình đem cung quan hương cùng phan giai tinh hai người tay từ phan kiến bình thân thượng lấy ra lão gia cha nhìn phan kiến bình bị bắt mau mang đi cung quan hương cùng phan giai tinh hô lớn rồi lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phan Kiến Bình bị áp đi. Bỗng nhiên, cung quan hương triều từ Xuân Đào tiến lên, nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Lão gia nhà ta cùng ngươi có gì oán thù, ngươi cư nhiên muốn như vậy hại ta lão gia. Liền tính chúng ta tự mình giam giữ ngươi đường ca bọn họ, ngươi cũng không nên ác độc đến tố giác lão gia nhà ta tàn bạc địa phương. Ngươi cho rằng ngươi sẽ điểm huyền học phương thuật liền ghê gớm sao. Mắng, cung quan hương hận không thể xé nát từ Xuân Đào kia trương khuôn mặt nhỏ nhưng đãi tới gần, thấy từ Xuân Đào bên người Dương Đại Hà, nàng liền không dám trở lên trước. Chỉ có thể chơi chơi miệng uy phong. Suy. Từ Xuân Đào cười nhạo, này nói cái gì luận điệu vớ vẩn. Thân là hộ phòng thư lại nên tư lấy huyện nha hộ phòng bạc. Thân là hộ phòng thư lại nên lợi dụng chức liền thu nhận hối lộ. Một vạn tám nghìn hai A, ngươi biết một vạn tám nghìn hai cái gì khái niệm sao? Này trên mặt đất bất quá mới một vạn hai ngàn hai. Này mười sáu năm, nhà ngươi liền hoa rớt 6 hai, tới vì ngươi gia hưởng thụ phú quý sinh hoạt. Nhưng này đó tiền cũng không thuộc về các ngươi, nếu đã làm sai chuyện, nên đã chịu trừng phạt. Ta cũng không phải xen vào việc người khác người, nhưng là, các ngươi tự mình giam giữ ông nội của ta, nãi nãi, nhị bá, đại bá mẫu, đại ca bọn họ, còn dùng hình. Ta không thể không nghĩ cách trị trị các ngươi. Từ Xuân Đào tuy rằng đối khắc nghiệt từ lão thái không mừng, nhưng là, nàng dù sao cũng là nguyên chủ nãi nãi có thể không lui tới, nhưng không đến mức thấy chết mà không cứu. Huống chi, từ lão nhị từng ở nàng bị tiêu trung mới, ngũ công giải rừng người uy hiếp muốn tôn hùng đất nuôi dưỡng kỹ thuật khi, tới giúp quá chính mình. Này phân ân tình từ Xuân Đào nhớ rõ. Nghe vậy, cung quan hương thẹn quá thành giận, cảm thấy họ từ toàn không thể nói lý. Đó là từ chí minh bọn họ đối nhà ta dai tinh lì lợm la liếm, còn cả ngày quỳ gối cửa nhà ta không chịu đi, cái này làm cho tả hữu láng giềng như thế nào đối đãi chúng ta này phố trụ đều là có uy tín danh dự người, chúng ta không cần mặt mũi sao. Cung quan hương giận dữ hét. Từ Xuân Đào khóe miệng một câu, cười nói, từ Chí Minh có lẽ đối phan giai tinh có điểm ý tứ, nhưng sẽ không như thế không đầu óc. Liền tính từ Chí Minh một người đầu óc hư rồi. Ta gia gia nải nải, nhị bá, đại bá nương sẽ không theo cùng nhau đầu óc hư rồi. Còn chưa thấy một thân, liền từng cái đối phan giai tinh thích vô cùng. Nói, từ Xuân Đào nhìn về phía phan giai tinh, hỏi, Ngươi nói đi. Chương 408 Nương cư nhiên cùng cha hòa ly. Đột nhiên bị từ Xuân Đào hỏi chuyện, Phan Giai Tinh không tự giác bắt đầu chột dạ, không dám nhìn hướng từ Xuân Đào đôi mắt. Nghe cha mẹ nói, cái này từ Xuân Đào là cái hiểu huyền học phương thuật, cũng không biết nàng có hay không nhìn ra cái gì khác thường tới. Phan Giai Tinh trộn triều từ Xuân Đào nhìn lại, không nghĩ lập tức bị từ Xuân Đào trảo bao. Từ Xuân Đào thấy Phan Giai Tinh không chịu nói, liền nói. Phan cô nương, chính mình làm cái gì, chẳng lẽ đã quên sao? Cung Quang Hương lập tức ngăn ở Phan Giai Tinh trước mặt, ngăn trở từ Xuân Đào hùng hổ dọa người ánh mắt. Từ Xuân Đào, ngươi dứt khoát, đừng vội miệng đầy phung phân. Nhà ta Giai Tinh tuổi còn nhỏ, đã nhận hết các ngươi từ gia dây dưa. Hiện giờ, các ngươi đem lão gia nhà ta đều chột tới, chẳng lẽ liền nhà ta Giai Tinh đều phải dẫm một chân sao? Không khỏi cũng khinh người quá đáng. A, à, sự thật thật sự như ngươi theo như lời như vậy sao? Ông nội của ta, nãy nãy đường ca bọn họ chính là ở ăn phan giai tinh cấp điểm tâm lúc sau mới trở nên đối phan giai tinh như vậy thích vô cùng trở lại trong thôn bán đi từ gia lão phòng cùng điền liền vì ở trong huyện mua một tòa sơn nên thú phan giai tinh một bên từ tiểu lôi nghe vậy hướng từ lão đại hỏi đại bá chúng ta từ gia lão phòng phòng ở bán từ lão đại gật đầu ngươi cả ngày đi sớm về trễ liền chưa kịp nói cho ngươi đều bán từ tiểu lôi lại hỏi một lần từ lão đại lại lần nữa gật đầu đúng vậy không được đầy đủ bán khi cao lão gia không chịu muốn chỉ có toàn bán mới đáng giá từ tiểu lôi đồng tử rung động hỏi ta đây nương đâu từ gia lão phòng phòng ở bán nàng lại không theo tới trong huyện khi nàng đi đâu vậy từ lão đại hồi tưởng ngay lúc đó cảnh tượng nói ngươi nương cùng nhị đệ hòa ly sao giống như cổng mấy cái tay nải liền đi rồi cái gì từ tiểu lôi đồng tử động đất nương cư nhiên cùng cha hòa ly lớn như vậy sự hắn cư nhiên không biết giờ phút này từ tiểu lôi trong lòng lo lắng đến không được nhưng lúc này từ lão nhị sự còn không có giải quyết hảo đều do hắn lúc trước đại bá nói dọn đến an khê lộ tân sơn khi hắn nên hỏi một chút đại bá chỗ nào tới nhiều như vậy tiền từ tiểu lôi hung hăng mà đấm chính mình một quyền mấy ngày nay hắn chỉ lo chính mình ở khách mãn lâu làm việc nhi đối trong viện sự chẳng quan tâm liền nương cùng cha hòa ly chuyện này cư nhiên cũng không biết cũng không biết mấy ngày. Nay nương ở đâu trụ? Cung Quang Hương nhìn lướt qua từ Chí Minh đám người. Tuy rằng từ Chí Minh đám người bị trừ đến da tróc thịt bông, nhưng là, từ bọn họ trong ánh mắt như cũ có thể nhìn đến bọn họ đối giai tinh thích. Đặc biệt từ Chí Minh, ánh mắt kia quả thực si mê. Thậm chí, trong miệng còn nỉ non, giai tinh gã cho ta được không? Nếu là từ trước, nàng nhất định sẽ mắng từ Chí Minh cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không trải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Nhưng là, giờ phút này, nàng nhìn về phía Từ Chí Minh bỗng nhiên cảm thấy Từ Chí Minh có chút không thích hợp. Tuy rằng chợt vừa thấy Từ Chí Minh ánh mắt si mê, nhưng nhìn kỹ này đồng tử chỗ sâu trong căn bản không hề tình cảm. Này! Một người như thế nào có thể làm được như vậy? Cung quan hương mày nhăn lại, triều phan giai tinh nhìn lại, lại cảm thấy nhà mình giai tinh căn bản làm không được này đó. Vì thế, cung quan hương tiếp tục giữ gìn phan giai tinh, triều từ xuân đào nói. người thiếu bôi nhọ nhà ta giai tinh, rõ ràng chính là bọn họ chính mình không cẩn thận dính vào thứ đồ dơ gì. Nàng là nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng từ Xuân Đào nói. Phải không? Từ Xuân Đào ánh mắt dừng ở Phan Giai Tinh trên người, ánh mắt bình tĩnh, lại kêu Phan Giai Tinh cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách. Tiếp theo tức, chỉ thấy từ Xuân Đào lấy ra năm trương màu lam bùa chú, phân biệt ở mặt trên lấy huyết vẽ bùa. Từ Xuân Đào họa chính là Phật tổ thích ca mâu ni tên húy bí văn. Đương phù họa thành, Tây viện Trung Lam Quang lập tức tản mát ra một cổ màu tím nhạt quang mang. Từ Xuân Đào đem năm trương bùa chú phân biệt dán ở từ lão thái, từ lão đầu, từ lão nhị, biện thuộc vinh, từ chí minh năm người trên người. Khoảnh khắc, năm người biểu tình toàn bộ cứng đờ, đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó, chỉ thấy năm người toàn bộ hé miệng, một viên đã mọc rễ, hơn nửa nảy mầm đồ vật từ bọn họ trong miệng bay ra tới. Tây viện trung mọi người toàn bộ khiếp sợ. Đây là cái gì? người trong bụng sao có thể có có thể mọc rễ nảy mầm đồ vật. Chương 409 chúc mừng ký chủ hoàn thành phá 100.000 nhiệm vụ. Mọi người đều chấn đến há to miệng. Phan Giai Tinh càng là như thế. Không nghĩ tới, cái này từ xuân đào bản lĩnh như thế to lớn, tự nhiên có thể đem này thịt quả từ bọn họ trong cơ thể lấy ra. Từ xuân đào nhìn năm viên bồ đề quả, đồng tử co rụt lại. Này năm viên bồ đề quả muốn so từ thúy hoa phun ra kia viên muốn cường rất nhiều. Chúng nó không ngừng sinh ra hai căn màu trắng bộ rễ, mà là ước chừng sinh ra 8-9 căn màu trắng bộ rễ. Trừ cái này ra, còn đã nảy mầm, sinh ra hai mảnh phiến lá. Một mảnh phiến lá đó là một năm thọ nguyên. Này đó Bồ đề quả phân biệt hấp thụ bọn họ 5 người 2 năm thọ nguyên. Từ Xuân Đào lập tức móc ra chủy thủ, đem này toàn bộ bổ ra. Trong phút chốc năm viên Bồ đề quả thả ra huyền khí làm chủy thủ hưng phấn không thôi. Từ Xuân Đào thậm chí cảm nhận được tay gian chủy thủ đang rung động. Đương từ Xuân Đào cúi đầu nhìn lại thời điểm, cư nhiên phát hiện nó đã thăng cấp ngũ giai pháp khí. Từ Xuân Đào đồng tử mảnh súc, quả thực không thể tin được. Thứ này cư nhiên như thế lợi hại, lại thăng cấp. Còn nhớ rõ lúc trước nhìn thấy nó khi, bất quá một phen nhất giai pháp khí mà thôi. Làm từ Xuân Đào kích động xa không ngừng này đó. Giờ phút này, từ Xuân Đào trong ốc nội không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, chúc mừng ký chủ đạt được 12.000 tích phân. Chúc mừng ký chủ đạt được 12.000 tích phân như thế lặp lại 5 lần. Theo sát lại truyền đến một đạo, chúc mừng ký chủ hoàn thành phá 100.000 nhiệm vụ, đem đạt được hệ thống một cái tùy cơ lễ bao, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Kế tiếp, ký chủ yêu cầu hoàn thành phá 1 triệu nhiệm vụ, cố lên. Nghe vậy từ Xuân Đào chạy nhanh mở ra hệ thống liếc mắt một cái, chỉ thấy mặt trên biểu hiện. Ký chủ, từ Xuân Đào, tích phân, 114.867. Tự nhiên có 11 vạn nhiều này nhưng đem từ xuân đào kích động hỏng rồi. Không nghĩ tới hôm nay chẳng những chủy thủ có thể thăng cấp, ngay cả nàng cũng hoàn thành hệ thống phá 100.000 nhiệm vụ. Vui vẻ. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến thống khổ tiếng kêu trên. từ xuân đào lúc này mới từ thế giới của chính mình tỉnh lại. Chỉ thấy từ lão thái, từ lão đầu, từ lão nhị, điện thục vinh bốn người từng cái thống khổ bất kham mà ngã ngồi trên mặt đất. Không ngồi còn hảo, này ngồi xuống, lập tức đem đủng quần phân cấp ngồi đến dính đầy toàn bộ mông lập tức từ lão thái bốn người sắc mặt đại biến. Trong thân thể đã không có bồ đề quả khống chế, bốn người thần trí sôi nổi thanh tĩnh. Lúc này cũng mới ý thức được chính mình trên người có bao nhiêu xú. Có bao nhiêu đau. Đặc biệt biện thuộc vinh, nàng ở từ gia lão phòng thời điểm, liền tự cho là thanh cao. Bất luận khi nào, đều vẫn duy trì một bộ thể diện bộ dáng. Hiện giờ, cư nhiên ở trước mặt mọi người đầu bù tóc rối, xiêm y không chỉnh, còn mãn đủng quần cất đái. Lập tức, Biện Thục Vinh liền thừa nhận không được này cổ đánh sâu vào, hôn mê qua đi. Thục Vinh! Thục Vinh! Ngươi làm sao vậy? Từ lão đại sợ hãi không thôi, cũng mặc kệ hắn như thế nào diêu, Biện Thục Vinh cũng chưa tỉnh lại. Kỳ thật, Điện Thục Vinh đã tỉnh. Chỉ là, nàng thật sự vô. Pháp tiếp thu chính mình như vậy dơ hề hề bộ dáng, cho nên, làm bộ té xỉu bộ dáng. Đáng giận, này từ lão đại còn vẫn luôn ở diêu nàng từ xuân đào nhìn thoáng qua biện thuộc vinh rung động lông mi nói đại bá ngươi vẫn là tìm đại phu cấp đại bá nương gia gia nải nải nhị bá bọn họ trị liệu đi từ lão đại liên tục gật đầu nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện từ chí minh còn ngơ ngác mà nhìn chầm chằm phan giai tinh trong miệng nhắc mãi muốn phan giai tinh gả cho hắn từ chí minh là năm người giữa bị roi trừu đến lợi hại nhất trên mặt đang xen vết roi kêu phan giai tinh nhìn sợ hãi Phan Giai Tinh nhìn đến từ Chí Minh lúc này còn đối chính mình si mê bộ dáng, trong lòng không cấm cả kinh, này thịt quả cư nhiên như thế lợi hại. Từ Chí Minh một lần kêu làm Phan Giai Tinh gả cho hắn, một lần triệu Phan Giai Tinh đi qua đi. Bởi vì ngón chân bị bấm gãy hai căn duyên cớ, đi đường hơi thọt. Giai Tinh, chúng ta rõ ràng lưỡng tình tương duyệt, ngươi vì cái gì không gả cho ta? Ngươi vì cái gì trốn tránh ta? Phan Giai Tinh nhìn từ Chí Minh si mê đến mau điên cùng bộ dáng, sợ tới mức thất thanh thét chói tai chương 410 đây là ăn phân sao. Xuân Đào, Chí Minh như thế nào còn không có hảo? Hắn trong bụng hạt giống không phải cũng nhổ ra sao? Từ lão đại nôn nóng nói. Từ Xuân Đào nhìn về phía Phan Giai Tinh, nói, ngươi cho hắn ăn nhiều ít viên bồ đề quả. Ta, ta không biết. Phan Giai Tinh nhìn đến từ Chí Minh bộ dáng, sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vàng chạy đi. Mắt thấy từ Chí Minh liền phải đuổi theo đi, từ Xuân Đào kêu từ lão đại chạy nhanh ngăn lại từ chí minh trên người như vậy dơ như vậy xuống, nàng là tuyệt đối sẽ không làm Dương Đại Hà động thủ. Nếu Phan Giai Tinh không nói, khi nàng chỉ có thể một trương một lá bùa mà thử. Đương Từ Xuân Đào liên tục thử bốn trương bùa chú lúc sau, Từ Chí Minh ánh mắt rốt cuộc khôi phục bình thường. Từ Xuân Đào đôi mắt hiếp lại, hảo gia hỏa, Phan Giai Tinh cư nhiên cho hắn ăn năm viên bồ đề quả. Từ Xuân Đào dùng chủy thủ đem bốn viên đã mọc ra hai mảnh phiến lá bồ đề quả toàn bộ cắt đứt. Trong phút chốc, bồ đề quả khô héo, bên trong huyền khí đều bị Xuân Đào trong tay chủy thủ hấp thu. Mà từ Xuân Đào trong ốc nội lại truyền đến hệ thống máy móc nhắc nhở thanh, chúc mừng ký chủ đạt được 12.000 tích phân. Liên tiếp tục nhắc nhở bốn biến. Từ Xuân Đào nhìn thoáng qua hệ thống, đã 16 vạn nhiều tích phân. Hôm nay giải cứu từ Chí Minh năm người thật là không thiếu kiếm. Đương từ Chí Minh tỉnh táo lại, nhìn đến chính mình cả người tiên thương cả người mộng bức. Thân thể hắn sớm phía trước liền ở truyền lại một loại đau tin tức. Nhưng là, chỉ vì có bồ đề quả đối hắn ý thức xâm chiếm, cho nên, hắn trong đầu chỉ có phan giai tinh một người. Lúc này, hắn đại não mới trả lại cho hắn bản nhân. Đương từ Chí Minh nhìn về phía hắn chân phải ngón tay cái cùng ngón trỏ nháy mắt, từ Chí Minh đồng tử động đất, hắn ngón chân chặt đứt. a à, từ Chí Minh bắt lấy đầu, cả người giống như muốn điên giống nhau. Từ lão đại thấy thế vội trấn an hắn, Chí Minh không có việc gì, cha cho ngươi tìm đại phu, nhất định có thể y tốt. Chỉ là, từ lão đại nhìn từ Chí Minh, như thế nào cảm giác đứa nhỏ này giống như trong nháy mắt già rồi không ít. Năm nay Chí Minh bất quá mới 23, thấy thế nào giống hơn 30 người. Chẳng lẽ là bởi vì bị Phan Gia cầm tù mấy ngày này cấp tra tấn. Chính là, rõ ràng vừa mới Chí Minh bị cứu ra thời điểm, còn không có như vậy lão A. Từ lão đại nhất thời cũng phân không rõ là chuyện như thế nào. Từ xuân đào như suy tư gì nhìn thoáng qua từ Chí Minh. Từ Chí Minh ăn xong năm viên bồ đề quả, hơn nữa năm viên bồ đề quả đều mọc ra hai mảnh phiến lá tới. Từ Chí Minh bị hút rất mười năm thọ nguyên. Lúc này Từ Tiểu Lôi mời đến một cái đại phu. Trương Đại Phu mới vừa tiến Tây viện, đã nghe đến một cổ tanh tuổi hương vị. Trương Đại Phu từ y ba mươi năm, chưa bao giờ gặp qua như thế trường hợp. Hắn không cấm nhíu mày hỏi, đây là ăn phân sao? Như thế nào như vậy xuống? Từ Tiểu Lôi lập tức ngượng ngùng nói, là đũng quần có phân. A. À, Trương Đại Phu khiếp sợ không thôi, hắn trước nay chưa từng nghe qua mấy chục tuổi người còn đem phân kéo đũng quần. Trương Đại Phu nói, liền tính ngươi muốn lão phu trị liệu, ít nhất đem đũng quần nội phân cấp rửa sạch sẽ đi. Bằng không, lão phu như thế nào cho các ngươi trị liệu? Này xú vị, hắn thật sự là ăn không tiêu. Nhưng đây là phan gia, cung quan hương là vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép bọn họ ở chính mình gia tẩy. Bất đắc dĩ, từ chí minh đám người chỉ có thể hồi an khê lộ rửa sạch thân mình. Từ Phan gia ra tới, Hội An khê lộ sân trên đường, bọn họ một nhà không biết gặp bao nhiêu người ghét bỏ biểu tình. Trương đại phu theo ở phía sau đều cảm thấy mất mặt cực kỳ. Hắn vừa đi vừa triều từ tiểu lôi nói, người trong chốc lát nhưng đến cấp lão phu thêm tiền. Lão phu cho người ta xem bệnh 30 năm, chưa từng chịu quá loại này tội lỗi. Một người đem phân kéo ở đũng quần cũng liền thôi, nhưng bọn họ này một nhà nhân hảo, tự nhiên năm người cùng nhau kéo ở đũng quần. Này khí vị nghe lên sợ là không ngừng một ngày lượng. Phân xú vị hỗn hợp nước tiểu tao vị, hắn thật. Sự mau phun ra. Chương 411 cả đời đều là cái tàn tật. Từ gia người một đường bị người vây xem cười nhạo. Từ lão đầu, từ lão thái cứ việc hai điều cánh tay bị trừu đến khó có thể nâng lên tới, nhưng hai người vẫn là tận lực dùng tay ngăn trở chính mình mặt. Bọn họ sống cả đời, chưa từng như vậy mất mặt quá. Biện thục vinh dứt khoát từ phan gia một đường giả bộ bất tỉnh, bị từ lão đại khiên trở về từ lão đại ngày thường vốn là không làm việc nhà nông nhi lúc này khiên điện thục vinh từ phan gia đến an khê lộ này giai đoạn thiếu chút nữa không muốn hắn mệnh lần đầu hắn cảm thấy điện thục vinh này bà nương thật trọng từ lão nhị lại cả người có chút mộng bức trên đường trở về hắn vẫn luôn không nghĩ ra chính mình như thế nào sẽ ở phan gia từ chí minh nhanh chóng về nhà một đường thọc trở về đi được chậm căn bản phát hiện không ra cái gì nhưng một khi đi được nhanh cả người liền một thọc một thọc, có chút khôi hài. Trên đường trở về, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình như thế nào sẽ mê luyến Phan Giai Tinh. Còn tới rồi mang gia gia nải nải, nương, nhị thúc cùng nhau quỳ gối Phan cửa nhà cầu thú Phan Giai Tinh nông nổi. Phan Giai Tinh ở đông đảo trong huyện Tiểu Thư, bộ dáng không tính xuất sắc, nhiều lắm coi như thanh tú. Từ Chí Minh chỉ cần vừa nhớ tới chính mình từng quỳ gối Phan cửa nhà cầu Phan Giai Tinh gả cho chính mình sự, tâm tình liền bực bội lên. Lúc này, sợ là toàn bộ phụng thuần huyện người đều biết chính mình quỳ gối phan cửa nhà muốn cưới phan giai tinh sự đáng chết vừa mới cha nói chính mình là trúng phan giai tinh quỷ kế nàng cấp điểm tâm có cái gì bồ đề quả bất quá hiện tại từ chí minh nhất quan tâm chính là chính mình ngón chân có thể hay không hảo theo hầu ngón chân so sánh với trên người bị trừ vết thương có thể nói không đáng giá nhắc tới bởi vì nếu ngón chân không thể hảo vậy ý nghĩa hắn cả đời đều là cái tàn tật, là cái người thọt. Phan Gia Từ Chí Minh một nhà bị giải cứu ra tới, Phan Gia sản tự giam giữ bọn họ, cùng sử dụng hình, cung quan hương, Phan Gia tinh toàn bộ bị trảo tiếng đại lao, ngày sau hỏi thẩm. Đến nỗi Phan Gia quản gia hạ nhân, ở nhìn đến bị lục soát ra một vạn hơn hai ngàn lượng bạc nháy mắt, liền toàn bộ cầm Phan Gia đáng giá đồ vật, chạy trốn vô tung vô ảnh. Bọn họ biết Phan Gia đã xảy ra chuyện. Toàn bộ Phan Gia trừ bỏ cung quan hương, Phan Gia Tinh liền lại một người. Đem hai người bắt bỏ vào đại lao lúc sau, địch thư kiệt sai người đem Phan Gia sở hữu đáng giá đồ vật toàn bộ dọn đi, hết thảy cầm đi cầm đồ, sung làm huyện nha hộ phòng bạc. Phan Gia đảo thật sự mau. Toàn bộ phụng thuần huyện người cũng chưa nghĩ đến Phan Kiến Yên ổn gia sẽ bị trảo tiếng đại lao. Bất quá, mọi người đang nghe nói Phan Kiến Yên ổn gia sở làm việc làm lúc sau, hết thảy khiếp sợ. Này! trăm triệu không nghĩ tới Phan Kiến Yên ổn gia cư nhiên là cái dạng này người. Phan Dũng nghe nói Phan Kiến Bình bị quan vào đại lao kinh hải không thôi. Hôm nay giữa trưa còn nhìn thấy hắn ở Hồng Phủ uống rượu mừng, này liền bị quan tiến đại lao. Tiều Minh Thu nói, Phan Điển Sử, thiên chân vạn sát, kia Phan Kiến Bình thật sự bị quan tiến đại lao. Chẳng những hắn, ngay cả hắn thê nữ đều bị quan tiến đại lao. Cái gì? Này Phan Kiến Bình phạm vào chuyện gì? cư nhiên liền thê nữ cũng cùng nhau bị quan tiến vào. Phan Dũng kinh hãi. Này Phan Kiến Bình phạm sự tốt nhất cùng chính mình không quan hệ. Tiểu Minh thu ghét cái ác như kẻ thù nói, này Phan Kiến yên ổn gia thật không phải đồ vật, cư nhiên đem từ Chí Minh gia gia nải nải, nương, nhị thúc còn có từ Chí Minh cùng nhau nhốt ở hầm nội mỗi ngày roi quất đánh. Mỗi ngày chỉ cấp một chén cháo, còn không thượng đi ngoài. Toàn kéo ở trong quần, kia kêu một cái xú A. Hồi tưởng khởi kia trường hợp, Tiểu Minh thu thiếu chút nữa nhổ ra. Phan Dũng nghe được Tiểu Minh thu miêu tả, cũng cầm lòng không đậu nhíu mày tới. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Phan Kiến Bình là thua tại Từ Chí Minh trong tay. Phan Dũng hỏi, địch đại nhân ngày hôm qua không phải đi lục soát quá một lần, vẫn chưa tìm được Từ Chí Minh đám người sao? Ai, lần trước chúng ta đi xác thật cái gì cũng không lục soát, nhưng là lần này không giống nhau. Từ cô nương đi theo cùng đi. Còn tìm tới rồi Phan Kiến Bình giấu ở hầm một vạn hai ngàn lượng bạc trắng. Phan Điển Sử, ngài là không nhìn thấy, khi trường hợp. Ta đời này chưa từng gặp qua như vậy nhiều bạc trắng quá. Trắng bóng một mảnh, chúng ta ca nhi mấy cái dọn đến cánh tay đều toan. Phan Dũng đồng tử co rụt lại, Phan Kiến Bình mấy năm nay tích cốc một vạn hai ngàn hai. Còn đều bị tìm được rồi. Này từ Xuân Đào thật là tà môn. Không được, quay đầu lại hắn đến đem trong nhà bạc dời đi. Trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Đại lao nội. Phan Kiến Bình nhìn đến cùng nhau bị áp tiếng vào thê nữ hoảng sợ. Các ngươi như thế nào cũng vào được. Chương 412 có phải hay không thật sự cùng ngươi không quan hệ. Cung Quang Hương thấy Phan Kiến Bình liền khóc sức mướt. Đáng tiếc, các nàng cùng Phan Kiến Bình cũng không nhốt ở một gian trong phòng giam. Phan Kiến Bình triệu Cung Quang Hương, Phan Giai Tinh Phương hướng hô lớn. Quang Hương, các ngươi như thế nào cũng bị đóng tiếng vào. Cung Quang Hương nữ nhân này từ đi theo chính mình chưa từng ăn qua cái gì khổ còn có giai tinh, nàng mới 15, thân mình mảnh mai. Này đại lao lại dơ lại lãnh, các nàng như thế nào gặp được? Cung quan hương khóc nức nở nói, địch đại nhân đem chúng ta mẹ con tróc nã, nói chúng ta cũng tham dự tự mình giam giữ từ chí minh một nhà cũng động tư hình việc. Muốn tới ngày thẩm tra xử lý. Phan kiến bình nóng nảy, giam giữ từ chí minh một nhà, đối bọn họ ra tấn là hắn một người việc làm, một người làm việc một người đương. Phan kiến để ngang tức ở đại lao nội la to. Ta muốn gặp địch đại nhân. Người tới A. À. Ta muốn gặp địch đại nhân. Phan Kiến Bình mặt dáng ở cửa lao thượng, đôi tay hướng ra ngoài thăm. Rừng già ở Đại Lao đãi 20 năm, sau Phan Kiến Bình tới huyện nha thời gian còn trường. Đối Phan Kiến Bình có thể nói thập phần hiểu biết. Này huyện nha người cái nào không vớt điểm nước luộc. Nhưng giống Phan Kiến Bình to gan như vậy trực tiếp từ hộ phòng lấy đi 5.000 lượng, hắn vẫn là đầu một cái. Phải biết rằng, khi đó, Phan Kiến Bình bất quá mới đến huyện nha 2 năm, cư nhiên liền to gan như vậy. Sau lại, địch đại nhân nhâm mệnh phụng thuần huyện huyện lệnh này 14 năm, hắn lại lục tục vớt không ít nước luộc. Hộ phòng cũng bị hắn cầm không ít tiền, bất quá, đều là mười mấy, mấy chục lượng tiền trinh. Nhưng đánh không lại tích tiểu thành đại A. Nghe được Phan Kiến Bình mấy năm nay vớt tổng cộng một vạn 8 nghìn nhiều lượng bạc, trừng già đều sợ ngây người. Nhìn Phan Kiến Bình ở đại lao bộ dáng, trừng già phi một tiếng. Ai làm hắn như vậy tham? Lúc này, trừng già đi đến hắn trước mặt, nói. Phan Kiến Bình, ngươi không cần hạt ồn ào, ngươi không cần ngủ, người khác còn muốn ngủ đâu. Lúc này trời đã tối rồi, có nói cái gì, địch đại nhân sẽ tự thẩm vấn ngươi. Xem ở quen biết mười mấy năm phân thượng, trừng già lại đây cho hắn một câu lời khuyên. Chính là, Phan Kiến Bình cố tình không nghe. Hắn nhất định phải hiện tại thấy địch đại nhân. Phan Kiến Bình nói, trừng già, Ngươi đi theo địch đại nhân nói, ta thê nữ là vô tội, cầu hắn buông tha các nàng. Các nàng thân mình kiều nếu, chịu không nổi này lao ngục chi khổ a. À. Rừng già triều cung quan hương, Phan Giai Tinh mẹ con phương hướng nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới, Phan Kiến Bình cư nhiên vẫn là cái đau lòng thê nữ. Bất quá, liền tính như thế, mọi việc cũng chỉ có thể việc công xử theo phép công. Hay không vô tội, không phải toàn bằng một trương miệng, đến thẩm qua sau mới biết được. Này ta cũng không có thể ra sức, Bất quá, ta có thể cho các nàng mẹ con lấy điều chăng? Ban đêm đại lao âm lãnh, các nàng mẹ con cũng có thể hơi chút hảo quá chút. Nghe tiếng, khoảnh khắc, Phan Kiến Bình đáy mắt mất nhan sắc. Xem ra chỉ có thể như thế, đêm nay quan hương, giai tinh chỉ có thể tại đây đại lao nội chịu khổ. Lần này từ Xuân Đào giúp địch thư kiệt phá hoạch hai kiện án tử, trong đó lục soát ra một vạn hai ngàn lượng bạc có thể nói công lớn một kiện. Phá lệ, địch thư kiệt cho từ Xuân Đào hai mươi lượng bạc làm cảm tạ. Phải biết rằng, dĩ vãng địch thư kiệt cơ bản đều chỉ cấp mấy lượng, số ít thời điểm mới cho 10 lượng bạc. Từ cô nương, dương tráng sĩ, sắc trời đã tối, không bằng ở huyện nha dùng bữa tối, ở huyện nha ở một đêm, ngày mai lại trở về. Địch thư kiệt nói. Từ xuân đào triều dương đại hà nhìn thoáng qua, ngay sau đó nói, như thế cũng hảo. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên trụ huyện nha. Bữa tối qua đi, hách tiểu phong đưa bọn họ an bài ở từ trước bọn họ trụ quá phòng. Đại lao nội. Cơm chiều là mỗi người một chén cơm, mặt trên bỏ thêm chút đồ ăn. Cung Quang Hương cùng Phan Giai Tinh ăn một ngụm liền ăn không vô. Nương, đây là cái gì? Như thế nào như vậy khó ăn? Giai Tinh, ngươi liền ăn nhiều hai khẩu đi, bằng không, ngày mai nên đói bụng. Cha ngươi nói, ngày mai nhất định sẽ cứu chúng ta đi ra ngoài. Cung Quang Hương nói. Cứ việc Cung Quang Hương nhắc gan, nhưng là, có khi đối phan Kiến Bình nói tin tưởng không nghi ngờ. Tựa như lúc trước cả cho Phan Kiến ngày thường, Phan Kiến Bình hứa hẹn nhất định sẽ làm nàng quá thượng phú quý nhật tử. Quả nhiên, sau lại, Phan Kiến Bình thật sự làm được. Bất đắc dĩ, ở cung quan hương khuyên bảo hạ, Phan Giai Tinh lại ăn một ngụm. Chính là, kêu nàng lại ăn, lại nói cái gì cũng không chịu ăn. Tuy rằng cung quan hương cũng cảm thấy này đồ ăn phi thường khó ăn, nhưng là, cung quan hương lại đều ăn xong đi. Bỗng nhiên, cung quan hương hỏi, Giai Tinh, hôm nay... Khi từ xuân đào từ từ chí minh một nhà trong cơ thể làm ra hạt giống có phải hay không thật sự cùng ngươi không quan hệ. Chương 413 này lão thái thái giống không giống phan giai tinh. Lúc ấy như vậy nhiều người tràn, nàng đương nhiên muốn giữ gìn giai tinh mặt mũi. Chính là, hiện tại, chỉ có các nàng mẹ con, cung quan hương muốn hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Phan giai tinh triều cung quan hương nhìn thoáng qua, không kiên nhẫn nói. Đương nhiên cùng ta không can hệ. Ta làm gì phải đối từ chí minh sử thủ đoạn huống chi, kia mơ hồ thủ đoạn cũng không phải ta có thể làm cho. Nương, ngài không cần nghe kia nữ nhân nói hưu nói vượng, nàng chính là cố ý tưởng tổn hại nữ nhi danh dự. Đầu tiên là từ chí minh một nhà đối chúng ta lì lợm la liếm, chết ăn vạ nhà ta cửa không chịu đi, hiện tại từ Xuân Đào lại nói là ta làm. Khi từ Xuân Đào làm hại chúng ta một nhà đều tiếng đại lao. Này họ từ liền không một cái tốt. Phan Giai Tinh căm giận nói. Cung Quang Hương thấy Phan Giai Tinh thật sự cùng chuyện này không quan hệ bộ dáng, liền cũng không hề truy vấn. Cung Quang Hương đem trên giường thảo phô hảo, sau đó đem một giường chăn lót ở dưới. Ngay sau đó nói, Giai Tinh, chúng ta ngủ đi. Ngày mai chúng ta là có thể đi ra ngoài, đêm nay trước nhẫn nhẫn. Vốn dĩ một gian nhà tù chỉ có một giường chăn, hiện tại, vụ tốt trừng già lại đưa tới một giường. Cho nên, Cung Quang Hương đem trong đó một nệm ở dưới, như Vậy, các nàng mẹ con cũng có thể ngủ đến thoải mái chút. Chính là, này chăng có cổ khó nghe hương vị, Phan Giai Tinh thẳng đến nửa đêm cũng chưa ngủ. Nàng trợn tròn mắt nhìn từ ngoại đầu tới một sợi ánh trăng, chỉ cảm thấy này một đêm thập phần dài lâu. Không biết khi nào mới có thể ngao đến ngày mai. Giờ tí. Đang lúc Phan Giai Tinh chuẩn bị phiên cái thân thời điểm, bỗng nhiên phát giác thân thể của mình không động đậy. Phan Giai Tinh kinh hãi không thôi. Nàng hé miệng, chuẩn bị kêu cung quan hương. Lại phát hiện lời nói tạp ở trong cổ họng, cái gì cũng kêu không ra. Sáng sớm hôm sau, để nhất lũ ánh mặt trời từ cửa sổ Phùng Nhi chiếu tiến vào, Cung Quang Hương lập tức tỉnh. Này một đêm cuối cùng chịu đựng đi. Giai tinh, ngươi tỉnh sao? Cung Quang Hương hỏi. a. À. Đương nàng quay đầu triều phan giai tinh nhìn lại thời điểm, cả người da đầu tê dại, kinh hách vô cùng. Cung Quang Hương một tiếng thét chói tai bừng tỉnh toàn bộ đại lao người. Sở hữu phạm nhân toàn bộ mắng cái nào sát nàng đau đại buổi sáng sảo cái gì sảo lão tử còn chưa ngủ tỉnh đâu cung quan hương bởi vì quá mức kinh hách thân thể không cẩn thận từ trên giường té xuống nhưng nàng hoàn toàn không cảm thấy đau đương nàng nổi lên lá gan lại triều giường bên trong xe một lần thời điểm cả người sợ tới mức lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất bất quá lần này nàng thấy rõ ràng người nọ tóc trắng xóa khuôn mặt lão thái ít nhất có hơn 70 tuổi tối hôm qua nàng bên cạnh ngủ rõ ràng là giai tinh như thế nào sẽ biến thành một cái bảy mươi nhiều lão thái giai tinh giai tinh ta giai tinh chỗ nào vậy cung quan hương ở đại lao nổi rống to kêu to tựa như một cái bà điên giường như phan kiến bình nghe thấy được vội triều cung quan hương phương hướng hô quan hương giai tinh làm sao vậy giai tinh thân mình mảnh mai khẳng định chịu không nổi này đại lao khổ giai tinh không thấy lão gia giai tinh không thấy cung quan hương biên kêu, biên lay động đại lao môn. Lúc này, rừng già mang theo hai cái ngục tốt lại đây. Ba người không vui mà mắng, ngươi đại buổi sáng xảo cái gì? Trời sập. Vẫn là chết người. Đại buổi sáng quỷ kêu. Cung quan hương biên cùng nói, ta giai tinh không thấy. Ta giai tinh không thấy. Rừng già hướng bên trong nhìn thoáng qua, phan giai tinh không phải ở bên trong sao. Mà khi rừng già thấy rõ nằm ở trên giường người khi, cũng hoảng sợ khi cư nhiên là đầy đầu đầu bạc lão thái bà. Ngày hôm qua quan tiếng này gian nhà tù rõ ràng là cung quan hương, phan giai tinh mẹ con, như thế nào không duyên cớ nhiều một cái đầu bạc lão thái bà. Rừng già vội đem nhà tù mở ra, phát hiện trừ bỏ cung quan hương cùng cái này lão thái bà, căn bản không có phan giai tinh thân ảnh. Mặt khác hai gã ngục tốt thấy thế cũng hoảng sợ. Này không duyên cớ như thế nào sẽ thay đổi một người. Rừng già triều cung quan hương chất vấn nói, người đem phan giai tinh tàn chỗ nào vậy, tiến vào rõ ràng là Phan Giai Tinh, hiện giờ lại thay đổi cá nhân, bọn họ mấy cái chính là muốn ăn không hết gói đem đi. Liền ở rừng già chất vấn cung quan hương thời điểm, trong đó một cái mục tốt đổng hỉ tới đột nhiên ra tiếng. Các ngươi xem này lão thái thái giống không giống Phan Giai Tinh. Chương 414 ngay cả hồn phách cũng không lưu. Nói, rừng già sốt lên chăng. Lão thái thái ăn mặc cùng Phan Giai Tinh ngày hôm qua tiến vào khi giống nhau như đúc. Trên người xuyên chính là giai tinh quần áo. Trên người đeo, sơ kiểu tóc cũng cùng giai tinh giống nhau như đúc. Nhưng là, giai tinh sao có thể một đêm lão thành như vậy? Cung quan hương cũng vô pháp tiếp thu đây là nàng giai tinh, nàng giai tinh tuyệt đối không phải cái dạng này. Một người sao có thể trong một đêm từ 15 tuổi cô nương biến thành một cái lão thái thái đâu? Này mặc kệ nói cho ai nghe, đều sẽ không tin tưởng. Trừng già duỗi tay dò xét một chút lão thái thái hơi thở, nói, đã chết. Đỗng hỉ tới hai người kinh ngạc không thôi, đã chết này hôm qua mới tiến vào, hiện tại chẳng những biến thành một cái lão thái thái, còn đã chết. Ta đi bẩm báo đại nhân, các ngươi ở chỗ này thủ. Trừng già nói. Đương hắn trải qua Phan Kiến Bình nhà tù khi, Phan Kiến Bình truy vấn nói. Cái gì đã chết? Trừng già, cái gì đã chết? Trừng già triều Phan Kiến Bình nhìn thoáng qua, ngay sau đó thở dài. Ta cũng không quá xác định, muốn thỉnh địch đại nhân tiến đến định đoạt. Dứt lời, trừng già liền đi rồi. Phan Kiến Bình không được đến chính mình đáp án, trong lòng như bị cào một chút, phi thường muốn được đến đáp án. Hắn triều cung quan hương kêu, nhưng nữ nhân này lúc này giống điên rồi giống nhau, trả lời hết thảy ông nói gà bà nói việc. Thực mau, địch thư kiệt tới, mặt sau còn đi theo ngộ tác giả hạo. Kinh giả hạo nghiệm chứng, người xác thật đã chết. Hơn nữa, trên giường nằm lão thái thái thân thể đã có hơn 70 tuổi, là chết già. Địch Thư Kiệt nhìn trên giường lão Thái Thái cùng hôm qua Phan Giai Tinh trang điểm giống nhau như đúc, nhưng là, lăng là ai cũng không dám tin tưởng Phan Giai Tinh sẽ trong một đêm lão thành một cái hơn 70 tuổi lão Thái Thái. Loại này hiện trạng, hắn sống vài thập niên chưa bao giờ gặp qua. Như thế quái dị hiện tượng lão ngộ tác cũng chưa thấy qua. Địch Thư Kiệt lập tức nhớ tới từ Xuân Đào, vừa lúc người còn ngủ ở huyện Nha. Địch Thư Kiệt vội vàng đi thỉnh. Giờ mẹo một khắc, từ Xuân Đào còn chưa ngủ tỉnh liền nghe được ngoài phòng truyền đến gõ cửa thanh âm. Từ cô nương, không hảo, Phan Giai Tinh giống như trong một đêm biến thành một cái lão thái thái, chết ở Đại Lao. Làm phiền ngài đi xem. Từ Xuân Đào vốn dĩ còn buồn ngủ, nhưng... Vừa nghe đến Phan Giai Tinh đã chết, liền lại vô buồn ngủ, vội vàng lên. Chờ từ Xuân Đào quá khứ thời điểm, quả nhiên, nhìn đến Phan Giai Tinh một bộ lão thái thái bộ dáng nằm ở trên giường. Chỉ là, từ này trừng lớn đôi mắt cùng khẽ nhếch miệng, tự hồ có thể nhìn ra được đối phương trước khi chết trong ánh mắt sợ hãi. Nàng hé miệng, có lẽ là tưởng xin giúp đỡ, nhưng là, lại kêu không ra tiếng. Địch Thư Kiệt hỏi, "Từ cô nương, này lão thái thái là Phan giai tinh sao?" Cứ việc nàng ăn mặc cùng ngày hôm qua Phan giai tinh giống nhau, chính là, Địch Thư Kiệt vẫn là không thể tin được đây là Phan giai tinh. Không nghĩ tới, Từ Xuân Đào kiểm tra một lần lúc sau cư nhiên gật đầu. Địch Thư Kiệt khó hiểu, hỏi, "Từ cô nương" Người như thế nào có thể trong một đêm biến thành một cái lão nhân đâu? Người bình thường đương nhiên không có khả năng, nhưng là, nàng là bị hút đi Thọ Nguyên. Dư lại Thọ Nguyên toàn bộ bị hút đến không còn một mảnh, tựa như nàng 78 năm thọ mệnh đã ở nhân thế gian đã đi xong giống nhau. Nói, Từ Xuân Đào mị hạ đôi mắt, nói, chẳng những Thọ Nguyên bị hút đến không còn một mảnh, ngay cả hồn phách cũng không lưu. Sách, thật đúng là sạch sẽ đâu. Một bên địch thư kiệt nghe vậy, đôi mắt trừng đến lão đại. Hắn nghe được cái gì cũng bố ngôn ngữ. Phan giai tinh chẳng những thọ nguyên bị thứ gì hút đi, ngay cả quỷ hồn cũng bị hút đi. Địch thư Kiệt không cấm mày nhăn chặt, hỏi: "Từ cô nương, này Phan giai tinh là chọc phải thứ đồ dơ gì?" Tự nhiên như vậy ngoan độc. Chương 415 hắn liền không có bà nương. Rồi bỏ không đinh vô phùng trứng, những lời này không phải không có đạo lý. Từ Xuân đào nhàn nhạt nói, "Không nhất định là nàng chọc phải thứ đồ dơ gì." cũng có khả năng là nàng có cầu với cái kia đồ vật cho nên mới có thể bị hút thọ nguyên nói từ xuân đào đối với phan giai tinh niệm chú chỉ thấy một gốc cây đã mọc ra cành cây đồ vật từ phan giai tinh trong miệng bay ra tới cành lá cốt tươi nhìn phi thường khiếp người Đỗng hỷ tới hỏi đây là cái gì phan giai tinh không có việc gì đem thứ này ăn vào bụng làm gì rừng già mắng lớn như vậy một gốc cây cũng ăn không vô đi a liền tính ăn xong đi sớm lạng. Địch Thư Kiệt nhìn kia cây đồ vật, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Bỗng nhiên, hắn đồng tử mảnh súc, giống như nhớ tới cái gì nói. Từ cô nương, thứ này chẳng lẽ là cùng ngày hôm qua từ từ Chí Minh bọn họ một nhà trong bụng lấy ra đồ vật giống nhau đi. Chỉ là, thứ này tự hồ sau ngày hôm qua những cái đó mọc muốn hảo chút. Từ Xuân Đào gật đầu, này mặt trên ước chừng 63 phiến phiến lá, nàng bị hút đi 63 năm thọ nguyên. Dứt lời, từ Xuân Đào lấy ra chủy thủ, Đêm này cây đã lớn lên cành lá tốt tươi tiểu cây bồ đề cấp bổ ra. Trong phút chốc, vừa mới còn cành lá tốt tươi tiểu cây bồ đề liền khô héo. Chúc mừng ký chủ đạt được 132.000 tích phân. Máy móc hệ thống thanh ở từ xuân đào trong ốc nội vang lên. Từ xuân đào đồng tử rung lên, cư nhiên có 13 vạn nhiều tích phân. Từ xuân đào kích động đồng thời, nàng trong tay chủy thủ cũng kích động không thôi. Liền ở từ xuân đào đem tiểu cây bồ đề bổ ra lúc sau, địch thư kiệt hỏi, từ cô nương, nói như vậy, từ Chí Minh một nhà dây dưa Phan Giai Tinh, thật là bởi vì Phan Giai Tinh. Từ Xuân Đào gật đầu. Này bồ đề quả nội có tà tính, nàng nhất định là mổ cây cây bồ đề trước hứa nguyện. Không khéo, này cây cây bồ đề không có nửa điểm từ bi, thậm chí tràn ngập tà tính. Từ lúc bắt đầu, liền không nghĩ tới giúp nàng, bởi vì nó muốn, chỉ là nàng cùng từ Chí Minh thọ nguyên. Đến nỗi ta gia gia nải nải, nhị bá, đại bá nương, bất quá là kế hoạch ở ngoài sự cách đó không xa nhà tù nội, Phan Kiến Bình nghe được từ Xuân Đào nói khí không được. Phanh! Mà một tiếng, Phan Kiến Yên ổn quyền hung hăng mà nện ở cửa lao thượng. Giai tinh nha đầu này thích ai không tốt? Muốn thích từ Chí Minh? Liền tính thích từ Chí Minh, nói với hắn, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ làm từ Chí Minh làm nàng phu quân. Lại trong lén lút, dùng ra loại này thủ đoạn, làm hại chính mình liền tánh mạng cũng không có. Phan Kiến Bình tức giận đến muốn chết. Đương từ Xuân Đào từ hắn nhà tù trước trải qua thời điểm, Phan Kiến Bình vội vàng hỏi. Từ cô nương, ngài có thể hay không tìm được kia cây cây bồ đề? Đáng chết, hắn muốn một phen lửa đốt nó. Không nghĩ, từ Xuân Đào lại lắc đầu. Tìm một cây sống gần 500 năm cây bồ đề, tương đương biển rộng tìm kim. Phan Kiến Bình trong lòng hy vọng toàn bộ hủy diệt. Sau lại, Phan Kiến Bình nhận sở hữu tội, cấp cung quan hương thoát tội, cung quan hương vô tội phóng thích. Nhưng là, Cung quan hương từ huyện Nha đi ra lúc sau, cả người điên điên khùng khùng, trong miệng không ngừng ồn ào phan giai tinh tên. Phan kiến bình ít ngày nữa liền bị chém đầu. Hảo hảo một nhà liền như vậy cửa nát nhà tan, chỉ trừ cung quan hương một người điên điên khùng khùng mà sống trên đời. Từ Chí Minh một nhà cũng ở Phụng Thuần huyện ra hết làm trò cười cho thiên hạ. Đề hà, bọn họ đã đem từ gia lão phòng cấp bán, trừ bỏ an khê viện này một chỗ sân, lại vô đặt chân nơi từ lão nhị không nghĩ tới chính mình cư nhiên cùng tô chiêu đệ hòa ly. Hắn đột nhiên chụp một chút chính mình đầu, đối chính mình hòa ly sự một chút cũng nhớ không nổi. Chính là, hòa ly, hắn liền không có bà nương. Chương 416 nải nãy, nương nói được cũng không tồi. Hiện giờ, từ lão thái đám người cũng đã biết từ Chí Minh không ở huyện nha làm việc. Trừ bỏ lúc trước chuẩn bị cấp phan giai tinh làm xính lễ 30. Lượng, trong nhà liền lại vô mặt khác tiền tài mà kia 30 lượng vì cấp cả nhà trị thương, đã hoa đi hơn phân nữa. Từ lão đại, biện thục vinh, từ lão nhị đều không thể không đi ra ngoài tìm việc kiếm tiền. Ghê tẩm hơn chính là, hiện tại Chu Vân không ở, này cả gia đình cơm, quần áo, ai làm ai tẩy. Cả gia đình phí tổn ai ra. Bỗng nhiên, từ lão thái nói, về sau còn dựa theo ở nông thôn kia bộ, các ngươi kiếm tiền đều giao từ ta bảo quản, trong nhà đồ ăn ta đi mua. Này cơm cùng này quần áo liền từ lão thái tầm mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng ở biện thục vinh cái này duy nhất nữ nhân trên người. Biện thục vinh tức khắc tạc mau, nhíu mày, liền nói. Không được. Ta cũng tìm việc, mỗi ngày muốn đi ra ngoài kiếm tiền, chỗ nào tới thời gian làm này đó. Tuy nói hiện tại trong viện trụ ít người, nhưng là, cũng có bảy người. Muốn nàng tới làm, không phải muốn mệt chết nàng sao. Trải qua mấy ngày nay, trên người nàng thương mới khép lại, chờ kết già rơi xuống, còn không nhất định có thể hay không khôi phục nguyên lai bộ dáng đâu. Bỗng chốc, điện thục vinh như là nhớ tới cái gì nói. Nương, chúng ta đều đi ra ngoài tìm đường sống, ngài cùng cha ở nhà, không bằng liền đêm này đó đều làm đi. Cái gì? Lập tức, từ lão thái liền tim khởi giọng nói nói. Từ lão thái mở to hai mắt nhìn, kia bộ dáng như là muốn đem điện thục vinh cấp ăn giống nhau. Trong phút chốc, điện thục vinh nhìn thấy từ lão thái bộ dáng này, trong lòng cũng chột dạ lên nàng không nghĩ tới từ lão thái phản ứng có lớn như vậy. Bất quá, nàng cũng ăn ngay nói thật. Bọn họ đều đi ra ngoài kiếm tiền, liền lão thái thái cùng lão đầu nhi hai người ngồi ở trong nhà, gì cũng không làm. Phanh! Từ lão đầu bỗng nhiên đem chính mình tẩu thuốc khái ở trên bàn, nhìn về phía từ lão đại chất vấn nói. Lão đại, đây là ngươi bà nương. Tự nhiên muốn chính mình cha mẹ chồng hầu hạ nàng. Này, này, này. Từ lão đại cũng là nghẹn lời, cũng không biết nên như thế nào cấp biện Thục Vinh khai thác thoát. Từ lão đại Triều Biện Thục Vinh nhìn lại, nhỏ giọng nói: "Thục Vinh, ngươi mau cấp nương bồi cái không phải?" Biện Thục Vinh trong lòng không phục, xoay đầu đi, đối từ lão đại nói đương không nghe thấy. "Phản Thiên." Từ lão thái nhìn Biện Thục Vinh bộ dáng này, rốt cuộc bùng nổ. "Biện Thục Vinh, ngươi tiếng chúng ta lão từ gia hơn 30 năm, có hiếu kính chúng ta một ngày sao?" Trước kia đều là chiêu đệ, Chu Vân làm, hiện tại bất quá mới làm ngươi làm ngươi một ngày còn không có làm đâu liền ồn ào lên lão đại như vậy bà nương ngươi lưu trữ làm gì là muốn tức chết ta cùng cha ngươi sao còn không cho ta hưu nàng a à, từ lão đại cả kinh mở to hai mắt nhìn này như thế nào làm vừa mới vẫn là chỉ là cãi nhau như thế nào lập tức liền bay lên vì muốn hắn hưu thê chính là từ lão đại hưu thê là tuyệt đối không có khả năng Điện Thục Vinh như vậy xinh đẹp bà nương nhưng không dễ dàng tìm. Hơn nữa, này đó tháo việc làm nhiều, sờ lên tay đã có thể không nộn. Đúng lúc này, Từ Chí Minh chậm rãi từ phòng trong đi ra. Hắn triều từ lão thái nói, nãy nãy, nương nói được cũng không tồi. Nàng ngày thường còn muốn đi ra ngoài làm việc nhi, nhà ta bảy khẩu người, nhiều như vậy quần áo như thế nào tẩy cho hết. Còn phải làm cơm. Quay đầu lại nếu là trì hoãn, chủ nhân gia sẽ không cao hứng. Nếu không, như vậy, cắt da quần áo, cắt da tẩy, cơm lời nói, chúng ta thay phiên làm nhà ta nhị thúc gia còn có ngài cùng gia gia, tổng cộng tam gia, các làm một ngày cơm ba ngày vì một vòng như vậy không phải hảo sao? Từ lão thái, từ lão đầu nghe xong từ chí minh nói đồng tử co rụt lại chí minh ý tứ cư nhiên là muốn bọn họ hai vợ chồng già cũng cùng nhau giặt quần áo nấu cơm chương 417 từ chí minh muốn tham gia kỳ thi mùa xuân Lời này cư nhiên là nàng Đại Kim Tôn Chí Minh nói. Từ lão thái quả thực không thể tin được. Nhưng đúng là bởi vì lời này là từ Chí Minh nói, cho nên Từ lão thái mới không lời nào để nói. Vì thế, liền như vậy định rồi xuống dưới. Bỗng nhiên, Từ Chí Minh nhìn thoáng qua trong viện mấy người, nói, "Nhị thúc, tiểu Lôi đâu?" Nghe vậy, Từ lão nhị sắc mặt biến đổi, nói, "Tiểu Lôi hồi thôn tìm hắn nương đi." Nghe vậy, đại gia đều là triều Từ lão nhị nhìn lại từ lão thái từ lão đầu biện thục vinh mấy người cũng không nghĩ tới từ lão nhị sẽ cùng tô chiêu đệ hòa ly ở bọn họ xem ra chỉ có tô chiêu đệ mới có thể cùng hắn bên căn bản sẽ không có người xem trọng hắn vừa rồi làm từ lão đại cùng biện thục vinh hòa ly từ lão thái lúc này cũng không nói cũng chưa nói tô chiêu đệ một câu nói bậy từ trước nàng không cảm thấy tô chiêu đệ có bao nhiêu hảo nhưng hiện tại tô chiêu đệ chu vân hai cái con dâu đều không ở từ lão thái tức khắc cảm giác được hai người cần lao cùng giảng dị. Đâu giống lão đại gia, cả ngày trang điểm đến giống cái yêu tinh dường như, làm nàng làm điểm nhi việc, cùng muốn nàng mệnh dường như. Từ chí minh thấy đại gia đã không khắc khẩu, vì thế, nói, ta về phòng đọc sách đi. Liền ở buổi sáng, từ chí minh cùng đại gia nói, hắn muốn ở nhà đọc sách, chuẩn bị năm sau kỳ thi mùa xuân. Hiện giờ tiến vào 10 tháng, lại có hơn 4 tháng liền phải kỳ thi mùa xuân vừa nghe nói từ chí minh muốn tham gia kỳ thi mùa xuân từ lão thái cái thứ nhất duy trì nàng đại kim tôn đã là cử nhân lại hướng lên trên khảo chính là cống sĩ ở phụng thuần huyện huyện nha không sai sự lại như thế nào đến lúc đó chờ nàng đại kim tôn thi đậu cống sĩ một hai phải kêu địch thư kiệt trèo cao không nổi cho nên cả nhà đều đi ra ngoài làm việc nhi trừ bỏ vì kế sinh nhai còn có quan trọng một chút chính là vì từ chí minh năm sau đi thi phí dụng Nói xong lúc sau, Từ Chí Minh liền chậm rãi triều phòng trong đi đến. Trương Đại Phu nói hắn chân phải ngón tay cái cùng ngón trỏ xương cốt bị kẹp nứt ra, cho nên, hảo không được. Về sau, liền tính dưỡng hảo, đi đường cũng sẽ có rất nhỏ khác thường. Từ Chí Minh siết chặt nắm tay, không cam lòng chính mình liền như vậy biến thành một cái người thọt. Cho nên, mỗi đi một bước, đều cực lực khống chế thân thể của mình không có một tiên nghiêng. Vĩnh Phú Thôn Mấy ngày này, Vĩnh Phú Thôn thôn dân đều vội đã chết thiên tờ mờ sáng liền ở ngoài ruộng làm việc nhi, giữa trưa liền tìm cái râm mát chỗ ngồi ngồi xuống ăn buổi sáng mang cơm, sau đó liền tiếp theo làm việc nhi. Mọi người đều dựa theo từ Xuân Đào nói, đem điền sửa sang lại ra tới. Có thậm chí đi phụ cận thôn tìm người lại đây làm việc nhi, một ngày cấp 30 văn tiền công. Đừng xem thường khai hoang chỉnh điền chuyện này, một mẫu liền muốn mấy ngày. Đặc biệt những cái đó khai hoang 6 mẫu, 8 mẫu, yêu cầu rất nhiều thiên tài hành. Cho nên, đại gia toàn bộ thỉnh người lại đây làm như vậy liền ngắn lại thời gian nhanh chóng làm cây tể thái hạt giống trải xuống đất từ xuân đào gia bởi vì lúc trước khai hoang năm mẫu cho nên lần này trực tiếp gieo đi liền thành nảy mầm trước yêu cầu cần tưới nước bảo trì thổ nhưỡng ướt át ngày thứ ba liền nảy mầm chờ năm ngày thời điểm mầm đều đã ra tề từ tiểu lôi trở về thời điểm liền nhìn đến toàn thôn ở khai hoang một bộ cảnh tượng rất nhiều ngoại thôn người đến bọn họ thôn tới làm công thậm chí ngoại thôn người nhiều quá vĩnh phú thôn người rất nhiều chủ gia bởi vì không kịp cấp nhiều như vậy công nhân nấu cơm dứt khoát đi trấn trên mua rất nhiều bánh bao giữa trưa mọi người liền đều ăn bánh bao bỗng nhiên vương á phượng ngẩng đầu liền nhìn đến từ tiểu lôi liền ngạc nhiên ra tiếng này không phải tiểu lôi sao từ tiểu lôi xoay người thấy là thôn trưởng bà nương vương á phượng liền hô thanh thím thím ngài biết ta nương đi đâu vậy sao từ gia lão phòng bị nải nải bán nương ở vĩnh phú thôn lại không mặt khác thân thích chiêu đệ a à, nghe nói nàng đi ngươi đại tỷ gia bất quá vì hà thôn ly vĩnh phú thôn cũng không gần trung gian còn cách một cái bình an thôn ngươi nương liền như vậy mỗi ngày sớm tới tiền buổi tối trở về mấy ngày này ta xem ngươi nương đều gầy rất nhiều nhìn quái làm người đau lòng vương á phượng nói từ tiểu lôi kinh ngạc ta nương mỗi ngày tới chỗ này làm cái gì từ tiểu lôi thật sự khó hiểu trước cuộc liền cùng vương thẩm nói như vậy vì hà thôn ly vĩnh phú thôn cũng không gần vương á phượng cười nói tiểu lôi ngươi nuôi dưỡng tôn hùng đất ốc đồng cũng thật không tồi hiện tại mỗi ngày nàng vớt ra sản lượng chính là chúng ta mặt khác gấp đôi đâu ngươi nương là luyến tiếc kia hai khẩu đường hơn nữa ngươi nương cùng cha ngươi hòa ly liền cho ngươi nương này hai ngụm nước đường đây chính là con mẹ ngươi toàn bộ thân gia nàng nếu không tới chăm sóc chỗ nào tới tiền tuy rằng xa nhưng không có sau so một cân tôm hùng đất 15 văn tránh đến càng nhiều đồ vật. Này không, mấy ngày trước xuân đào lại giáo đại gia loại cây tể thái, mọi người đều vội vàng khai hoang đem cây tể thái gieo đi đâu. May mắn tối hôm qua không trời mưa, nghe nói, người nương tối hôm qua một đêm không trở về. Nghe đến đó, từ tiểu lôi rốt cuộc áp chế không được trong lòng cảm xúc, vội vàng đi tìm tô chiêu đệ. Chờ nhìn đến tô chiêu đệ nháy mắt, từ tiểu lôi thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nàng sau vương thẩm trong miệng còn muốn gầy. Nương. Từ Tiểu Lôi xa xa mà hô một tiếng. Tô Chiêu Đệ vội vàng làm việc nhi, không nghe thấy. Từ Tiểu Lôi lại hô một tiếng, nương. Tô Chiêu Đệ hoảng hốt gian nghe được Tiểu Lôi thanh âm, nhưng nàng lại ở trong lòng tự dẻo. Tiểu Lôi hiện tại đi theo hắn cha ở trong huyện quá ngày lành đâu, sao có thể trở về? Nương. Lần này, Tô Chiêu Đệ nghe thấy được, nghe được rõ ràng. Nàng ngẩng đầu, thật sự thấy từ Tiểu Lôi. Tiểu Lôi Chương 418 chúng ta tỷ đệ thật lâu không gặp mặt. Tô chiêu đệ đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nàng cười hỏi. Người đứa nhỏ này như thế nào đã trở lại? Từ tiểu lôi triều hắn đi đến, đoạt lấy nàng trong tay cái quất, giúp nàng làm việc nhi. Nương, chờ ta kiếm tiền, ngài đi theo ta quá ngày lành, ta tới dưỡng ngài. Nghe thấy từ tiểu lôi nói, tô chiêu đệ trong lòng cười nở hoa. Cười cười, không biết làm sao, đôi mắt liền đã ương ước. Tô Chiêu Đệ tiến lên đoạt lấy từ tiểu lôi cái quất. Ngươi vừa trở về, dọc theo đường đi mệt muốn chết rồi đi. Ngồi xuống nghỉ một lát, điểm này việc, nương chính mình làm. Chính là, cái quất như là bị hạn ở từ tiểu lôi trong tay giống nhau, Tô Chiêu Đệ như thế nào cũng bắt không được tới. Nương, ngài nghỉ ngơi, ta sức lực nhiều, điểm này nhi lộ với ta mà nói không tính cái gì. Rõ ràng từ trong huyện đến Vĩnh Phú Thôn hắn ước chừng đi rồi sáu cái canh giờ mới trở về hôm nay ngày mới tờ mờ sáng, hắn liền lên hướng bên này đuổi. Tô chiêu đệ thấy không lay chuyển được hắn, liền đem trên mặt đất thảo toàn bộ ôm đến bên cạnh đi, sau đó lại dùng sẻn đem mà phiên một lần. Nương hai vẫn luôn làm đến thiên mau hắc, bất quá mới đem một mẫu điền cấp thảo cấp trừ sạch sẽ. Xới đất, ngày mai còn muốn tiếp tục. Hai người nương ánh trăng hướng vì hà thôn đuổi. Từ mưa nhỏ đang ở trong nhà chờ mãi chờ mãi, cho rằng. Hôm nay nương lại không trở lại, không nghĩ tới, Tự nhiên còn thấy được ngoài ý liệu người. Tiểu Lôi. Từ Mưa nhỏ kinh ngạc không thôi. Bọn họ tỷ đệ lần trước gặp mặt vẫn là đầu năm nhị thời điểm. Tỷ. Thấy Từ Mưa nhỏ, Từ Tiểu Lôi cũng lập tức nở nụ cười. Bọn họ tỷ đệ từ trước liền rất thân. Tuy rằng Từ Mưa nhỏ so Từ Tiểu Lôi ước chừng lớn 13 tuổi, nhưng là Từ Mưa nhỏ ước chừng chiếu cố Từ Tiểu Lôi 3 năm mới xuất giá. Cho nên, Từ Tiểu Lôi đối Từ Mưa nhỏ phi thường không muốn xa rời. Tiểu lôi, ngươi đã trở lại, thật tốt, chúng ta tỷ đệ thật lâu không gặp mặt. Nói, từ mưa nhỏ liền triều phòng bếp, chuẩn bị lại thêm cái đồ ăn. Lúc này, chu Giang Giang cùng chu Đang đang nghe được thanh âm từ phòng trong đi ra. Nhìn đến tô chiêu đệ, hai người đầu tiên là kêu một tiếng bà ngoại. Ngay sau đó, hai người lại nhìn về phía từ tiểu lôi thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, cao hứng mà hô, cửu cửu, cửu cửu. Từ tiểu lôi một tay vớt lên một cái. Chu Giang Giang năm nay 12, Chu Đang Đang năm nay 10 tuổi, hai anh em bị từ tiểu lôi ôm xoay quanh. Hai đứa nhỏ cười đến không được. Tô Chiêu Đệ thấy như vậy một màn, hai ngày này mỏi mệt thân thể cảm thấy cũng lập tức thư hoãn không ít. Phòng bếp nội đang ở chiên trứng gà từ mưa nhỏ trên mặt cũng không tự giác dơ lên tươi cười. Bỗng nhiên, một đạo nghiêm khắc thanh âm từ nhà chính vang lên. Ở phòng trong liền nghe được các ngươi xảo, cái này làm cho các ngươi nải nải như thế nào nghỉ ngơi. Nghe vậy, mọi người trên mặt tươi cười toàn bộ cứng lại từ tiểu lôi chạy nhanh đem chu giang giang chu đang đang buông ngay sau đó hướng tới vẻ mặt hung tướng chu trụ lương kêu một tiếng dượng lại hỏi di nương gần nhất thân mình thế nào chu trụ lương lạnh lùng nói vẫn là như vậy dứt lời liền đi vào phòng đi thẳng đến chu trụ lương đi rồi đại gia mới dám xuyển một hơi chờ ăn cơm thời điểm chu trụ lương nhìn đến thức ăn trên bàn lại sụ mặt hỏi mưa nhỏ này bàn chiên trứng khái mấy cái trứng gà. Trong nhà gà hạ trứng đều là muốn bắt đi bán tiền. Dứt lời, chu trụ lương hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái từ mưa nhỏ. Từ mưa nhỏ khẽ cau mày một chút, nói, cha, ta đệ đệ khó được lại đây một chuyến, liền cho hắn đánh mấy cái trứng gà mà thôi. Không đợi từ mưa nhỏ đem nói cho hết lời, chu trụ lương liền lạnh lùng nói. Nhà ta điều kiện gì ngươi không biết sao? Ngươi đem trứng gà ăn, ngươi nương chỗ nào tới mua thuốc tiền? Chẳng lẽ nếu không cho ngươi nương mua thuốc, làm nàng bệnh chết sao? Chương 419 Tiểu Lôi, đêm nay ủy khuất ngươi một chút. Nói, Chu Trụ Lương Triều Chu Hướng Dương nhìn lại. Hướng Dương, đây là ngươi cưới bà nương sao? Chu Hướng Dương cau mày, vội nói, cha, quay đầu lại ta sẽ giáo huấn mưa nhỏ. Nghe vậy, Chu Trụ Lương trên mặt biểu tình mới rốt cuộc có điều hòa hoãn, sau đó nói, ăn cơm đi. Từ Tiểu Lôi nhìn về phía Từ Mưa Nhỏ. Hắn cũng không biết tỷ tỷ ở Chu gia quá đến như vậy gian nan. Từ mưa nhỏ cúi đầu, trên mặt biểu tình cực kỳ khó coi. Nàng đã đủ tỉnh. Tiểu Lôi khó được tới trong nhà một chuyến, đánh mấy cái trứng gà đều bị cha quở trách. Cha thật là một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Nếu cha ở Tiểu Lôi đi rồi, tùy tiện như thế nào quở trách nàng, nàng đều không sao cả. Nhưng cha cố tình ở Tiểu Lôi ở thời điểm mắng nàng. Ngay cả Hướng Dương cũng không giúp đỡ nàng nói chuyện. Bỗng nhiên từ mưa nhỏ ngẩng đầu, không nghĩ tới vừa vặn đối thượng từ tiểu lôi ánh mắt. Từ mưa nhỏ miễn cưỡng cười vui, làm từ tiểu lôi mau ăn. Nhưng từ tiểu lôi nhìn trên bàn bốn cái mâm, một mâm chiên trứng gà, một mâm xào rau xanh, một mâm xào cây đậu đũa, còn có một bát to rau xanh canh. Một chút nước luộc cũng không có, nếu không phải tỉ tỉ cho hắn liếm cái chiên trứng gà, sợ là một chút thức ăn mặn cũng không thấy. Nhưng bao gồm chu giang giang, chu đang đang ở bên trong, tất cả mọi người ăn đến phi thường hương này thức ăn so từ gia lão phòng không bắt đầu nuôi dưỡng trước còn muốn tỉnh. Hiện giờ, từ tiểu lôi tam đốn đều ở khách mãn lâu ăn, khách mãn lâu đầu bếp nhóm làm đồ ăn tự nhiên sẽ không kém, mỗi ngày đều là hai món chay hai món mặn một canh, thịt đều là đại khối đại khối. Bất quá, hôm nay đi rồi nửa ngày lộ, lại làm nửa ngày việc, từ tiểu lôi đã sớm đói bụng, bắt đầu mồm to ăn lên. Mọi người ăn đến một nửa, chu trụ lương bỗng nhiên vừa trứng gà mâm đoan đến chính mình trước mặt, nói này dư lại nửa cái mâm trứng gà cấp hướng dương hắn nương ăn, nàng chính yêu cầu ăn chút tốt, bổ bổ thân thể. Nghe vậy, đại gia ăn cơm động tác cứng đờ, ngay sau đó đều mặt không hé răng, tiếp tục ăn cơm. Đại từ tiểu lôi cầm chén cơm bái xong, chuẩn bị đứng dậy đi lại thịnh cơm thời điểm, từ mưa nhỏ vội nói. Tiểu lôi, ta ăn không vô, phân chút cho ngươi. Dứt lời, liền đem chính mình trong chén tháo cơm hướng từ tiểu lôi trong chén lay. Từ tiểu lôi ngẩn ra, hắn triều bếp phương hướng nhìn lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ trong nồi không cơm. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, từ mưa nhỏ đã mau cầm chén cơm toàn cho hắn. Từ tiểu lôi vội nói, tỷ ta đủ rồi. Sau đó, từ tiểu lôi vội đem chính mình chén lấy ra, đương hắn chuẩn bị triều từ mưa nhỏ trong chén bái hồi một ít cơm thời điểm, không nghĩ từ mưa nhỏ vội đem chén thu hồi, nói. Ta gần nhất không có gì ăn uống, ngươi ăn đi. Trong nồi còn có đồ ăn canh, ta uống gọi món ăn canh là được. Từ tiểu lôi sắc mặt trầm xuống, không có nói cái gì nữa, nhưng tâm lý. Đã có suy đoán. Đãi buổi tối ngủ, từ tiểu lôi mới biết được nguyên lai nương buổi tối liền ở nhà chính đánh một cái mà phô. Cứ việc phía dưới phô thật dày rơm rạ, nhưng dù sao cũng là ngủ ở trên mặt đất. Từ tiểu lôi thấy thế đau lòng không thôi. Tháng trước, hắn ở trong huyện đánh quá mà phô, biết ban đêm cực lạnh. Hiện tại đã tiến vào 10 tháng, ban đêm càng hàng. Đúng lúc này, Từ Mưa Nhỏ ôm ra một giường chăn tới, nói: "Tiểu Lôi, đêm nay ủy khuất ngươi một chút." "Không ủy khuất, tỷ ngươi cũng đi ngủ sớm một chút." Từ Tiểu Lôi cười đem chăn ôm lại đây. Đã có thể đương Từ Tiểu Lôi đem chăn ôm lại đây nháy mắt, liền nghe được tay trong phòng truyền đến Chu Hướng Dương oán giận thanh. Gần nhất ban đêm thiên lãnh, trong nhà vốn là không có mấy cái chăn, còn lấy đi một cái. Từ Mưa Nhỏ trên mặt biểu tình đột nhiên cứng đờ, vội an ủi nói: Ngươi tỷ phu người này nói chuyện luôn luôn không dễ nghe, ngươi đừng cùng hắn so đo. Ngươi ngủ ngươi, ban đêm nếu là lãnh cùng tỷ nói, tỷ lại cho ngươi lấy. Từ tiểu lôi cười nói, không có việc gì, ta là nam nhân, ta tuổi trẻ, thân cường thể tráng. Tỷ, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Chờ từ mưa nhỏ rời đi, từ tiểu lôi nằm ở rơm rạ thượng như thế nào cũng ngủ không được. Chương tứ Thẩm Nhi, ngày như thế nào ở chỗ này? Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, từ mưa nhỏ liền lên cấp cả gia đình làm cơm sáng. Sau đó, lại cho đại gia giặt quần áo. Đặc biệt chu trụ lương lấy ra tới quần áo, xú đến muốn chết, mặt trên cư nhiên còn dính phân. Từ tiểu lôi xa xa liền nghe tới rồi một cổ phân xú vị cùng nước tiểu tao vị. chu trụ lương hắc mặt nói, ngươi nương lại kéo ở trên người. Mưa nhỏ, trong chốc lát thiêu điểm nước ấm, ta cho ngươi nương lau. Là, cha. Còn có này quần áo, nhanh lên tẩy, bằng không hôm nay không thể làm ngày mai ngươi nương liền không đến thay đổi là cha từ mưa nhỏ nói từ tiểu lôi ăn xong cơm sáng liền về trước vĩnh phú thôn chỉ là chờ tô chiêu đệ đi thời điểm vẫn chưa ở ngoài ruộng nhìn đến từ tiểu lôi tô chiêu đệ nghĩ thầm có lẽ tiểu lôi đi a phân vì thế chính mình cầm lấy xẻng tiếp tục xới đất từ xuân đào gia chu vân là toàn bộ sân cái thứ nhất lên nàng đi trước gà vịt ngỗng xá đem trứng nhặt một chút sau đó đến chín trứng phóng tới trong nồi nấu. Tiếp theo bắt đầu vo gạo, lại đem phao tốt bách hợp, nấm tuyết, táo đỏ, cẩu kỹ, đậu phộng, đậu đỏ cùng nhau bỏ vào đi nấu. Thêm đem xài lúc sau, Chu Vân liền đến bên giếng biên múc nước, bắt đầu tẩy đại gia quần áo. Phơi nắng hảo lúc sau, Chu Vân thấy đại gia còn không có khởi. Sau đó Chu Vân liền chuẩn bị đi ra ngoài nhìn một cái từ lão tứ ngày hôm qua bôi nhiều ít gạch, bọn họ chỉ tính toán cái một tòa tam gian phòng, nhìn xem còn kém nhiều ít gạch nhưng không nghĩ, như vậy một mở cửa, cư nhiên thấy được từ tiểu lôi. Tiểu lôi! Sao ngươi lại tới đây? Xem hắn ở cửa do dự bộ dáng, như là không biết đã bồi hồi bao lâu. Nghe được Chu Vân thanh âm, từ tiểu lôi quay đầu lại, nhìn thấy Chu Vân hắn cũng có chút kinh ngạc. Tứ thẩm nhi, ngài như thế nào ở chỗ này? Ngươi nãy nãy đem từ gia lão phòng bán, chúng ta không chỗ ở, ngươi tứ thúc bổn tính toán trước đáp cái lều tranh sinh hoạt nhưng ngươi tam thúc luyến tiếc thúy hoa lớn bụng cùng chúng ta chịu khổ, khiến cho chúng ta ở tạm lại đây. Này không, ngươi cách vách là ngươi tứ thúc bôi gạch, về sau, chúng ta liền chuẩn bị đem phòng ở cái ở ngươi tam thúc gia bên cạnh. Nguyên lai đó là tứ thúc bôi gạch. Từ tiểu lôi còn tưởng rằng tam thúc gia lại chuẩn bị xây nhà đâu. Tiểu lôi, ngươi ăn cơm sáng sao? Thẩm nhi lập tức liền nấu hảo. Nói, chu Vân liền làm từ tiểu lôi tiến vào. Từ tiểu lôi xua tay, tứ thẩm nhi ta ăn qua, ta từ tỷ của ta gia lại đây. nghe vậy, chu vân đầu tiên là một bộ hiểu rõ bộ dáng, ngay sau đó, chu vân lại lộ ra khiếp sợ biểu tình. cái gì? ngươi từ ngươi tỷ gia lại đây? từ tiểu lôi gật đầu. chu vân nhìn từ tiểu lôi mắt lộ ra khiếp sợ, bởi vì vì hà thôn đến vĩnh phú thôn còn không gần nộp. nàng tự nhận là nàng chính mình thức dậy đủ sớm, không thành tưởng tiểu lôi thức dậy sớm hơn. này đến khi nào liền lên a. À? đi này một đường, trong bụng ăn sợ là đã không có, tới, lại ăn chút. Nói, Chu Vân đem từ tiểu lôi kéo đến phòng bếp, cấp từ tiểu lôi vớt một cái trứng gà. Lại cấp từ tiểu lôi thịnh một tràn đầy một chén lớn cháo. Từ tiểu lôi ở khách mãn lâu rửa rau, khách mãn lâu món ăn tự nhiên cũng là gặp qua. Này cháo phóng đồ vật nhưng đều không tiện nghi. Còn có, Tứ Thẩm Nhi đưa cho hắn trứng gà. Tứ Thẩm Nhi liền dễ dàng như vậy mà đưa cho hắn ăn. Chỉ chốc lát sau, từ lão tứ, từ lão tam, từ thịnh, từ quý, từ phúc đều sôi nổi lên. Từ Xuân Đào cũng còn buồn ngủ mà bị bắt đi lên. Hôm nay là Dương Đại Hà huấn luyện Từ Xuân Đào ngày đầu tiên. Cho nên, Dương Đại Hà không giống dĩ vãng như vậy dung túng nàng ngủ nướng, giúp Từ Xuân Đào đem quần áo mặc tốt, khiên liền từ phòng nội ra tới. Đương Từ Xuân Đào mơ mơ màng màng mà mở to mắt thời điểm, giống như ở nhà mình trên bàn cơm thấy được Từ Tiểu Lôi. Từ Xuân Đào nghĩ thầm, nàng nhất định là không ngủ bằng không như thế nào sẽ nhìn đến Từ Tiểu Lôi đâu. Không nghĩ, tiếp theo tức liền nghe ba cái tiểu gia hỏa kêu nhị cửu cửu. Ngay cả Từ Tam, Từ lão tứ đều thân thiết mà kêu Từ Tiểu Lôi tên. Từ Xuân Đào lúc này mới hoàn toàn tỉnh. Từ Xuân Đào trừng lớn đôi mắt, "Tiểu Lôi." Chương 431 lần đầu có đương phú bà cảm giác. "Ta xem Từ Chí Minh cũng không tánh mạng chi ưu." Địch thư kiệt nói. Từ Chí Minh chỉ là không giống Phan Giai Tinh bọn họ bị hấp thụ thọ nguyên như vậy nhiều mà thôi. Dứt lời, từ Xuân Đào làm võng đem kia cây mặt trên có 50 phiến phiến lá tiểu cây bồ đề, cùng một gốc cây thượng có 61 phiến phiến lá tiểu cây bồ đề lấy lại đây. Từ Xuân Đào chỉ vào này hai cây tiểu cây bồ đề nói. Địch đại nhân, này mỗi một mảnh phiến lá đại biểu cho bị hút đi một năm thọ nguyên. Cái gì? Tức khắc, địch thư kiệt kinh hải, thứ này cư nhiên là ý tứ này. Mỗi người dương thọ bất đồng, Ai cũng không biết ai có bao nhiêu năm thọ nguyên." Từ Xuân Đào nói. Tựa như này hai cây tiểu cây bồ đề, một gốc cây có 60 phiến phiến lá, một gốc cây lại chỉ có 50 phiến phiến lá. Nhưng Địch Thư Kiệt muốn nói lại thôi. Hắn rõ ràng nhìn đến Từ Xuân Đào từ từ chí minh trong cơ thể lấy ra hai cây tiểu mầm. Mỗi cây mặt trên đều là hai mảnh phiến lá, chẳng phải là nói, Từ Chí Minh đã thiếu 10 năm thọ nguyên. Địch Thư Kiệt kinh hãi, chỉ cảm thấy thật là đáng sợ. Này tà môn hạt bồ đề, may mắn hắn vừa rồi không có ăn, may mắn từ xuân đào kịp thời ngăn cản. Địch thư kiệt vội vàng nói lời cảm tạ, mọi người cũng là như thế. Từ xuân đào khóe miệng một loan, không biết là vì sự tình gì mà cao hứng. Đương từ xuân đào dùng chủy thủ chặt đứt võng vũng hai cây tiểu bồ đề khi, chỉ nghe nàng trong ốc nội truyền đến hệ thống máy móc thanh âm. Chúc mừng ký chủ đạt được 59.000 tích phân. Chúc mừng ký chủ đạt được 70.000 tích phân. Từ Xuân Đào lại nhìn lướt qua hệ thống, chỉ thấy mặt trên biểu hiện. Ký chủ, Từ Xuân Đào, tích phân, 423.744. Dùng một lần đạt được 12 vạn nhiều tích phân không nói, còn phải đến một viên nam mô bồ đề. Này sống không lỗ. Hơn nữa, nàng lần này tổng cộng bất quá hoa 163 cái tích phân. Một trương tam giai bồ chú mới 30 tích phân, Từ Xuân Đào lần đầu có đương phú bà cảm giác. Đại cây bồ đề rốt cuộc tìm được, Minh hạt bồ đề đã bị từ xuân đào luyện hóa thành một quả chí chân chí thuần nam mô bồ đề. Phía trước sở hữu ăn qua bồ đề quả người, hiện tại chính gặp bồ đề quả hút thọ nguyên, toàn bộ tạm dừng. Đương đại cây bồ đề sập nháy mắt, những cái đó bồ đề quả đã không có hiệu quả. Chuyện này rốt cuộc giải quyết, đoàn người từ thanh lô trấn rời đi. Thanh lô trấn ly phúc an trấn bất quá cách một cái trấn, từ xuân đào, dương đại hà nếu cùng địch thư kiệt hồi trong huyện liền vòng xa. Cho nên, từ xuân đào, Dương Đại Hà quyết định trực tiếp về nhà. Trước khi đi, địch thư kiệt cho từ Xuân Đào năm lượng làm cảm tạ. Đại gia từng người rời đi sau, sập đại cây bồ đề trước đột nhiên xuất hiện năm người. Úc kỹ nhìn từ Xuân Đào, Dương Đại Hà rời đi phương hướng, nói. Tộc trưởng, nàng kia thế nhưng có thể thao tác võng. Úc tung hỏi, tộc trưởng, kia viên nam mô bồ đề chẳng lẽ muốn bạch bạch chấp tay nhường cho kia nữ nhân. Nam năm bồ đề thế gian ít có, càng là Phật môn chí bảo, một khi Úc gia đạt được, út gia thực lực đem đại đại tăng cường. Úc bạc hành âm trầm nói, này hai dạng bảo bối tự nhiên sẽ không chấp tay nhường lại. Nhưng là, vừa rồi nàng cùng quan phủ người cùng nhau, chờ nàng cùng quan phủ người đi xa chút lại động thủ. Úc vũ tuyền nhìn từ xuân đào rời đi phương hướng, luôn luôn hoạt bát nàng, lúc này lại không nói. Nửa ngày, nàng mới hỏi nói, tộc trưởng, nàng giống như nhìn qua cùng ta không sai biệt lắm tuổi. Là có thể đem minh hạt bồ đề thượng tà tính, Quyết tinh toàn bộ loại trừ, không dựa khác, chỉ dựa vào niệm chú. Còn có thể làm võng ngoan ngoãn đi theo, nữ nhân này rốt cuộc cái gì địa vị. Úc Bạc Hành nhìn đã nơi xa từ Xuân Đào, Dương Đại Hà đám người, từ cái trắng nội đi ra. Nữ nhân này xác thật không thể kinh thường, trên người cư nhiên một tia huyền khí không hiện. Một bên Úc kỹ lo lắng nói, tộc trưởng, nữ nhân này tu vi có thể hay không đã tiến vào tiên đạo. Rốt cuộc, chỉ có tiến vào tiên đạo cấp tu sĩ, trên người tu vi mới có thể ẩn nấp lên. Lúc này, một bên Úc Tung khinh thường mà cười, "Đại trưởng lão, ngươi không khỏi suy nghĩ quá nhiều, Khi nữ nhân bất quá 20 xuất đầu, sao có thể liền tu luyện ra tiên đạo cấp tu vi. Người ta năm gần 60, tu vi còn ở thiên đạo cấp, chính là tộc trưởng, cũng còn kém một bước. Nếu là tiên đạo cấp như vậy hảo tu luyện, chúng ta chẳng phải mỗi người đều tiên đạo cấp." Úc Kỷ thấy hắn thao thao bất tuyệt mà nói cái không để yên, vội vàng đình chỉ, "Hảo hảo, Ngươi nói rất đúng. Úc Bạc Hành trầm giọng nói, nữ nhân này xác thật có chút bất đồng, đợi chút tiểu tâm chút. Chương 432 chính mình bị từ Xuân Đào khiêu khích. Dương Đại Hà cưỡi ngựa chở từ Xuân Đào hồi thôn, bỗng nhiên, hắn thả chậm tốc độ, dư quan thoáng triều phía bên phải liếc đi. Chỉ thấy phía bên phải thụ đột nhiên lá cây rớt một tảng lớn. Ngay sau đó, Dương Đại Hà lại nhanh hơn tốc độ, chỉ là, hắn không có lại đi đại lộ, mà là sửa đi tiểu đạo. Trên ngọn cây, Úc Tung buồn bực nói, ta như thế nào cảm giác kia tiểu tử vừa rồi hình như phát hiện ta. Úc giận nhiên, Úc Vũ Tuyền đi theo dừng ở Úc Tung đình trên ngọn cây. Úc giận nhiên Phủ Định nói, nhị trưởng lão, kia nam nhân bất quá. Một người bình thường, sao có thể cảm giác được nhị trưởng lão ngài. Út Tung cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng là, vừa mới kia nam nhân viết lại đây ánh mắt, cấp Úc Tung một loại đã bị này nhìn thấu cảm giác. Từ xuân đào thấy Dương Đại Hà bỗng nhiên đi tiểu đạo nghiêng đầu nhìn về phía hắn tiểu đạo cũng không tốt đi hơn nữa đặc biệt là cưỡi một con ngựa dưới tình huống thấy từ xuân đào nhìn về phía chính mình dương đại hà bỗng nhiên cúi đầu dán ở từ xuân đào bên tai nói có người theo dõi chúng ta từ xuân đào kinh hãi nàng như thế nào không phát hiện chuyện khi nào nhi hơn nữa nàng này một đường cũng không có cảm giác được nha đang lúc từ xuân đào chuẩn bị quay đầu lại thời điểm dương đại hà vội đè lại nàng mặt nói không cần quay đầu lại xem. Từ xuân đào mày nhăn lại, nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là người phương nào đi theo bọn họ phía sau. Lập tức, từ xuân đào vứt ra bốn trương bùa chú, sau đó, tiếp tục kêu Dương Đại Hà nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi. Nhưng là, lần này bọn họ không hề cố tình trốn tránh, mà là muốn lộ ra bọn họ hành tung. 5, 4, 3, 2, 1 Từ xuân đào ở trong lòng đếm ngược. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe liên tục vài đạo tiếng đánh vang lên, từ Xuân Đào lập tức làm Dương Đại Hà quay đầu. Đương hai người tới gần thời điểm, quả nhiên nhìn đến bên trong có ba người. Từ Xuân Đào đôi mắt nhíu lại, nhìn này ba cái người mặc đẹp để quý giá người, không biết vì sao, trong lòng dâng lên một cổ nguy cơ cảm. Này ba người tuyệt đối không phải phụng thuần huyện người. Liền bọn họ trên người xuyên nguyên liệu, như vậy tinh mỹ, nàng ở trong quận cũng hiếm khi nhìn thấy. Nam tử đỉnh đầu vấn tóc dùng đều là trâm ngọc, càng không cần phải nói vị kia cô nương, cả người đều là tinh xảo phối sức. Từ xuân đào đồng tử rung động, sợ hãi bọn họ là kinh thành tới người. Chẳng lẽ là tới tìm dương đại hà? Nếu thật là như vậy, khi mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, nàng đều không thể làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Các ngươi là người phương nào? Vì sao theo dõi chúng ta? Từ xuân đào lạnh giọng chất vấn nói. Cúc tung trong lòng lột bột một tiếng, hắn liền nói, cảm giác bị nam nhân kia phát hiện. Hiện tại nhưng hảo, còn bị người ta cất bắt lấy Liền ở từ xuân đào hỏi xong lúc sau Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến mặt khác một đạo thanh âm Cô nương Ngoan ngoãn đem nam mô bồ đề Võng giao ra chúng ta liền không vì khó ngươi Úc kỹ nhìn chầm chầm từ xuân đào Trên cao nhìn xuống nói Từ xuân đào nhìn cái này đầu tóc hoa râm lão đầu nhi Mày không cấm nhíu lại Trong lòng thật là không có hảo cảm Bất quá Đang nghe hắn nói lúc sau Từ xuân đào nhẹ nhàng thở ra Nguyên lai là vì nam mô bồ đề cùng võng. Khoảnh khắc, từ Xuân Đào bật cười. Út Kỷ lập tức bực, cho rằng chính mình bị từ Xuân Đào khiêu khích. Lòng bàn tay ngưng tụ huyền khí lập tức triều từ Xuân Đào bày ra cái trắng phóng đi. Ở hắn đoán trước trung, kia cái trắng chắc chắn bị đánh nát. Rốt cuộc, hắn chính là thiên đạo cấp viên mãn cảnh tu sĩ. Ở nhìn đến Út Kỷ ra tay nháy mắt, Út Tung đem Út giận nhiên, Út Vũ tuyền hai cái tiểu bối triều sau kéo. Đại trưởng lão Tu Vi cường hãn vô cùng, một không cẩn thận liền bị bị thương. Phanh mà một tiếng kịch vang. Úc giận nhiên, Úc Vũ Tuyền triều kia cái trắng nhìn lại thời điểm, lại phát hiện bị đại trưởng lão công kích quá cái trắng, tự nhiên lông tóc không tổn hao gì. Chương 433 các hạ chẳng lẽ là ếch ngồi đáy giếng. Này! Chẳng những Úc giận nhiên, Úc Vũ Tuyền hai người kinh ngạc, ngay cả Úc Tung đều sợ ngây người, sao có thể? Đang lúc Úc Tung chuẩn bị chui xuống đất đi ra ngoài thời điểm, Thình lình phát hiện này bốn đạo cái trắng tạo thành không gian thế nhưng liền mặt đất cũng phong bế. Bỗng nhiên, Úc tung lơ đẳng liếc mắt một cái liếc đến mặt cỏ gian một mặt màu tím. Lập tức, Úc tung đồng tử rung lên. Đây là tam giai bùa chú. Vẫn là tam giai cực phẩm bùa chú. Cách không được chỉ là bốn trương bùa chú là có thể kiến ra như vậy rắn chắc lại toàn diện không gian tới. Úc kỹ thấy thế sắc mặt đại biến, nói, sao có thể. Từ xuân đào cười nói, như thế nào không có khả năng các hạ chẳng lẽ là ếch ngồi đáy giếng, không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Liền như thế thực lực, cư nhiên cũng dám tới cùng ta đoạt đồ vật. Nói cho ngươi, ta trong tay đồ vật nhưng không hảo đoạt. Ngươi nguyên lời nói, ta đưa còn cho ngươi, ngoan ngoãn rời đi, ta liền không làm khó các ngươi. Ngươi tốt kỹ lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Còn tuổi nhỏ, liền dám phóng như thế mạnh miệng, vừa mới bất quá lão phu không có dùng ra toàn lực thôi. Dứt lời, Úc Kỷ đối với vừa rồi cái trắng lại lần nữa thả ra một kích. Lúc này đây, hắn chính là dùng ra toàn lực. Thiên đạo cấp viên mãn cảnh tu vi cũng không phải là nói chơi. Quả nhiên, này một kích làm từ xuân đào cái trắng nứt ra mạng nhện trạng vết rách tới. Út Kỷ lập tức ngẩng lên cầm, cao ngạo mà nhìn về phía từ xuân đào. Giống như đang nói, xem đi, lão phu thực lực thấy đi. Từ xuân đào nhìn út Kỷ lỗ mũi xem người bộ dáng, lập tức đối kia cái trắng lại vứt ra 40 trương bùa chú, Đem vây khốn Út tung ba người không gian tăng mạnh. Út kỹ nhìn bị tăng mạnh gấp 10 lần cái trắng há hốc mồm. Tự nhiên có người như vậy chơi. Út Bạc Hành nhìn. Chầm trầm từ xuân đào vứt ra đi bồ chú càng là khiếp sợ. Bởi vì, này đó bồ chú đều là tam giai cực phẩm bồ chú a. Tam giai thượng phẩm bồ chú liền cực nhỏ, càng đừng nói là cực phẩm bồ chú, một trương khó cầu không nói, còn quý. Giống như vậy một trương tam giai cực phẩm bồ chú ít nhất giá trị 500 lượng còn căn bản mua không được. Nàng này 40 trương, đã có thể hai vạn lượng. Úc Bạc Hành trên dưới đánh giá từ Xuân Đào ăn mặc, bất quá một thân vải thô áo ngắn vải thô quần dài. Nữ nhân này, rốt cuộc ra sao thân phận. Bất quá một tức công phu, Úc Bạc Hành liền suy tư ra rất nhiều. Vẫn luôn đứng ở một bên mặt không hé răng Úc Bạc Hành bỗng nhiên mở miệng. Cô nương, Úc kỹ có mắt không thấy Thái Sơn đắc tội cô nương, còn thỉnh đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, chớ có cùng hắn so đo, đưa bọn họ thả đi. Từ Xuân Đào cười. Ngươi nói không so đo liền không so đo. huống hồ, các ngươi trước theo dõi ta ở phía trước, còn đối ta nam mô bồ đề cùng võng mưu đồ gây rối, hiện tại một câu xin tha, liền tưởng ta buông tha các ngươi. Khi ta bồ chú là gió to quát tới không thành. Kỳ thật cũng không sai biệt lắm, nhưng mỗi một trương tam giai bồ chú đều phải 30 tích phân đâu. Vừa mới tổng cộng mua 44 trương, liền hoa 1.300 nhiều tích phân. Húc Bạc hành đồng tử co rụt lại, hắn đương nhiên biết này đó tam giai cực phẩm bùa chú giá trị xa xỉ. Vì thế, nói, cô nương, này hai vạn lượng ngân phiếu, còn thỉnh cô nương vui lòng nhận cho. Từ Xuân Đào biết những người này có tiền, nhưng chưa từng tưởng, tự nhiên có tiền đến có thể lập tức lấy đến ra hai vạn lượng ngân phiếu tới. Loại này thời điểm, từ Xuân Đào tự nhiên không chút khách khí, trực tiếp tiếp nhận. Chính là, chỉ là như vậy, từ Xuân Đào khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ này hai vạn chỉ cho là ta vừa mới dùng 44 trương bồ chú bồi thường, nhưng các ngươi theo dõi ta ở phía trước. Từ Xuân Đào nói đột nhiên tạm dừng, câu nói kế tiếp đột nhiên im bặt. Úc Bạc Hành đương nhiên minh bạch từ Xuân Đào ý tứ. Hắn bổn cảm nhận được yêu quái võng tồn tại, muốn mang thượng vãn bối cùng nhau nhìn xem võng, thuận tiện đem võng bắt lấy. Không nghĩ, trên đường còn phát hiện một viên nam mô bồ đề. Còn nghĩ hôm nay đi đại vận, có thể một lần gặp được hai kiện bảo bối, nghĩ đem chúng nó toàn bộ bắt lấy. Không nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên là cái tam giai cực phẩm bùa chú nhiều đến có thể tùy tay ném nữ nhân. Chương 434 hiện ra một người mặc áo tím nam nhân. Hắc ăn hắc, đưa bọn họ đắn đo đến gắt cao Úc Bạc Hành chưa từng như vậy xui xẻo quá. Nhưng lại không dám tùy tiện cùng với động thủ, rốt cuộc, hắn lần này đến thanh lô trấn mục đích là tìm kiếm thân mang long khí người. Hắn còn phải đi về hướng tể tướng đại nhân phục mệnh. Bất đắc dĩ, Úc Bạc Hành đành phải lấy ra một cái tinh bàn cho nàng. Từ Xuân Đào vừa thấy, thứ này cư nhiên là tứ giai pháp khí. Úc giận nhiên, Úc Vũ Tuyền thấy Úc Bạc Hành cư nhiên đem cái kia tinh bàn cấp từ Xuân Đào, lập tức biểu tình kích động. Tộc trưởng cùng sở hữu ba cái tinh bàn, tuy rằng đều là tứ giai pháp khí, nhưng tộc trưởng lưu tại trong tay mới là tốt nhất. Bọn họ hai người bỗng chờ mong khi nào có thể làm tộc trưởng ban cho bọn họ, không nghĩ, hiện giờ lại cho một cái đột nhiên toát ra tới nữ nhân. Úc Vũ Tuyền trời sinh tính cẩn thận, trong lòng tuy có bất mãn, nhưng nàng rõ ràng nữ nhân này là liền tộc trưởng đều kiên kỵ nữ nhân, nàng cũng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, Úc giận nhiên liền không giống nhau, nhìn kia tinh bàn bị từ xuân đào nắm ở trong tay, lập tức mắng. Người này thôn phụ hảo không biết xấu hổ, cầm tộc trưởng hai vạn lượng bạc còn không biết đủ, còn tưởng hoa một cái tứ giai pháp khí. Khi chính là tứ giai pháp khí, ngươi cầm, ngươi sẽ dùng sao? Từ Xuân Đào nhìn về phía Úc dẫn nhiên nhướng mày, cười nói, ngượng ngùng, ta cũng sẽ chiêm tinh. Hơn nữa, kẻ hèn tứ giai pháp khí, ta căn bản không bỏ ở trong mắt. Dứt lời, Từ Xuân Đào giơ lên trong tay chủy thủ, lập tức triều kia tinh bàn đâm tới. Chỉ thấy Từ Xuân Đào trong tay tinh bàn trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Úc dẫn nhiên xem đến trợn mắt há hốc mồm, hắn cực kỳ khát vọng có được tinh bàn cư nhiên liền như vậy hóa thành cho tàn. Úc bạc hành càng là không dám tin tưởng hắn nhìn về phía từ xuân đào lòng bàn tay chủy thủ. Lúc này mới phát giác nó dung mạo bình thường thiết chủy thủ cư nhiên là một phen ngũ giai pháp khí. Nữ nhân này. Úc Bạc Hành lập tức đối từ xuân đào kiên kỵ càng sâu, vội vàng quát lớn Úc giận nhiên. Giận châm, còn không mau cùng vị này tôn giá xin lỗi. Như vậy một nhân vật, Úc Bạc Hành chưa bao giờ gặp qua. Bị Úc Bạc Hành như vậy một quát lớn, cùng với vừa mới nhìn đến từ xuân đào đem một cái tứ giai tinh bàn liền hủy, Úc giận nhiên trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi lên, không dám lại cùng Từ Xuân Đào gọi nhịp. Úc giận nhiên nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Từ Xuân Đào nhìn về phía Úc Bạc Hành nhướng mày nói, ngươi sẽ chiêm tinh Úc Bạc Hành gật đầu, được thông một vài. Lần này mang hai cái tiểu bối ra tới kiến thức kiến thức, nhiều có đắc tội, còn thỉnh tôn giá đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Dứt lời, Úc Bạc Hành triều Từ Xuân Đào ôm quyền. Như vậy a? À. Từ Xuân Đào đánh giá Úc Bạc Hành năm người liếc mắt một cái hỏi, các ngươi từ chỗ nào tới? Út. Bạc Hành lập tức nói, hồi tôn giá, tại hạ nải kinh thành chim tinh gia tộc Úc gia. Nói chuyện khoảnh khắc, Úc Bạc Hành nhìn chầm chầm từ Xuân Đào biểu tình, ý đồ từ từ Xuân Đào trên mặt nhìn ra một chút biến hóa. Có lẽ, từ Xuân Đào biết kinh thành chim tinh gia tộc Úc gia. Có thể cho hắn vài phần bạc diện. Bất quá, từ Xuân Đào căn bản không quen biết cái gì chim tinh gia tộc Úc gia, nhưng là... Từ Xuân Đào biểu tình xác thật có chút biến hóa vừa mới chỉ là có chút hứa phòng bị, hiện tại, đã bay lên đến năm thành địch ý. Úc Bạc Hành chú ý tới từ Xuân Đào ánh mắt biến hóa, trong lòng thật là kinh ngạc cùng khó hiểu. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới một bên Dương Đại Hà biểu tình. Chỉ thấy Dương Đại Hà nghe được kinh thành chim tinh gia tộc quốc gia tám chữ thời điểm, trong ốc nội không biết làm sao hiện ra một người mặc áo tím nam nhân. Dương Đại Hà đầu bỗng nhiên trừu đau, muốn thấy rõ nam nhân kia mặt, lại như thế nào cũng không thể thấy rõ. Nhưng là, Đương Dương Đại Hà lại lần nữa nhìn về phía Úc Bạc Hành thời điểm, không biết làm sao đấy mắt lập tức sinh ra một cổ chán ghét, liền như thấy nhà xí nội dò giống nhau. Chương 435 bị Dương Đại Hà cấp phong bế môi. Từ Xuân Đào rõ ràng cảm giác bên cạnh người Dương Đại Hà cảm xúc biến hóa. Này không khỏi làm Từ Xuân Đào hỏi, ngươi nhận thức bọn họ. Dương Đại Hà nhìn chầm chầm Úc Bạc Hành lắc đầu, căn bản nhớ không dậy nổi. Nhưng là, nhìn đến Úc Bạc Hành gương mặt này, khiến cho Dương Đại Hà căm ghét. Úc Bạc Hành bên cạnh Úc Kỷ chú ý tới hai người bất thiện biểu tình, lập tức sợ tới mức không nhẹ. Trong lòng không cấm nghĩ mà sợ. Tộc trưởng em đẹp mà như thế nào nhắc tới, kinh thành chim tinh gia tộc Úc Gia. Úc Gia từ bế lên tể tướng đại nhân đùi lúc sau, ở kinh thành bên trong không thiếu kết thù. Vạn nhất, bọn họ đó là một trong số đó đâu. Không nghĩ, từ Xuân Đào cũng không có khó xử bọn họ, đem từ 44 nói tam giai cực phẩm bùa chú tạo thành cái trắng cấp giải trừ. Úc Tung, Úc giận nhiên, Úc Vũ Tuyền chạy nhanh ra tới, cùng Út Bạc Hành, Út Kỷ hai người cùng nhau vội vàng rời đi. Chỉ là, Úc Bạc Hành năm người không biết chính là, bọn họ rời đi khoảnh khắc, bị Từ Xuân Đào ở trên người hạ chú ngữ. Bị Út Bạc Hành như vậy một chậm trễ, Từ Xuân Đào cùng Dương Đại Hà về nhà đã mau trời tối. Buổi tối, lên giường lúc sau, Từ Xuân Đào hỏi. Đại Hà, ban ngày, ngươi có phải hay không nhìn đến những người đó nhớ tới cái gì? Dương Đại Hà đầu tiên là gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Ta nhớ lại một cái xuyên áo tím nam nhân, nhưng là, vẫn chưa nhìn đến hắn mặt. Dương Đại Hà nỗ lực suy nghĩ, chính là, như cũ nhìn không tới cái kia xuyên áo tím nam nhân mặt. Từ Xuân Đào thấy hắn xoa đầu, Trấn An nói, Hảo, nghĩ không ra liền không nghĩ, sớm một chút nghĩ tạm đi. Nói, Từ Xuân Đào đem Nam Mô Bồ Đề lấy ra, đặt ở Dương Đại Hà lòng bàn tay. Quả nhiên, có Nam Mô Bồ Đề, Dương Đại Hà cảm xúc thực mau bình tĩnh. Dương Đại Hà giơ tay nhìn Từ Xuân Đào đưa cho chính mình Nam Mô Bồ Đề, nói: "Thứ này ngươi không phải nói là Phật môn chí bảo, chí chân chí thuần hạt bồ đề." Từ Xuân Đào gật đầu. "Thứ này ngươi đặt ở trên người, nhưng bảo ngươi không chịu bất luận cái gì tà ám nguy hại." Hắn còn nhớ rõ Từ Xuân Đào nói, như vậy một viên Nam Mô Bồ Đề ước chừng muốn 500 năm mới có thể có như vậy một viên. Hiện tại, tự nhiên liền như vậy đưa cho chính mình. Dương Đại Hà hiển nhiên không nghĩ tới hắn cho rằng từ xuân đào lần này lại sẽ lấy tới làm trang sức không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên cho chính mình không biết làm sao dương đại hà trong lòng trong phút chốc giống như ăn mức hoa quả giống nhau ngọt tâm tình không chịu khống chế mà biến hảo coi như từ xuân đào chuẩn bị đứng dậy đem đèn dầu tắt không nghĩ lại bị dương đại hà cấp giữ chặt từ xuân đào khó hiểu mà quay đầu lại nhân diện đã bị dương đại hà cấp phong bế môi này này chuyện gì xảy ra từ xuân đào đại não trống rỗng thân thể bảo trì nguyên lai like quay đầu tư thế đôi tay không biết làm sao không biết nên hướng chỗ nào phóng lại càng không biết nên làm gì đương dương đại hà một hôm xong nhìn đến từ xuân đào còn ngây ngốc mà bảo trì nguyên lai like động tác không cấm cười hắn đứng dậy vòng lấy từ xuân đào eo đem mép giường trên bàn đèn dầu diệt trong phút chốc toàn bộ phòng lâm vào một mảnh đen nhánh nhưng từ xuân đào có thể rõ ràng mà cảm nhận được bên hông đôi tay kia từ xuân đào thân thể cương đến lợi hại hơn không nghĩ lúc này đỉnh đầu truyền đến dương đại hà thanh âm ngươi tưởng ngồi trên giường cả đêm không thành từ xuân đào lúc này mới chạy nhanh chui vào trong chăn nhưng từ xuân đào như thế nào cũng ngủ không được lúc này dương đại hà hỏi làm sao vậy từ xuân đào mày nhăn lại khả năng giường quá ngạnh duyên cớ ân khả năng dưới giường mặt lót đệm giường quá mỏng từ xuân đào lại bổ sung một câu khi ngày mai lại đi mua mấy giường chăn tử cùng đệm giường Dương Đại Hà nói. Từ Xuân Đào khẽ ừ một tiếng. Ngày hôm sau, bởi vì muốn đi trấn trên mua chăn, đệm giường duyên cớ, Từ Xuân Đào có thể không cần huấn luyện. Đồng thời, Từ Xuân Đào chuẩn bị cho đại gia làm thân ấm áp quần áo, cho nên, Từ Quý, Tiểu Từ Phúc cũng tới. Từ Xuân Đào vừa. Muốn cửa, Lý Đỏ Tư liền đứng dậy nên đón bọn họ một nhà bốn người. Tỷ, ngài đã tới. Nói, Lý Đỏ Tư cấp hai cái qua qua bắt một phen đậu phộng chương 436 nhà ta thật sự phải làm bông bị sao? Lần này từ xuân đào tuyển vải bố dùng để làm xiêm y. Vải bố sau vải thô quý chút, chỉ là không có nhiễm quá sắc màu xám trắng vải bố liền muốn 25 văn một thước. Này sao không nhiễm quá sắc vải thô ước chừng quý 13 văn một thước. Nhưng là, từ xuân đào ngày hôm qua mới vừa kiếm hai vạn lượng, quý 13 văn mà thôi. Từ quý cùng tiểu từ phúc nghe nói từ xuân đào phải cho bọn họ làm vải bố xiêm y, hai cái tiểu gia hỏa trên mặt một chút cũng không giật mình. Bởi vì, bọn họ lần trước tận mắt nhìn thấy từ Xuân Đào lập tức kiếm lời mươi 25 văn một thước vải bố nguyên liệu đối từ Xuân Đào tới nói, không đáng kể chút nào. Bọn họ không biết, liền ở ngày hôm qua, từ Xuân Đào còn kiếm lời hai vạn lượng. Lý đỏ tươi cấp từ quý, tiểu từ phúc hai người đem kích cỡ lượng một chút. Đến nỗi từ Xuân Đào cùng Dương Đại Hà, nàng nhìn kỹ liền biết hai người còn cùng nguyên lai like giống nhau từ tam kích cỡ tự nhiên cũng là giống nhau. Chỉ là từ thịnh kích cỡ muốn hơi tăng lớn một chút, rốt cuộc, hài tử lớn lên thực mau. Nhiễm quá sắc vải bố nguyên liệu muốn quý một ít, giống màu xám muốn 28 văn một thước, màu xanh biển 30 văn một thước. Vải bố nguyên liệu còn so vải thô nguyên liệu nhiều một loại nhan sắc, đó chính là màu trắng. Bất quá, màu trắng cũng quý nhất, muốn 32 văn một thước. Từ xuân đào làm lý đỏ tươi cho mỗi người làm hai bộ bất đồng với lần trước áo ngắn vải thô quần dài, lần này làm thâm y quần dài, còn muốn nguyên bộ áo trong. Trước kia sở dĩ làm áo ngắn vải thô quần dài, một là bởi vì nó xuyên làm việc nhi phương tiện. Tiếp theo, còn có một chút chính là áo ngắn vải thô chính như kỳ danh, nó mặc trên thực đoạn, tỉnh vải dệt. Thâm y liền bất đồng, nó là áo trên, hạ thường tương liên ở bên nhau, có thể khiến người thân thể thâm tàn bất lộ. Loại này quần áo dùng vải dệt tự nhiên cũng liền nhiều. Bất quá, Mặc vào tới lại là so áo ngắn vải thô đẹp không biết nhiều ít lần. Từ quý cho chính mình chọn màu xám, màu trắng. Tiểu từ Phúc tuyển màu xám trắng cùng màu trắng. Đến đổi từ Thịnh, từ Xuân Đào cho hắn làm chủ, liền làm màu xanh biển, còn có một cái nhan sắc, liền cũng làm một bộ màu trắng đi. Bởi vì màu trắng là vải thô không có nhan sắc, cho nên, từ Xuân Đào cũng tuyển một cái màu trắng, còn có một cái tắt dùng màu xám. Dương Đại Hà ở từ Xuân Đào kiên trì hạ cũng tuyển một bộ màu trắng dư lại một bộ tắt làm thành màu xanh biển. Từ tam không cần phải nói, cũng làm một bộ màu trắng, còn có một bộ liền màu xám trắng đi. Sáu khẩu người cắt hai bộ thâm y quần dài, cộng thêm hai bộ áo trong, tổng cộng bốn lượng 126 văn. Lý đỏ tươi nói, tỷ ngài liền cấp bốn lượng 100 văn đi. Từ xuân đào không phải lần đầu tiên ở nàng nơi này làm quần áo, hơn nữa, một làm chính là cả gia đình quần áo cùng nhau làm. Thành. Từ xuân đào sản khoái mà bỏ tiền. Lý Đỏ Tươi ước định này 12 bộ quần áo cùng 12 bộ áo trong muốn 5 ngày sau mới có thể tới lấy. Từ Xuân Đào chỉ nói không nóng nảy, làm nàng chậm rãi làm. Từ Đỏ Tươi phường vải rời đi, Từ Xuân Đào thẳng cảm thán vẫn là làm quần áo tiện nghi. Bốn lượng nhiều bạc cư nhiên làm nhiều như vậy quần áo. Từ Quý, tiểu Từ Phúc bởi vì lập tức có quần áo mới xuyên, trong lòng cao hứng đến không được, chẳng sợ hiện tại còn không có thấy quần áo mới. Bốn người lên xe ngựa. Từ Xuân Đào, từ quý, tiểu từ phúc ba người bên trong xe ngựa, Dương Đại Hà tắt giá mã đi bông cửa hàng. Nhập thu, bông cửa hàng sinh ý dị thường hảo. Bất quá, bởi vì bông quý, cho nên, đại gia giống nhau đều chỉ là làm một giường mà thôi. Từ quý, tiểu từ phúc lần đầu tiên xem như vậy bạch bông. Không giống bọn họ trên giường lót đệm giường, mặt trên đều một bãi một bãi màu vàng không rõ vật, cũng không biết là cái gì. Hơn nữa, trong nhà đệm giường ngạnh đến giống cục đá, cũng căn bản không phải bông nghe ông ngoại nói, đó là dùng bước nhỏ thêm cỏ lau làm thành. Liền trong nhà cái chăn cũng là như thế. Từ quý, tiểu từ phúc nhìn nơi này tuyết trắng bông, tự hồ đã cảm nhận được ban đêm ngủ thượng khi, khi ấm áp cảm giác. Hai cái tiểu gia hỏa cầm lòng không đậu mà duỗi tay sờ soạn một phen, hảo mềm, thật thoải mái. Mẫu thân, nhà ta thật sự phải làm bông bị sao? Chương 437 tầm mắt bỗng nhiên dừng ở từ Xuân Đào trên người. Hỏi, Tiểu Từ Phúc ánh mắt dừng ở một bên người khác làm tốt chăn thượng. Nơi này có thể làm tốt trực tiếp lấy đi, cũng có thể ở chỗ này mua giường chăn bộ. Vỏ chăn có vải thô, vải bố, lụa bố đều có, căn cứ vải dệt bất đồng, giá cả cũng bất đồng. Nhưng là, bông giá cả đều là giống nhau, tuyết trắng bông 160 văn một cân. Này giá cả người bình thường gia căn bản luyến tiếc. Bởi vì thu đông chăn một giường ít nhất 6 cân, 8 cân là bình thường trọng lượng có người thậm chí làm 10 cân một giường chăn. Các tường bông phô trưởng quầy thấy từ Xuân Đào một nhà tiến vào, liền hỏi nói. Khách quan, chuẩn bị làm nhiều trọng chăn. 8 cân chăn làm 6 giường, 8 cân đệm giường lại làm tam giường. Từ Xuân Đào nói. Trưởng quầy nghe vậy, trên mặt lập. Tức cười nở hoa, đây chính là cái đại sinh ý A. À. Đến lạc. Dứt lời, trưởng quầy liền tự mình cấp từ Xuân Đào xưng bông. Lúc này trong tiệm tiểu nhị đều vội đến không được trong tình huống bình thường trưởng quầy lười đến chính mình động thủ nhưng như vậy một cái đại khách hàng hắn nhưng luyến tiếc ném vạn nhất nhân gia chờ đến không kiên nhẫn không làm làm sao bây giờ cho nên hắn không thể không tự mình thượng thủ từ xuân đào liền ở một bên chờ làm chăng chính là cái chậm việc muốn trước đem bông đạn xỏa tung sau đó lại kéo tơ hồng phong thượng một tầng thưa thất bố võng cuối cùng còn muốn ở bốn cái phương hướng dùng châm phùng một lần như vậy mới tính xong sáu giường chăn tử thêm tam đệm giường tử từ xuân đào đám người ước chừng chờ đến chạng vạn mới làm xong bất quá từ quý tiểu từ phúc một chút cũng không cảm thấy nhàm chán bởi vì từ xuân đào cho bọn hắn mua các loại điểm tâm cùng mức hoa quả hai cái tiểu gia hỏa ăn đến vui vẻ vô cùng giữa trưa bọn họ còn ở cách vách tiệm ăn ăn gà ăn mày khi kêu một cái hương rốt cuộc trưởng quầy đem sở hữu chăn đệm giường toàn bộ làm tốt thấy từ xuân đào triều trên giá vỏ chăn khăn trải giường nhìn lại, trưởng quầy giới thiệu nói. Cô nương, chúng ta tiểu điếm võ chăn, khăn trải giường đều là đỉnh tốt. Giống một cái vải thô võ chăn chỉ cần 80 văn, hơn nữa, ngài nhìn, này mặt trên còn theo uyên ương đa dạng. Nói, trưởng quầy, lại lấy ra bên. Trừ bỏ uyên ương, còn có con bướm, tường vân, hồng sông hỉ từ từ. Một thước vải thô còn muốn 12 văn một thước, một giường chăn bộ còn theo hoa, 80 văn sắc thật không quý. Từ Xuân Đào lại cầm lấy bên cạnh vải bố liêu vỏ chăn hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Loại này muốn 180 văn, bất quá, mặt trên theo đa dạng cũng so vải thô đẹp. Nói, chưởng quầy triển khai trong đó một kiện cấp từ Xuân Đào xem. Quả nhiên, này mặt trên theo hoa so vải thô muốn tinh mỹ, theo hoa lớn hơn nữa càng hoàn chỉnh. Liền phải cái này. Đến lạc. Trưởng quầy mới vừa đáp ứng, liền lại nghe từ Xuân Đào nói. Muốn 6 cái, lại đến 6 cái khăn trải giường lập tức, trưởng quầy cười đến không khép miệng được, hôm nay thật là gặp được đại sinh ý. Bàn tính ở trưởng quầy trong tay bác đến bạch bạch vang, thực mau trưởng quầy đem trướng tính hảo, nói. Cô nương, tổng cộng là 13 lượng 260 văn, ngài cấp 13 lượng 200 văn liền thành. Nghe vậy, từ xuân đào sản khoái mà cho tiền. Nhìn nhiều như vậy tân chăng, tân võ chăng, khăn trải giường bị ôm vào xe ngựa, từ xuân đào, từ quý, tiểu từ phúc ba người đều mau không địa phương đãi Nhưng là, một nhà bốn người lại cao hứng đến không được. Sau lại, từ Xuân Đào, từ Quý, tiểu từ Phúc ba người dứt khoát cùng Dương Đại Hà cùng nhau ngồi ở xe ngựa ngoại, cùng nhau xem ven đường cảnh sắc. Dương Đại Hà ngồi ở trung gian giá mã, từ Quý ngồi ở hắn bên trái, từ Xuân Đào ôm tiểu từ Phúc ngồi ở hắn bên phải, người một nhà cao hứng mà về nhà. Tiểu từ Phúc ngồi ở từ Xuân Đào trong lòng ngực quơ chân múa tay, trong miệng kêu. Gia đêm nay ngủ bông bị, bông đệm giường lạp từ quý nghe thấy tiểu từ phúc hoang hô, quay đầu nhìn lại. Rõ ràng là xem tiểu đệ, cũng không biết làm sao, từ quý tầm mắt bỗng nhiên dừng ở từ xuân đào trên người. Chương 438 tiểu tử này hiểu chuyện. Từ xuân đào cười đến cùng tiểu đệ giống nhau sáng lạng. Xem từ xuân đào cười đến như thế sáng lạng, từ quý có chút hoảng hốt. Các mấy tháng trước, hắn căn bản không thể tin được hắn có một ngày sẽ ăn mặc không đánh mụn vá quần áo mới, ngồi ở trên xe ngựa, chở tràn đầy một con ngựa xe bông bị về nhà. Này hết thảy, từ quý giờ khắc này đều cảm giác thập phần không chân thật. Đặc biệt là bạn tiểu đệ tiếng cười, làm từ quý cảm thấy càng thêm không chân thật. Mấy tháng trước, tiểu đệ rõ ràng thấy từ Xuân Đào liền sợ hãi. Mỗi lần tiểu đệ nhìn đến từ Xuân Đào đều là một bộ tưởng tới gần rồi lại không dám tới gần bộ dáng, nhìn làm người phi thường đau lòng. Thường thường tiểu đệ thật vất vả lấy hết can đảm tới gần, đều sẽ ai từ Xuân Đào một đốn đánh chửi. Cố tình tiểu đệ còn luôn muốn tới gần nữ nhân kia từ quý trong lòng chỉ cảm thấy hận sắc không thành thép vì cái gì tiểu đệ chính là không chịu trường trí nhớ giống hắn ở bị từ xuân đào đánh quá ba lần lúc sau liền cũng không hề tới gần từ xuân đào hắn vô số lần ảo tưởng quá nếu hắn nương là gì nên thật tốt vì ôn nhu làm được một tay hảo cơm hơn nữa đối bọn họ ba cái đều thực hảo vì không đánh cuộc còn sẽ dựa theo hoa đi trấn trên làm công kiếm tiền mỗi khi nhìn đến từ đông mai từ quý liền suy nghĩ vì cái gì hắn không phải gì hài tử. Nếu hắn là gì hài tử, liền không cần hàng năm đại niên 30 đều nơm nớp lo sợ. Nhà người khác ăn Tết đều dị thường náo nhiệt, chuẩn bị cơm tất niên, xuyên bộ đồ mới, phóng pháo. Người khác năm là tràn ngập hoang thanh tiếu ngữ, mà nhà bọn họ hàng năm bị chủ nợ đuổi theo đòi nợ. Có khi chủ nợ nhóm thậm chí tức muốn hộc máu mà đánh tạp trong nhà đồ vật. Hắn hy vọng chính mình gia có thể cùng người khác giống nhau không cầu giống ngưu kim quý như vậy ăn mặc quần áo mới ăn các loại trấn trên điểm tâm hắn chỉ hy vọng người một nhà có thể vô cùng đơn giản bình bình tĩnh tĩnh mà quá cái năm hắn không chỉ một lần ở trong lòng chờ đợi từ xuân đào chết chết như vậy nhà bọn họ là có thể thiếu một cái trói buộc từ xuân đào đối trong nhà tới nói một chút vội không thể giúp còn không ngừng cấp trong nhà thêm phiền toái nhà người khác hai ba tuổi hài tử nào có đến ngoài ruộng làm việc nhi đỉnh đại thái dương ở ngoài ruộng nhặt rơi xuống mạch tuệ. Nho nhỏ thân thể liền dùng một cây dây thừng kéo nhặt tốt củi lửa về nhà. Nhà người khác tiểu hài nhi đều là ở nhà mình trong viện chơi buồn. Liền tính gia cảnh không tốt bào thiện tồn, mỗi ngày cũng nơi nơi chơi, không cần giúp hắn nương xuống đất làm việc nhi. Hồi tưởng từ trước sinh hoạt, hiện tại, từ quý quả thực không thể tin được hắn hiện tại cư nhiên là ngồi ở nhà mình trên xe ngựa. Từ quý nghiêng đầu nhìn về phía cười đến chính vui vẻ từ Xuân Đào, đồng tử rung động, hiện tại từ xuân đào sẽ biến trở về nguyên lai bộ dáng đương từ quý thu hồi tầm mắt thời điểm từ quý trên mặt lộ ra một chút cô đơn hắn hy vọng hiện tại từ xuân đào vĩnh viễn không cần biến trở về từ trước nếu chung có kia một ngày hắn hy vọng ở kia một ngày phía trước chính mình lớn lên hắn muốn mướn hai cái bà tử mỗi ngày nhìn từ xuân đào không cho nàng đi ra ngoài đánh cuộc hắn muốn kiếm rất nhiều tiền chẳng sợ không có từ xuân đào cho người ta trừ tà kiếm tiền hắn cũng giống nhau có thể cho đại gia cơm ngon rượu say, trụ căn phòng lớn, cung đại ca, tiểu đệ đọc sách. Từ quý bỗng nhiên ánh mắt kiên định, ở trong lòng mặt niệm nói, nhanh lên lớn lên. Dương đại hà hơi hơi nghiêng đầu, đem từ quý toàn bộ ánh mắt thu vào đáy mắt. Tiểu quý đứa nhỏ này tâm tư quá nặng, lại quá không cảm giác an toàn. Cũng trách hắn, từ trước không có lưu ý. Cha, ngày mai, ta tưởng cùng ngài cùng mẹ cùng nhau huấn luyện. Hắn muốn biến cường. Dương Đại Hà đầu tiên là sửng sốt một chút, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên nghe từ quý tiểu tử này như vậy sảng khoái mà kêu Xuân Đào Nương. Dương Đại Hà nhìn từ quý ánh mắt không cấm nhu hòa lên, tiểu tử này hiểu chuyện. Chương 439 ông muốn xử lý chúng nó quyết tâm. Xuân Đào từ trước lại không đúng, chung quy là sinh hắn nương, này thanh nương là hắn hẳn là kêu. Huống chi, từ Xuân Đào hiện tại đã biến hảo. Từ Xuân Đào vừa rồi ở cùng tiểu từ phút chơi đùa, căn bản không nghe thấy từ quý nói buổi tối, đại gia đem tân đệm giường trải lên, lại trải lên mới tinh khăn trải giường. Vì ngủ đến càng mềm mại, mọi người đều có ở đệm giường hạ phô thật dày một tầng rơm rạ thói quen. Nhưng bởi vì, mặt trên đệm giường đã bị ngủ đến ngạnh ngạnh, cho nên, chẳng sợ phía dưới lót lại nhiều rơm rạ, cũng giống nhau không mềm. Nhưng hôm nay, này mới làm bông đệm giường lót thượng, từ quý, tiểu từ phút hai cái tiểu gia hỏa sờ lên liền cảm giác thực mềm, hận không thể hiện tại liền lên giường thể nghiệm một chút. Từ Xuân Đào thẳng nói, nhường một chút, ta muốn trải giường chiếu đơn. Nghe tiếng, hai cái tiểu gia hỏa vội tránh ra, nhưng chờ từ xuân đào phô xong bọn họ lại lại đây sờ. Từ xuân đào bộ hảo điều thứ nhất chăng, bọn họ lại bắt đầu sờ chăng. Hai giường chăng tử đều bộ hảo, hai cái tiểu gia hỏa đầu dựa gần chăng, liền ngu như vậy cười. Từ thịnh hạ học trở về liền nghe được bọn họ hai người tiếng cười, trong lòng còn buồn bực hôm nay nhị đệ, tam đệ như thế nào như vậy vui vẻ. Tiếng phòng, từ thịnh liền cảm giác chính mình có phải hay không tiến sai rồi địa phương. Vừa mới chuẩn bị lui ra ngoài, lại cảm thấy không sai, đây là hắn phòng. Phòng nội hết thảy cũng chưa biến, chỉ là bọn họ dường thay đổi. Từ thịnh lập tức đi lên trước, vốn tưởng rằng từ xuân đào cho bọn hắn mua tân vỏ chăn, nhưng không nghĩ một sờ, trong chăn cư nhiên như vậy mềm. Nhìn thấy từ thịnh đã trở lại, tiểu từ phúc vui vẻ nói. Đại ca, mẫu thân hôm nay cấp chúng ta mua bông chăn. Nói, Tiểu Từ Phúc xốc lên chăn, phía dưới còn có một cái chăn, lại xốc lên khăn trải giường, nói: "Đại ca, nương cấp chúng ta mua đệm giường cũng là bông làm đâu?" Tiểu Từ Phúc như Huyễn Bảo giống nhau nói. Từ Thịnh Vương tay vuốt kia tuyết trắng lại mềm mại bông, tâm cũng trở nên giống này bông giống nhau ấm áp. Để sớm ngủ thượng này chăng, ba cái tiểu gia hỏa ăn cơm chiều sớm bò xong cơm, tẩy xong chân liền lên giường. "Đại ca, nhị ca, hảo mềm a." À. Tiểu từ phút cuộn tròn ở trong chăn chỉ lộ một cái đầu, nói. Bọn họ trên người ước chừng che lại hai giường tám cân bông bị, liền cảm giác thân thể thực mau liền ấm áp lên. Này một đêm ba cái tiểu gia hỏa ngủ đến dị thường ấm áp. Chẳng những bọn họ, ngay cả từ tam cũng là như thế. Từ Xuân Đào cùng Dương Đại Hà cũng là như thế. Từ Xuân Đào nghe bông hương vị, chỉ cảm thấy thật thoải mái. Ngày mai nếu là thiên hảo lại đem trên giường chăn ôm đi ra ngoài phơi, như vậy buổi tối ngủ lên càng ấm áp có lẽ là giường quá thoải mái duyên cớ đêm nay từ xuân đào tư thế ngủ cực suy sụp tay trái chân trái toàn bộ treo ở dương đại hà trên người tựa như một cái bạch tuột ban đêm từ xuân đào ngủ đến đang muốn hồn nhiên không biết lúc này u hồn thánh tinh nội chính phát sinh một hồi đại chiến vẫn luôn lặng lẽ ẩn với ngầm võng đột nhiên xuất hiện đem cao lớn lượng khiếp sợ ngay cả trong tay thưởng thức cương cổ trùng đều sợ tới mất rơi xuống đất nếu là bình thường rơi trên mặt đất cũng liền thôi. Nhưng lúc này võng trong lòng ông muốn xử lý chúng nó quyết tâm, sao có thể làm cương cổ trùng chỉ là rớt trên mặt đất đơn giản như vậy. Chỉ thấy võng vương tay phải, kia tay nháy mắt biến thành một bãi hắc thủy triều cương cổ trùng bay tới. Họa tào. Không cần A. À. Cương cổ trùng hoảng sợ mà hô to. Cương cổ trùng vùng vẫy nó hai bài chân ngắn nhỏ, lại không hề biện pháp, cuối cùng vẫn là bị võng hắc thủy bao vây. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Cương cổ trùng thẳng phun hắc thủy, lại phát hiện mặc kệ nó như thế nào dãy dụ đều trước sau bị nhốt tại đây đoàn hắc thủy. Võng đem hắc thủy một lần nữa khôi phục thành tay hình dạng, nhìn chầm chầm tay chỗ như cũ ở dãy dụa cương cổ trùng, võng chậm rãi dơ lên khóe miệng. Chương 440 Nguyễn Cương Thế Thân Trần Khang Vị Trí Nó trong cơ thể này đó hắc thủy chính là nó tu luyện nhiều năm tinh hoa, này hắc thủy người bình thường chạm vào không được. Bởi vì trong đó mang theo ăn mòn tính, phi thường mãnh liệt lượng không nghĩ tới cương cổ trùng liền như vậy bị võng cấp đoạt đi rồi. Lượng nhìn chầm chầm trước mắt đã luyện thành 6 tuổi hài đồng bộ dáng võng, nói, ngươi cư nhiên không chết. Lần trước diễn đến như vậy thật, thế nhưng đem nó cấp lừa. Võng không nói gì, chỉ là, nó trên mặt cười mang theo một chút châm chọc. Muốn trách chỉ đổ thừa lượng mù quán tự đại. Nó sao có thể bị một chân dẫm chết? Lượng siết chặt nắm tay, triều võng phóng đi. U hồn thánh tinh trung, lượng võng nhanh chóng giao phong lượng thân thể cứng rắn, võng thân thể như nước, mặc kệ lượng như thế nào công kích, đều không thể đánh tới võng thật thể. Lập tức, lượng tức muốn học máu, quanh mà trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên một vòng vách đá đem võng cấp vây quanh trong đó. Võng cười nhạo, sai lầm một lần, cư nhiên còn không dài trí nhớ. Dứt lời, võng lại hóa thành một bãi thủy, chuẩn bị thấm vào ngầm. Nhiên, vừa mới tiến vào ngầm, nó liền cảm giác bị cái gì ngăn trở. Võng ngẩng đầu, lượng đã đứng ở trên vách đá phương quan sát phía dưới nó. Này khối đại thạch đầu, lần này đầu cư nhiên biến khôn khéo. Không đợi lượng mở miệng, võng liền dẫn đầu mở miệng. Ta xin khuyên ngươi, chạy nhanh đem này vách đá lấy ra, bằng không, ngươi này chỉ xú vì trùng có thể hay không mạng sống liền không nhất định. Nói, võng lòng bàn tay lại biến thành một bãi thủy. Ở mặt trên, một con màu trắng đại vì trùng ghé vào mặt trên. Cương cổ trùng màu trắng trong mắt thẳng phiên, nó đã mau ngất đi rồi, may mắn lúc này nó lại có thể hô hấp lượng tuy rằng trong lòng thực khí nhưng là vì cương cổ trùng cũng chỉ có thể đem vách đá triệt rớt tiếp hảo ngươi đại vì trùng tiếng nói vừa dứt võng liền đem cương cổ trùng một ném lượng vội vàng đi tiếp chờ nó đôi tay bám trụ hơi thở thoi thóp cương cổ trùng tưởng lại tìm võng cấp cương cổ trùng báo thù thời điểm nơi nào còn có thể thấy võng lúc này đã trốn vào ngầm võng chính đại thở dốc nghĩ mà sợ nó không nghĩ tới này khối đại thạch đầu trải qua trong khoảng thời gian này, cư nhiên cũng biến cường. Hơn nữa, khi đầu óc cư nhiên còn trở nên thông minh. Không được, nó muốn tiếp tục nỗ lực tu luyện, nhanh chóng siêu việt kia khối đại thạch đầu. Bất quá, nó còn có một cái cảm thấy kỳ quái địa phương. Đó chính là kia chỉ cương cổ trùng nó màu đen chất lỏng cư nhiên không có thể đem này hòa tan. Thật là kỳ quái. Hoắc phủ. Hoắc lão gia đã hồi lâu không có nhìn thấy Trần Khang. Lần trước cho hắn phân công tiểu nhiệm vụ tuy rằng hoàn thành, nhưng là, đến nay không có trở về phục mệnh. Lấy hoác lão gia đối Trần Khang hiểu biết, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám không trở lại hồi bẩm chính mình. Như vậy, chỉ có một loại khả năng. Trần Khang đã chết. Phúc An Trấn, Phụng Thuần Huyện, nơi này thật đúng là tà môn. Tối tăm thư phòng nội, hoác lão gia ngón tay có một chút không một chút mà gõ bàn. Xem ra, người kia xa so với hắn trong dự đoán còn mạnh hơn. Nguyễn Cương. Có thuộc hạ. Hoắc lão gia ra lệnh một tiếng, Nguyễn Cương lập tức hiện thân. "Về sau ngươi tới đảm nhiệm Trần Khang chức vị, hắn sở hữu nguyên do sự việc ngươi tới làm." "Là." Nguyễn Cương nói. "Hoắc lão gia thủ hạ tổng cộng có bốn ma cốt, 12 tiêu giao cùng 28 quỷ diễm. Toàn bộ đều là tu vi cực cao tu sĩ. Nhưng là, hiện giờ Hoắc lão gia lại làm Nguyễn Cương thế thân Trần Khang vị trí." Hơn nửa này một hai tháng không có thấy Trần Khang tung tích, Nguyễn Cương trong lòng đã có suy đoán. Bất quá, Nguyễn Cương không phải xuẩn trứng, hắn biết nếu có thể muốn Trần Khang tánh mạng, tuyệt đối không phải đơn giản nhiệm vụ. Phụng thuần huyện nơi đó, hắn tuyệt đối sẽ tránh đi hành. Phòng ngừa đã đến ván sát thượng, đến lúc đó chính là muốn ném tánh mạng. Trần Khang cũng lệ thuộc bốn ma cốt, tu vi đạt tới thiên đạo cấp, đặc biệt hắn kia bác hoang chân nhất cực kỳ, cư nhiên đều đã chết. Có thể thấy được. Đối phương thực lực bất phàm. Chương 421 Xuân Đào tỷ, ngươi có thể hay không mượn ta chút tiền? Xuân Đào tỷ, ngươi chừng nào thì trở về? Từ Xuân Đào hỏi. Này đại buổi sáng liền xuất hiện ở nhà nàng, chẳng lẽ là đêm qua đuổi cả đêm lộ. Chu Vân cười nói, tiểu Lôi là từ nhỏ vũ gia lại đây. Đứa nhỏ này cũng không biết ở cửa đợi bao lâu, cũng không biết kêu cửa. Nói, Chu Vân làm từ tiểu Lôi ăn, trong nồi còn nhiều đại gia mỗi người một cái trứng, trứng gà trứng vịt trứng ngỗng tùy tiện ăn loại nào trứng. Một lát qua đi, từ Thúy Hoa cũng đi đến, nàng bụng rõ ràng so với phía trước lớn. Hiện tại, từ Thúy Hoa bụng đã mãn 3 tháng, thai là ổn. Từ Thúy Hoa vừa tiến đến, liền nhìn đến trên bàn còn có một cái trứng ngỗng, liền cao hứng mà cầm lấy. Cười nói, không nghĩ tới, hôm nay còn có một cái trứng ngỗng. Đương từ Thúy Hoa đem trứng thái một nửa thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy từ tiểu lôi. Tiểu lôi. Ngươi đã trở lại. Hôm nay cơm sáng ăn đến dị thường náo nhiệt. Ăn xong cơm sáng, đại gia liền ai bận việc nấy đi. Từ xuân đào cơm nước xong, có thể nghỉ ngơi 30 phút, lại đi huấn luyện. Bỗng nhiên, từ xuân đào cảm giác từ tiểu lôi nhìn chằm chằm chính mình. Hơn nữa, hắn chỗ nào cũng đi, liền như vậy đứng. Coi như từ xuân đào trong lòng nghi hoặc thời điểm, từ tiểu lôi triều nàng đã đi tới. Từ tiểu lôi đứng ở từ xuân đào bên cạnh lại là hồi lâu trầm mặt chính là, từ tiểu lôi ánh mắt nhiều lần liếc về phía Từ Xuân Đào, giống muốn nói lại thôi bộ dáng. Liền ở Từ Xuân Đào mau cấp chết thời điểm, tiểu tử này rốt cuộc mở miệng. Xuân Đào tỷ, ngươi có thể hay không mượn ta chút tiền? Từ Xuân Đào kinh ngạc. Ngươi đòi tiền làm cái gì? Từ tiểu lôi cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta tưởng cho ta nương cái tòa phòng. Xuân Đào tỷ, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ còn cho ngươi. Theo Từ Xuân Đào biết tôi chiêu đệ hiện tại ở tại phì hà thôn từ mưa nhỏ ra bất quá phì hà thôn ly vĩnh phú thôn cũng không gần mỗi ngày qua lại như vậy đi xa như vậy người cũng mệt mỏi từ xuân đào không nghĩ tới từ tiểu lôi nội tâm tốt như vậy nguyên chủ trong trí nhớ trước kia nguyên chủ một nhà đi từ gia lão phòng chúc tết cũng thường xuyên thấy từ tiểu lôi giúp nhị thẩm nhi nhóm lửa rửa rau nếu từ tiểu lôi cùng nàng mở miệng nàng tự nhiên muốn giúp ngươi muốn mượn nhiều ít từ xuân đào hỏi mười lượng ngươi tưởng cấp thẩm nhi cái nhà ngói mười lượng tỉnh điểm một tòa tam giang nhà ngói không thành vấn đề từ tiểu lôi lắc đầu một phòng ân từ xuân đào khiếp sợ một phòng sao có thể hoa nhiều như vậy tiền ta tưởng mau chóng cho ta nương đem phòng ở đắp lên như vậy ta nương là có thể có chỗ ở cho nên cái gì đều đến muốn thỉnh người làm từ tiểu lôi nhỏ giọng nói nghe tiếng từ xuân đào từ trong lòng ngực lấy ra hai tấm ngân phiếu từ tiểu lôi tập trung nhìn vào, đây là 20 lượng. Từ tiểu lôi vội vàng xua tay, nói, Xuân Đào tỷ ta chỉ cần 10 lượng là đủ rồi. Chờ phòng ở cái lên, tổng phải cho nhị thẩm nhi đặt mua vài thứ. Khác có thể không có, ngủ giường, cái chăn luôn là muốn mua. Nghe vậy, từ tiểu lôi trầm mặt. Hắn cúi đầu, trong ốc nội toàn là nương ở tỷ tỷ gia ngủ dưới đất, ngủ rơm rạ, cái hơi mỏng một cái chăn cảnh tượng. Từ tiểu lôi gật đầu, nhỏ giọng ừ một tiếng, ngay sau đó nói. Cảm ơn Xuân Đào Tỷ, này 20 lượng, ta nhất định sẽ mau chóng còn thượng. Ta về sau mỗi tháng đều sẽ trả lại ngươi 400 văn. Từ Xuân Đào cười cười, không nóng nảy, hoảng viết chờ ngươi có tiền trả lại cho ta. Từ tiểu lôi cầm 20 lượng liền đi rồi. Theo sát, ở từ lão tứ bên cạnh cách đó không xa, từ tiểu lôi tuyển khối địa phương, làm đất nền nhà. Từ tiểu lôi ước chừng thỉnh 20 cá nhân cùng nhau xây nhà. Có đánh nền, có lên núi chém đầu gỗ. Dù sao đại gia các làm các, một tòa tam giang một phòng thêm một cái phòng bếp, còn đem sân vây hảo, bất quá năm ngày liền toàn bộ làm xong rồi. Bao gồm cửa sổ toàn bộ làm tốt, còn cấp đánh một chiếc giường, cùng hai trương bàn vuông cùng bốn trương trường ghế. Bởi vì vĩnh phú thôn mọi người đều vội, cho nên, từ tiểu lôi đến phụ cận thôn tìm công nhân tới xây nhà. Chờ phòng ở cái hảo, tô chiêu đệ nhìn từ tiểu lôi cho chính mình cái phòng ở, khóc mắt tức khắc ước ác tuy rằng trong nhà trống không, không có mấy thứ gia cụ, nhưng là, nhưng nàng nhìn đến kia trương giường, cùng với trên giường phô một cái đệm giường, mặt trên cái hai điều chăn thời điểm, tô chiêu đệ nước mắt rốt cuộc khống chế không được đi xuống rớt. Nàng tiến lên sờ soạn một chút, đây đều là mới làm. Nàng sờ đến ra tới, nơi này không phải vải vụn hỗn cỏ lau, mà là bông. Bông một cân nhưng không tiện nghi. Tô chiêu đệ quay đầu, hỏi, tiểu lôi, ngươi chỗ nào tới tiền? Này đến bao nhiêu tiền? Chương 422 cảm giác chính mình bị cái gì cấp ôm lấy. Này hai giường chăn tử thêm một cái đệm giường không được bốn lượng bạc. Nhi tử đều có biện pháp, ngài chỉ lo trụ là được. Chờ ta về sau trở về, lại cho ngươi làm chút gia cụ, cái này gia thật sự có chút không? Từ tiểu lôi nói. Trừ bỏ cấp tô chiêu để mua chăn ở ngoài, từ tiểu lôi còn cho nàng đem phòng bếp nội đồ vật đều cấp thêm vào toàn. Quả nhiên, từ xuân đào nói được không sai, mười lượng bạc căn bản không đủ bất quá, 20 lượng xác thật nhiều. Sau lại, từ tiểu lôi đem dư lại 5 lượng còn cấp từ Xuân Đào, nói thanh tạ, liền hồi trong. Huyện. Đương từ tiểu lôi trở về thời điểm, khách mãn lâu quản sự đem tháng trước tiền công cho hắn. Khách mãn lâu mỗi tháng cuối tháng phát tiền công, bởi vì từ tiểu lôi xin nghỉ không ở duyên cớ, cho nên, cho tới hôm nay mới cho. Rửa rau tiểu nhị một tháng 500 tiền, mỗi tháng 4 ngày nghỉ ngơi. Khấu rớt từ tiểu lôi nhiều xin nghỉ nhật tử, cuối cùng chia từ tiểu lôi tiền công chỉ có 320 văn. Bất quá, nhìn này 320 văn, từ tiểu lôi khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hắn đem tiền đá tiến trong lòng ngực, sau đó triều lý quản sự đuổi theo đi, hỏi. Lý quản sự, ngài lần trước nói vung vào thái lộ kia tòa chết hơn người sân chỉ cần 50 văn một tháng. Lý Tiến tài gật đầu, nói tiếp, bất quá, liền tính 50 văn cũng không ai trụ. Nghe nói tiền thuê nhà hàng đến 20 văn một tháng, cũng không ai đi trụ đâu. Từ tiểu lôi vừa nghe, trong lòng vui vẻ, nói, ta muốn đi trụ. Lý Tiến Tài kinh Hải, hỏi, ngươi phía trước không phải tưởng trụ hợp thái lộ mặt khác sân sao? Tiểu lôi, ta cùng ngươi nói, kia gian sân là thật sự nháo quỷ. Ở tại kia sân tả hữu hàng xóm đều nghe được kia trong phòng nửa đêm truyền đến nữ nhân đạn tỳ bà sướng khúc nhi thanh âm, khiếp đến hoảng. Ngươi tháng trước tiền công cũng có 300 nhiều văn, ta tử lầu còn quản tam bữa cơm, ngươi thuê khác sân tiền cũng là đủ. Lý Tiến Tài thật sự khó hiểu từ tiểu lôi vì cái gì một hai phải thuê kia gian chết hơn người nháo quỷ sân. Từ tiểu lôi cười cười, vỗ bộ ngực nói. Không có việc gì, Lý quản sự, ta lá gan đại. Lý Tiến Tài thấy thế cũng không hề nói thêm cái gì. Hành, đợi chút bất thời giờ ta mang ngươi đi thuê cái kia sân. Cảm ơn Lý quản sự. Từ tiểu lôi trong lòng cao hứng đến không được. Bởi vậy, hắn mỗi tháng chỉ cần hoa 20 văn tiền, liền có thể thuê một cái sân. Hắn sở dĩ không nghĩ trụ từ Chí Minh Sơn, là bởi vì nơi đó chướng khí mù mịt, mỗi ngày nải nải đều cùng đại bá mẫu xảo. Hơn nữa, ở tại nơi đó, yêu cầu mỗi tháng nộp lên 8 phần tiền công cấp nải nải. Một là làm gia dụng, nhị là làm năm sau từ Chí Minh đi kỳ thi mùa xuân đi thi tiền. Hắn không nghĩ đem chính mình nhân sinh lại cột vào từ Chí Minh trên người. Trước kia là hắn không có chủ kiến, chỉ biết chiếu nải nải nói làm. Nhưng là, hiện tại hắn minh bạch. Nãy, nãy lời nói không nhất định toàn muốn nghe đem hy vọng ký thác ở từ Chí Minh trên người càng là ngu xuẩn cực kỳ chuyện này huống hồ hắn còn có 15 lượng nợ không còn đến mau chóng đem 15 lượng bạc còn cấp xuân đào tỷ mới được bất quá nghe mặt khác rửa rau tiểu nhị nói hiện tại đại gia tiền công cùng Tửu lầu sinh ý tương quan vốn nên 500 tiền một tháng nhưng lại cầm hơn 700 tiền từ Chí Minh nhìn chính mình trong tay 320 văn cảm giác giống như không nhiều hơn bao nhiêu a à. Sao lại sau khi nghe ngóng, biết hiện tại tôm hùng đất, ốc đồng không nhiều lắm, cho nên tửu lầu sinh ý cũng không trước kia hảo. Tháng này tiền công khả năng liền càng thiếu. Từ Tam Gia Sơn Nội Từ Xuân Đào nhìn Dương Đại Hà cho nàng trói lại hai cái bao cát ở cổ chân thượng. Hảo, trước chạy cái ba dặm thử xem. Dương Đại Hà nói Nghe vậy, từ Xuân Đào liền chuẩn bị hướng phía trước cất bước. Không nghĩ, chân còn không có có thể bước ra đi, cả người liền hướng phía trước tài đi xuống. Sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên, Từ Xuân Đào cả người đều dọa ngốc. Nàng thậm chí không hiểu chính mình như thế nào đột nhiên ngã xuống đi. Mắt thấy mặt liền phải nện ở trên mặt đất, Từ Xuân Đào bỗng nhiên cảm giác chính mình bị cái gì cấp ôm lấy. Chương 423 phá 10 vạn nhiệm vụ lễ bao, điểm đánh. Từ Xuân Đào sống sót sau tai nạn, đương nàng chuẩn bị trạm tốt thời điểm, lại phát hiện nàng chân cơ hồ không động đậy. Từ Xuân Đào nhìn về phía Dương Đại Hà, hỏi: ngươi cho ta trên chân trói bao cát nhiều trọng. Một cái mới năm cân, cũng chưa nhiều trọng. Dương Đại Hà Phong Kinh Vân Đạm mà nói. Nhưng từ Xuân Đào nghe xong đều choáng váng, năm, năm cân. Hai cái chính là mười cân, trách không được nàng mại không khai bước chân, nâng không nổi chân, nguyên lai là như thế này. Đương Dương Đại Hà đem nàng nâng dậy, sau đó trạm hảo, Dương Đại Hà thở dài, nói. Ngươi vẫn là trước không phụ trọng huấn luyện đi. Nói xong, Dương Đại Hà đem nàng cổ chân thượng bao các toàn bộ cởi bỏ. Lập tức, từ Xuân Đào mới cảm giác chính mình chân khôi phục tự do. Bất quá, nàng vẫn là cao hứng đến quá sớm. Dương Đại Hà đối nàng chạy ba dặm yêu cầu là một hơi chạy xong một dặm, hơn nữa, không xuyển một hơi. Từ Xuân Đào ba dặm chạy xuống tới, hiển nhiên không thể đạt tới Dương Đại Hà yêu cầu. Nghỉ ngơi trong chốc lát tiếp tục chạy. Từ Quý, tiểu Từ Phúc ở một bên nhìn Từ Xuân Đào cùng Dương Đại Hà huấn luyện, hai cái tiểu gia hỏa cũng đi theo chạy từ xuân đào thình lình phát giác nàng thể lực tự hồ mới cùng hai ba tuổi hài tử tề bình cứ như vậy chạy chạy nghỉ ngơi trừ bỏ ăn cơm trưa ngủ trưa từ xuân đào một chút không nghỉ ngơi rút cuộc ngao tới rồi trời tối từ xuân đào cuối cùng có thể không cần luyện từ xuân đào thân thể mệt đến không được nàng nhìn dương đại hà muốn nói lại thôi nàng có chút hối hận muốn dương đại hà cho nàng huấn luyện nàng nguyên bản chỉ là muốn học điểm phòng thân thuật chính là Dương Đại Hà cư nhiên tấp lực lượng huấn luyện. Trở về đi, lúc này tứ thẩm nhi cơm chiều nên làm hảo. Nhưng Dương Đại Hà nói xong, từ Xuân Đào vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nhìn từ Xuân Đào hắc, Lưu mắt to nhìn chầm chầm chính mình, mang theo một chút quán giận cùng ủy khuất. Dương Đại Hà ở trong lòng thở dài, sau đó đi đến từ Xuân Đào trước mặt ngồi xổm xuống. Hắn rộng lớn phía sau lưng đối với từ Xuân Đào, hai tay triều mặt sau duỗi đi, quay đầu đối từ Xuân Đào nói, đi lên đi. Từ Xuân Đào lập tức chu miệng, sau đó ghé vào Dương Đại Hà bối thượng. Bị hắn nắm chặt hai cái đùi, ngay sau đó, cả người bị hắn bối lên. Dương Đại Hà ôm nhu nói, người lúc này mới bắt đầu, chờ thời gian dài, liền sẽ không cảm thấy như vậy mệt mỏi. Từ Xuân Đào khẽ ừ một tiếng. Nghĩ hắn cũng là vì chính mình hảo. Tiếp theo Dương Đại Hà nói, ngươi hôm nay tổng cộng chạy 30 dặm, không tồi. A. À. Từ Xuân Đào quả thực không thể tin được, nàng hôm nay cư nhiên chạy nhiều như vậy. Bỗng nhiên, từ xuân đào trong lòng dân lên một cổ cảm giác thành tựu. Nguyên lai, chính mình có lớn như vậy tiềm lực. Buổi tối rửa mặt xong, từ xuân đào hai chân dần dần bắt đầu nhức mỏi lên. Từ xuân đào khó có thể đi vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới nàng còn có một cái phá 10 vạn nhiệm vụ tùy cơ lễ bao còn không có lãnh. Loại chuyện tốt này như thế nào có thể bỏ lỡ? Ngay sau đó, từ xuân đào mở ra hệ thống, tìm được phá 10 vạn nhiệm vụ lễ bao, điểm đánh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt Tam giai phù chú phương thuật. Chúc mừng ký chủ kích hoạt Tam giai đơn thuốc phương thuật. Chúc mừng ký chủ kích hoạt Tam giai người tương phương thuật. Chúc mừng ký chủ kích hoạt Tam giai mộ tương phương thuật. Chúc mừng ký chủ kích hoạt Tam giai châm cứu phương thuật. Chúc mừng ký chủ kích hoạt Tam giai chim tinh phương thuật. Ước chừng 13 cái phương thuật toàn bộ thăng cấp vì Tam giai. Từ xuân đào xem đến hoa cả mắt, nàng phương thuật cư nhiên đều thăng cấp Tam giai. Từ xuân đào nắm chặt lòng bàn tay, thầm nghĩ này cũng liền ý nghĩa, chỉ cần nàng có cũng đủ tích phân, tam giai phương thuật tùy nàng sử dụng. Bất quá, lần này quyền pháp như cũ không có xuất hiện. Vì làm thân thể trở nên càng cường, nàng chỉ có thể tiếp tục đi theo Dương Đại Hà huấn luyện. Mặc kệ nói như thế nào, nàng hôm nay chính là chạy 30 dặm đâu. Ngày mai, nhất định sẽ càng tốt. Một ngày nào đó, nàng muốn đem nguyên chủ thân thể luyện đến cùng Dương Đại Hà giống nhau rắn chắc. Chương 424 từ Xuân Đào mặt đỏ rực chính là từ xuân đào rõ ràng cao hứng quá sớm sáng sớm hôm sau đương dương đại hà kêu nàng lên thời điểm từ xuân đào cả người đau nhức thân thể này dường như không phải nàng ngay cả xuống giường đều khó từ xuân đào đáng thương vô cùng mà nhìn dương đại hà nàng là thật sự khó có thể xuống giường hai chân như là bị phong ấn giống nhau đã không nghe nàng sai sử chính là dương đại hà làm lơ nàng đáng thương vô cùng ánh mắt nói ngươi là tiểu thịnh tiểu quý tiểu phúc nương phải cho bọn nhỏ làm tốt tấm gương. Nếu là bọn họ biết ngươi một ngày liền từ bỏ huấn luyện, về sau bọn họ cũng sẽ nhẹ giọng từ bỏ. Dương Đại Hà nói ra nói, có thể nói lực sát thương cực cường. Này! Từ Xuân Đào chỉ có thể rời giường, mỗi đi một bước đều dựa vào nghị lực. Từ Thúy Hoa thấy thế cười đến không được. Xuân Đào, ngươi đây là học việc đi đường đâu? Chu Vân, từ lão tứ thấy thế làm từ Thúy Hoa im miệng, không cần dễu cật Xuân Đào nghe nói Xuân Đào ngày hôm qua một ngày chạy 30 dặm. Hôm nay chân không đau mới có quỷ đâu. Hiện giờ, từ lão tứ gia nhà ngói đã bắt đầu kiến, lại có nửa tháng là có thể kiến thành. Ăn xong cơm sáng, từ Xuân Đào đi theo Dương Đại Hà tiếp tục đi huấn luyện. Trước từ chạy bộ ba dặm bắt đầu. Sau đó, Dương Đại Hà nói, hôm nay giáo ngươi quyền pháp, nói với ngươi phòng thân thuật có hiệu quả như nhau chỗ. Học quyền muốn thân pháp nhẹ nhàng, thủ pháp tiện lợi, chân pháp nhẹ cố, tiếng thối thỏa đáng dứt lời dương đại hà liền cấp từ xuân đào đánh một bộ xem đến từ xuân đào trợn mắt há hốc mồm ánh sáng mặt trời dừng ở dương đại hà trên người xem đến từ xuân đào vào thần nếu lúc này dương đại hà trước mặt có một thân cây từ xuân đào thậm chí cảm giác dương đại hà này một quyền có thể đánh gãy một thân cây hảo hiện tại đi theo ta ta là một động tác ngươi đi theo một động tác dương đại hà nói nghe vậy từ xuân đào vội phản ứng lại đây đáp có giá vô lực không làm thế hữu lực vô giá kính ổn phí dương đại hà nói biên nói biên sửa đúng từ xuân đào động tác tùng vai rút lạch lực quán hơi tiếc dương đại hà biên ra quyền biên nói từ xuân đào một bên đi theo dương đại hà luyện quyền một bên hiểu được dương đại hà lời nói buổi tối từ xuân đào mới vừa nằm ở trên giường trên người liền truyền đến một trận toan sản nguyên bản ngày hôm qua còn chỉ là hai chân đau hôm nay nhưng hảo nàng cảm giác cả người đều đau. Từ xuân đào đau đến thẳng nhíu mày thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một đôi tay ấn ở nàng trên đùi. Đột nhiên đụng vào đêm từ xuân đào hoảng sợ. Trận mắt vừa thấy, cư nhiên là Dương Đại Hà. Hắn đang ngồi ở nàng chân biên cho nàng ấn chân. Thấy từ xuân đào nhìn chầm chầm chính mình, Dương Đại Hà nói. Cho ngươi ấn ấn, ngươi ngày mai muốn thoải mái chút. Dứt lời, Dương Đại Hà từ từ xuân đào cẳng chân ấn đến đùi, lại đến cánh tay, toàn bộ cấp ấn một lần cuối cùng, lại từ trên xuống dưới ấn một lần. Không thể không nói, bị Dương Đại Hà như vậy nhấn một cái xác thật. Thoải mái không ít. Nhưng lúc này từ Xuân Đào thân thể chỉ cần một chạm vào liền đau. Này không, Dương Đại Hà ấn một chút nàng cẳng chân, từ Xuân Đào liền nhịn không được kêu lên. Thanh âm kiều Mỹ, từ Xuân Đào chính mình nghe xong, đều không tự giác mặt đỏ lên. Đèn dầu dưới, từ Xuân Đào mặt đỏ rực, tựa như một con chính quả đào. Dương Đại Hà triều từ Xuân Đào nhìn lại, hai người tầm mắt ở trong không khí giao hội lập tức từ xuân đào liền cảm giác không đúng chỗ nào trong không khí không khí giống như có chút ái muội từ xuân đào vội vàng sai khai dương đại hà ánh mắt tận lực không hề làm chính mình phát ra âm thanh này một đêm từ xuân đào ngủ đến cực kỳ không được tự nhiên tắt đèn hồi lâu không có thể ngủ sau lại thân thể thật sự quá mệt mỏi bất tri bất giác đã ngủ từ xuân đào không biết chính là ở nàng ngủ lúc sau một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn chầm chầm nàng nhìn hồi lâu. Dương Đại Hà nhẹ nhàng vỗ hướng nàng gương mặt. Chương 425 chủ nhân, ngài kêu tiểu nhân ra tới chuyện gì? Như là cảm giác được trên mặt có cái gì, từ Xuân Đào phát ra một trận ưm ư. Lập tức, Dương Đại Hà đồng tử tối sầm lại. Hôm sau, từ Xuân Đào tỉnh lại quả nhiên thân thể không giống ngày hôm qua như vậy đâu. Không nghĩ tới Dương Đại Hà thủ pháp không tồi. Ngày thứ tư, từ Xuân Đào đã cảm giác thân thể của mình đã không thế nào đau. Từ Xuân Đào xuống giường động tác rõ ràng so với phía trước nhẹ nhàng không ít. Dương Đại Hà thấy thế cũng rất là vui mừng, nói, xem ra có thể phụ trọng huấn luyện. Xét thấy lần trước giáo huấn, lần này Dương Đại Hà chỉ cấp Từ Xuân Đào tả hữu chân cắt trói lại một cân bao cát. Từ Xuân Đào chạy lên rõ ràng so ngày hôm qua chậm rất nhiều. Chạy ba dặm, luyện nửa quyền, như thế lặp lại đến trưa trở về ăn cơm. Hôm nay, từ xuân đào cũng rõ ràng cảm giác sau ngày hôm qua mệt nhiều dương đại hà làm nàng trừ bỏ ngủ ngày thường đi đường cổ chân thượng bao cát cũng không cần gỡ xuống tới như vậy mới có thể luyện lực lượng từ xuân đào trong lòng một trận vô ngữ khá vậy chỉ có thể đáp ứng ăn xong cơm trưa liền tới rồi ngủ trưa thời điểm từ xuân đào rốt cuộc có thể đem bao cát giải khai nhưng không nghĩ lúc này lỗ võ lại vội vã mà chạy đến nhà nàng từ cô nương không hảo trong huyện lại xuất hiện một người đột nhiên chết già từ Xuân Đào giải bao các động tác cứng đờ, Triều Dương Đại Hà nhìn lại. Quả nhiên, hắn khẽ lắc đầu, đến, này bao cát còn phải tiếp tục mang. Dương Đại Hà đem mã dắt ra, ông Từ Xuân Đào lên ngựa, hai người nhanh chóng Triều Huyện Nha chạy đến. Chờ Từ Xuân Đào đến thời điểm, đã nhà xác đã nằm hai cụ đầu bạc lão nhân thi thể. Một nam một nữ. Địch Thư Kiệt hỏi, này hai người phân biệt mới 16 tuổi, 15 tuổi. Đêm qua, bọn họ người nhà xem bọn họ còn hảo hảo nhưng hôm nay buổi sáng lại đột nhiên chết già ở trên giường. Nếu không phải bọn họ ăn mặc chết phía trước quần áo, bọn họ người nhà sợ là cũng không nhận ra được. Từ cô nương, này cùng lần trước phan giai tinh chết già có phải hay không giống nhau? Từ Xuân Đào gật đầu. Này hai người cũng bị hút thọ nguyên. Từ Xuân Đào niệm chú từ bọn họ trong cơ thể phân biệt lấy ra một gốc cây tiểu cây bồ đề. Một gốc cây mặt trên có 50 phiến phiến lá, còn có một gốc cây thượng có 61 phiến phiến lá cành lá tốt tươi trong rất đẹp mắt nhưng là thứ này người chạm vào không thể đụng vào bị thứ này chạm vào là sẽ bị hút đi thọ nguyên bỗng nhiên từ xuân đào nhớ tới lần trước bị nàng bỏ vào u hồn thánh tinh võng nàng nhớ rõ võng vốn chính là hư vô mờ mịt màu đen thủy quái nó có thể không chạm vào đối phương là có thể đem đồ vật cầm ở trong tay ngay sau đó từ xuân đào đem võng từ u hồn thánh tinh trung gọi ra hồi lâu không thấy Hiện giờ Võng Cư Nhiên đã trường đến một cái sáu tuổi hài tử lớn nhỏ. Nàng nhớ rõ lần trước, Võng bị nàng bỏ vào u hồn thánh tinh trung thời điểm, còn chưa thành nhân hình, hiện giờ đều đã biến như vậy cường. Võng cả người màu đen, trình một cái sáu tuổi hài đồng bộ dáng. Nhìn đến từ Xuân Đào dừng ở chính mình trên người kinh ngạc biểu tình, Võng nội tâm hơi hơi đắc ý. Nó ngủ đông ở u hồn thánh tinh trung mấy ngày nay, vẫn luôn ở hấp thụ u hồn thánh tinh nội huyền khí, rốt cuộc làm nó tu luyện ra sáu tuổi hài đồng thân thể sớm muộn gì có một ngày nó muốn cho kia cụ đại thạch đầu còn có kia chỉ bạch vì trùng đẹp nhìn thấy từ xuân đào gọi chính mình ra tới võng lập tức lộ ra một bộ dáng điệu xỉn định nói chủ nhân ngài kêu tiểu nhân ra tới chuyện gì có cái gì là tiểu nhân có thể vì ngài cống hiến sức lực từ xuân đào nhìn liếc mắt một cái nó này dáng điệu xỉn định nếu không phải trước đó biết võng tham lam nàng sợ là thật sự sẽ bị thứ này cấp mê hoặc một bên địch thư kiệt đám người nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện 6 tuổi tiểu hài tử, trong lòng đều cảm thấy một trận kỳ quái. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy hắc? Chương 426 nó tựa như thụ vương. Tựa như đồ một tầng mực nước giống nhau. Hơn nữa, đứa nhỏ này là trống rỗng xuất hiện. Lập tức, từ xuân đào ở địch thư kiệt đám người trong lòng huyền học đại sư hình tượng càng thêm cao lớn lên. Dương Đại Hà nhìn chầm chầm võng 6 tuổi hài đồng bộ dáng, như thế nào cũng nhớ không dậy nổi thứ này. Dương Đại Hà nhìn nó cả người đen nhánh bộ dáng, trong ốc nội linh Quang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới. Chẳng lẽ là ở thanh lô trấn sau núi lần đó, dùng bảy trấn 343 cái bát tự thuần âm nữ tử huyết tẩm bổ võng. Dương Đại Hà nhìn chầm chầm đã hình thành hình người hơn nữa đã 6 tuổi võng, đồng tử run rẩy, hơi hơi khiếp sợ. Không nghĩ, Xuân Đào trừ bỏ nuôi dưỡng gieo trồng ở ngoài, ở dưỡng yêu quái thượng cũng có một bộ. Này hai cây cây bồ đề, ngươi giúp ta cầm là chủ nhân. Lập tức, Võng liền đem này nâng lên, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng nó chộp trong tay đâu. Đúng lúc này, Phó Hải Phong tới báo, "Địch đại nhân, thư táo trấn cũng đã xảy ra có người chết và thi thể." "Cái gì?" Địch thư Kiệt chỉ cảm thấy đầu trọc, như thế nào còn có? Địch thư Kiệt vội triều Từ Xuân Đào nói, "Từ cô nương, ngài nhưng có biện pháp nào tìm được phía sau màn người?" Từ Xuân Đào nhìn bị Võng nâng lên hai cây tiểu cây bồ đề, nói: đến tìm được kia cây lập tức 500 năm cây bồ đề mới được. Từ Xuân Đào hỏi, Phụng Thuần huyện nội nhưng có một gốc cây mau 500 năm cây bồ đề. Địch Thư Kiệt cho mày, không có ấn tượng. Bỗng nhiên, một bên Tào Lộ Bình nói, Đại Nhân, Tiểu Nhân từng nghe nói Thanh Lô Trấn có một gốc cây cực đại cây bồ đề. Bất quá, kia cây giống như ở nhiều năm trước trong một đêm không thấy. Có hay không 500 năm Tiểu Nhân không biết. Nhưng như vậy đại một thân cây đột nhiên hư không tiêu thất, này không khỏi cũng quá mơ hồ. Cho nên, tiểu nhân vẫn luôn cảm thấy đó là thanh lô trấn người nói càng nói bậy. Từ Xuân Đào biểu tình cứng lại, nói, có lẽ kia không phải nói càng nói bậy. Ân. Tào Lộ Bình quay đầu nhìn về phía từ Xuân Đào, chẳng lẽ như vậy đại một thân cây thật có thể hư không tiêu thất. Chúng ta đi trước thanh lô trấn nhìn xem. Từ Xuân Đào nói. Chờ đoàn người đuổi tới thời điểm, Thanh lô trấn tuần tra Đỗ Nguyên Tùng mang theo bọn họ tìm được một cái đã từng gặp qua kia cây cây bồ đề lão nhân Trương lão đầu nhi. Trương lão đầu nhi năm nay 70. Kia cây cây bồ đề nhưng đại nhưng cao, tựa như một tòa thật lớn phòng ở. Trước kia chúng ta trải qua nơi này, nếu là gặp được trời mưa liền sẽ dưới tàn cây trốn vũ. Không ít người cũng tới cây bồ đề trước khẩn cầu chính mình trong lòng mong muốn, mọi người đều phi thường tin tưởng nó. Chính là, bỗng nhiên có sáng sớm thượng đại gia trải qua cây bồ đề trước thời điểm, nhìn đến một nữ nhân dưới tàn cây thắt cổ mà chết. Từ đó về sau, cây bồ đề liền thường xuyên rớt lá cây, hơn nữa, không ngừng mà rớt bồ đề quả. Không ít người đều nói là kia nữ nhân làm bẩn cây bồ đề khí thần thánh, cho nên, cây bồ đề sinh khí. Chính là, bỗng nhiên có một ngày, kia chỉnh cây cây bồ đề đều không thấy. Nói, trương lão đầu nhi giang hai tay cánh tay khoa tay múa chân nói. Khi cây cây bồ đề nhưng đại nhưng lớn, phạm vi trăm dặm không có so nó lớn hơn nữa càng cao thụ. Nó tựa như thụ vương. Địch thư kiệt hỏi, lão nhân gia, khi cây cây bồ đề là khi nào biến mất? Trương lão đầu nhi trầm ngâm một chút, nói, đến có 40 năm đi. Nói, trương lão đầu nhi mang theo mọi người đi tìm kia cây cây bồ đề đã từng sinh trưởng địa phương. Nói thật, địch thư kiệt cũng cảm thấy không thể tin. Một viên đại thụ sao có thể không duyên cớ đột nhiên biến mất. Liền tính khô héo, thụ côn cũng còn ở mới đúng trương lão đầu nhi cho đại gia chỉ một chút, nói, này khối đất trống chính là trước kia cây bồ đề vị trí. Các ngươi xem, này chung quanh đều dài quá rất nhiều thụ, nhưng duy độc này khối địa phương, nhiều năm như vậy qua đi, một thân cây mầm cũng không ở chỗ này nảy mầm. Hơn nữa, này khối địa phương mặt trên một gốc cây cỏ dại cũng không có. Trương lão đầu nhi thao thao bất tuyệt mà nói, nhưng địch thư kiệt, tào lộ bình cùng đỗ nguyên tùng đều cảm thấy không thể tin. Địch thư kiệt triều từ xuân đào nhìn lại, nói, từ cô nương, nhưng có cái gì manh mối. Chương 427 ngày cảm giác được long khí hơi thở. Từ Xuân Đào gật đầu, nơi này xác thật có thực nùng kia cây cây bồ đề hơi thở. Này cổ hơi thở bên trong còn ẩn chứa dày đặc quán khí cùng không cam lòng, cùng võng trong tay thắt tiểu cây bồ đề hơi thở giống nhau như đúc. Chỉ là, nó hiện tại không ở nơi này. Cái gì? Nơi này thật là có quá như vậy đại cây bồ đề. Địch thư kiệt kinh hải một bên tàu lộ bình cùng đổ nguyên tùng càng là không dám tin tưởng. Địch thư kiệt một lần nữa xem kỹ vừa mới trương lão đầu nhi nói khu vực, lớn như vậy một cây bồ đề cư nhiên biến mất. Nếu là có thể tìm được cây bồ đề còn dễ làm, nhưng hiện tại, này cây cây bồ đề sẽ biến mất, này như thế nào tìm? Bất quá, địch thư kiệt không có từ bỏ, mệnh tàu lộ bình phân phó đi xuống, toàn phụng thuần huyện tìm tòi này cây cây bồ đề. Chính yếu chính là ở thanh lô trấn cẩn thận tìm, Tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái gì một chỗ. Từ Xuân Đào thả ra bạc vòng nội năm màu cá, làm chúng nó cũng đi tìm. Chúng nó vô thanh vô tức, trừ bỏ chính mình, người khác căn bản nhìn không thấy chúng nó. Nhưng là, năm màu cá đi ra ngoài hồi lâu, cũng không từng trở về báo tin. Bỗng nhiên, Từ Xuân Đào nhìn về phía bên cạnh võng. Võng cùng Từ Xuân Đào tầm mắt đối diện nháy mắt, liền nịnh nọt nói: "Chủ nhân, có cái gì là tiểu nhân có thể vì ngài hiệu lực sao?" Ngươi có thể tìm được cùng này hai cây tiểu cây bồ đề giống nhau hơi thở đại cây bồ đề sao? Nghe vậy, võng lập tức nghe thấy một chút hai cây tiểu cây bồ đề hơi thở, lại cái gì cũng không có đoán được. Từ Xuân Đào nhớ tới, nó chỉ có thể ăn chất. Lỏng Từ Xuân Đào lấy ra chủy thủ cắt ra phiến lá, lập tức, xanh biết chất lỏng lập tức chảy xuôi ra tới. Thấy kia chất lỏng nội ẩn chứa huyền khí, võng hưng phấn cực kỳ. bạch một ngụm nuốt đi xuống nơi này huyền khí cũng thật nhiều nha. Đương một mảnh phiến lá chất lỏng uống xong lúc sau, vẫn còn chưa đã thèm. Thẳng đến nghe được Xuân Đào nói, mới thanh tỉnh lại. Từ Xuân Đào hỏi, như thế nào? Khả năng tìm được cùng này hơi thở giống nhau đại cây bồ đề. Võng lập tức cười, chủ nhân yên tâm, chỉ cần nó tại đây đại lang đại lục, tiểu nhân nhất định có thể tìm được. Dứt lời, võng lập tức từ một cái sáu tuổi hài đồng hóa thành một bãi thủy, biến mất. Địch Thư Kiệt nhìn sáu tuổi võng hóa thành một bãi thủy, sau đó thấm vào ngầm bộ dáng, cả kinh trong mắt đều mau rớt ra tới. Hắn hướng từ Xuân Đào nói, từ cô nương, ngài dưỡng này đại tiên là cái gì? Như vậy thần thông quảng đại. Tự nhiên có thể như vậy thấm vào trong đất. Vừa mới hoang đường một màn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, địch thư kiệt cũng không dám tin tưởng. Không đơn giản địch thư kiệt, ngay cả một bên đổ nguyên tùng, trương lão đầu nhi cũng là như thế. Nó bất quá một con yêu quái thôi, không phải cái gì đại tiên. Địch Thư Kiệt liên tục gật đầu, hỏi tiếp nói, kia này yêu quái có thể tìm được kia đại cây bồ đề sao? Từ Xuân Đào đối này cũng không có nắm chắc. Lúc trước đem võng để vào U Hồng Thánh Tinh, là bởi vì nó là thế gian khó được yêu quái, gặp được nào có không cần đạo lý. Thanh Lô Trấn một tòa sau núi trước có một chỗ nhà gỗ. Úc Bạc Hành đang ở nhà chính khoanh chân mà ngồi. Bỗng nhiên, hắn mở to mắt, đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Hai bên út Kỷ, Úc Tung đều đi theo đứng dậy, nghi hoặc mà nhìn về phía Úc Bạc Hành. Úc Kỷ nói, tộc trưởng, ngài cảm giác được long khí hơi thở. Bọn họ tới Thanh Lô Trấn đã có một hai tháng, nhưng là, đừng nói tìm được cái kia thân mang long khí người, chính là liền long khí đều không có cảm ứng được. Mỗi đêm, Úc Bạc Hành đều ở chim tinh, chính là, kia cổ cường đại long khí giống như từ Thanh Lô Trấn biến mất đến sạch sẽ, một chút ít tung tích cũng không có. Nhưng là, Úc Bạc Hành lại không cam lòng liền như vậy đi rồi đó là hắn lần thứ hai cảm ứng được long khí cho nên hắn phi thường xác định tuyệt đối có long khí vì thế mang theo úc kỷ bốn người ở thanh lô trấn trưởng lâu cư trú xuống dưới nghe được úc kỷ hỏi chuyện úc bạc hành lắc đầu không phải nhưng là lại có một cái phi thường khó được đồ vật đại trưởng lão kêu lên giận châm vũ tuyền hai cái tiểu bối dẫn bọn hắn tới kiến thức một chút thế gian ít có bảo vật úc kỷ tuy rằng không rõ ràng lắm úc bạc hành nói chính là cái gì nhưng là có thể bị tộc trưởng trở thành bảo vật, thứ này tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Lúc này, Úc giận nhiên, Úc Vũ Tuyền hai người các cầm một cái tinh bàn, đang ở sân nội từng người tu luyện. Bọn họ là Úc Thị Chim Tinh trong gia tộc, nhất có thiên phú tiểu bối. Giận châm, Vũ Tuyền, tộc trưởng muốn mang các ngươi đi ra ngoài. Nghe vậy, Úc giận nhiên, Úc Vũ Tuyền nhanh chóng thu hồi trong tay tinh bàn. Khi tinh bàn tinh xảo vô cùng, bị hai người bảo bối đến không được. Đây chính là tứ giai pháp khí, Chương 428 Hồng Y Nữ Nhân Thanh Âm Nũng Niệu Úc dẫn nhiên năm nay bất quá mới 20, mà Úc Vũ Tuyền năm nay bất quá mới 17, cư nhiên liền dùng thượng tứ giai pháp khí. Có thể thấy được Úc Bạc Hành có bao nhiêu coi trọng này hai người. Một lát, đang lúc địch thư kiệt lo lắng từ Xuân Đào Dưỡng Võng có thể hay không tìm được đại cây bồ đề thời điểm, trước mặt trên mặt đất đột nhiên toát ra một bãi thủy. Ngay sau đó, lại hóa thành một cái màu đen 6 tuổi hài đồng. Võng nịnh nọt mà cười nói, chủ nhân, tiểu nhân tìm được rồi. Địch Thư Kiệt, Tào Lộ Bình đẳng người kinh ngạc không thôi, lúc này mới qua đi không đến 15 phút liền tìm tới rồi. Võng tại thế gian tồn tại nhiều năm, như thế nào xem không hiểu Địch Thư Kiệt cùng Tào Lộ Bình đẳng người ánh mắt. Nó triều từ Xuân Đào Nịnh hót nói, đi theo chủ nhân tiểu nhân tu vi tinh tiến không ít, bằng không, cũng khó có thể tại như vậy đoạn thời gian nội phát hiện. Khi này cây đại cây bồ đề hiện tại ở đâu? Từ Xuân Đào hỏi. Chủ nhân, nó liền ở thanh lô trấn. Cái gì? Địch thư kiệt kinh hải, sao có thể? Thanh lô trấn là hắn trọng điểm phái người điều tra địa phương. Dựa theo trương lão đầu nhi nói, như vậy đại một thân cây đột nhiên biến mất, lại ở thanh lô trấn, sao có thể không ai phát hiện? Từ xuân đào triều địch thư kiệt nhìn thoáng qua, kia cây cây bồ đề sống mau 500 năm, sợ là sớm đã thành tinh. Người thường mắt thường nhìn không tới, đúng là bình thường. Dẫn đường. Từ xuân đào nói là, chủ nhân. Võng nhanh nhẹn mà dẫn dắt từ Xuân Đào đi phía trước đi, địch thư kiệt đám người đi theo từ Xuân Đào mặt sau. Ngay cả trương lão đầu nhi cũng đi theo đội ngũ mặt sau. 40 năm qua đi. Hắn vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại kia cây cây bồ đề, không nghĩ tới vừa mới cư nhiên nghe nói, nó còn ở thanh lô trấn. Cho nên, trương lão đầu nhi vô luận như thế nào cũng phải đi nhìn một cái. Chỉ là, trước mặt mặt đội ngũ dừng lại thời điểm, trương lão đầu nhi có chút ngốc, nơi này chỗ nào có cây bồ đề khắp nơi toàn là cỏ dại chỉ là nơi này khi nào nhiều một tòa căn phòng lớn hắn nhớ rõ trước kia nơi này đều là cỏ dại nơi này là một mảnh đất hoang không duyên cớ nhiều như vậy một tòa căn phòng lớn hắn như thế nào không nghe nói trong thôn nhà ai xây nhà thỉnh mấy cái công nhân hắn đều biết này hộ như thế nào không nghe nói hơn nữa như vậy một tòa bốn gian phòng ít nhất kiến nửa tháng không ngừng bốn gian trước phòng còn dùng cây rút vây quanh một vòng lùng rào tre. Kẻo kẹt. Bỗng nhiên, một phiến môn bị người từ bên trong mở ra, là một cái ăn mặc một thân hồng y nữ nhân. Nhìn thấy nữ nhân nháy mắt, mọi người trong lòng đều buồn bực, này nơi nào là bọn họ muốn tìm đại cây bồ đề. Địch thư kiệt càng là trực tiếp đem chính mình trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Từ cô nương, vị này yêu quái không phải muốn mang chúng ta tìm kia cây đại cây bồ đề sao? Này cũng không phải một thân cây, chẳng không phải bọn họ tìm đại cây bồ đề nộp. Từ Xuân Đào nhìn thoáng qua viện này, nói, này cây cây bồ đề xác thật đại. Từ Xuân Đào triều sân đi đến, hồng y nữ nhân lập tức chú ý tới Từ Xuân Đào, nhìn Từ Xuân Đào ánh mắt mang theo ý cười. Theo sát, hồng y nữ nhân thấy được Từ Xuân Đào mặt sau võng, cùng với Dương Đại Hà, địch thư kiệt đám người. Hồng y nữ nhân hơi hơi mỉm cười, đem viện môn mở ra, không biết vài vị có việc gì sao. Hồng y nữ nhân thanh âm nũng nịu, lập tức, làm địch thư kiệt, đổ nguyên tùng đám người trái tim run rẩy, tầm mắt không tự giác dừng ở nữ nhân trên mặt. Đã bảy mươi nhiều trương lão đầu nhi cũng hướng phía trước tìm kiếm thân mình, muốn nhìn một chút nữ nhân này trông như thế nào. Địch thư kiệt, đổ nguyên tùng đám người bị nàng vừa hỏi, nhất thời không nhớ tới nên như thế nào trả lời. Vẫn là từ Xuân Đào nói, chúng ta đi đến nơi này, xem nơi này có tòa tinh xảo nhà ngói, không khỏi bị hấp dẫn, liền đi tới nhìn một cái. Tôn Đắc lập tức cười, cười đến phi thường thân thiết, gọi người không tự giác thả lỏng cảnh giác. Vài vị mời vào, ta cho đại gia pha ly trà. Chương 429 một viên 500 năm hạt bồ đề. Dứt lời, Tôn Đắc liền triều phòng bếp đi đến. Lâm tiến phòng bếp trước, Tôn Đắc xoay người triều võng nhìn thoáng qua, sau đó, tầm mắt ở Đỗ Nguyên Tùng mười mấy bộ khoái trên người đảo qua. Địch thư kiệt, Đỗ Nguyên Tùng đám người thì tại sân nội có vẻ không biết làm sao. Khi bọn hắn tầm mắt nhìn về phía từ Xuân Đào thời điểm, chỉ thấy từ xuân đào bỗng nhiên móc ra một phen chủy thủ hung hăng triều trên mặt đất rác đi từ xuân đào xuống tay cực tàn nhẫn xem đến mọi người đau lòng rung lên địch thư kiệt khó hiểu nói từ cô nương ngài đây là a à, phanh nhưng tiếp theo tức phòng bếp nội liền truyền đến một trận thét chói tai cùng với ấm trà ngã xuống đất thanh âm đỗ nguyên tùng vội vàng triều phòng bếp chạy tới chỉ thấy tôn đác khóe miệng đều là máu tươi ngã trên mặt đất chủy thủ bị từ xuân đào nắm ở lòng bàn tay, sau đó dùng sức chuyển động, liền như quấy một người trái tim giống nhau. a à. tôn đác phát ra càng thê thảm tiếng kêu, trong miệng máu tươi thẳng triều hướng dũng. coi như Đỗ nguyên tùng chuẩn bị tiến lên đem người nâng dậy tới thời điểm, thình lình nhìn đến tôn đác trong miệng máu tươi từ màu đỏ chuyển biến vì lục sắc. Đỗ nguyên tùng xoa nhẹ một chút đôi mắt, hắn phía sau bộ khoái cũng là như thế. mọi người đều khó hiểu người này huyết như thế nào từ màu đỏ biến thành màu xanh lục đâu. Đỗ tuần tra, ngài xem, này lục huyết giống không giống lúc trước từ cô nương hoa khai tiểu cây bồ đề phiến lá bên trong chảy ra chất lỏng. Một người bộ khoái hỏi. Đỗ Nguyên Tùng lập tức đồng tử co rụt lại, kinh như vậy vừa nhắc nhở, hắn bừng tỉnh nghĩ tới. Mà lúc này nằm trên mặt đất tôn đắc thân thể đang ở nhanh chóng biến lão. Một cái mười mấy tuổi cô nương ở Đỗ nguyên tùng đám người trước mắt, mấy tức công phu liền biến thành một cái hơn 60 tuổi lão thái thái. Đúng lúc này, Từ Xuân Đào đã đi tới, trong tay chủy thủ còn ở chảy lục nước. Tôn Đắc nhìn đến Từ Xuân Đào không dám tin tưởng mà nâng lên tay, ngươi, ngươi. Ngươi cư nhiên là cái huyền học tu sĩ. Ngươi là như thế nào sẽ phát hiện? Tôn Đắc có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng là, tiếp theo tức, liền thấy nàng rốt cuộc nói không ra lời. Hơn nữa, chỉnh khối thân thể lập tức khô khốc, cuối cùng liền thừa một khối ăn mặc hồng y bạch cốt. Trương lão nhân nhìn tôn đắc thi thể, bỗng nhiên cả kinh. Ta nhớ ra rồi, năm đó treo cổ ở cây bồ đề trước nữ nhân chính là xuyên một thân hồng y. Trương lão đầu nhi tiếng nói vừa dứt, liền thấy chung quanh thay đổi dạng. Nơi này nơi nào vẫn là lúc trước cái kia tinh xảo sân, đã biến thành một cái đại thụ động. Bạch bạch bạch. Vô số bồ đề quả bỗng nhiên rớt xuống. Ăn xong này viên bồ đề quả, liền có thể thực hiện ngươi sở hữu nguyện vọng. Ăn xong này viên bồ đề quả, liền có thể thực hiện ngươi sở hữu nguyện vọng những lời này lập tức ở mọi người trong ốc nội vang lên ngay cả võng cũng nghe thấy này của thanh âm vẫn luôn ở mọi người trong ốc nội lặp lại thúc giục mọi người nhặt lên trên mặt đất bồ đề quả ăn xong đi ăn xong đi cái gì nguyện vọng đều có thể tầm mắt bảy mươi nhiều trương lão đầu nhi tưởng trở về tuổi trẻ tiểu bộ khoái tưởng thăng chức địch thư kiệt tưởng thăng quan võng tưởng trở nên càng cường từ xuân đào tưởng tu vi khôi phục đỉnh dương đại hà tưởng cùng từ xuân đào sinh cái thứ tư nhi tử Mọi người ở đây ngồi xổm xuống nhặt lên trên mặt đất bồ đề. Quả thời điểm, một đạo cực kỳ chói mắt ánh sáng tím hiện lên. Mọi người bị đâm vào không mở ra được mắt, vội vàng giơ tay ngăn trở này quang mang chói mắt, cũng liền quên mất muốn đem bồ đề quả nhét vào trong miệng sự. Ngay sau đó, hốc cây nội vang lên một đạo giọng nữ, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, năm ngón tay một áp, phấn cốt dương hôi. Theo sát, bốn trường bồ chú phân biệt phân bộ toàn bộ hốc cây bốn cái phương vị mọi người chỉ cảm thấy bốn đạo kịch liệt tiếng vang, giống như này hốc cây muốn sụp xuống giống nhau. Bỗng chốc, một đạo lục quang từ hốc cây phía trên bay ra tới, võng dẫn đầu thấy. Tư nhiên là một viên 500 năm hạt bồ đề. Ăn tu vi chính là muốn tăng nhiều. Võng nhìn thấy hưng phấn cực kỳ, một cái túng nhảy liền bay qua đi, duỗi tay tiếp nhận. Bất đồng với dĩ vãng chỉ là đem đồ vật cách không thác ở trên tay, lần này, nó trực tiếp đem hạt bồ đề dung với với trong tay. a à, nhưng theo sát, võng liền ăn đau đến đêm kia viên hạt bồ đề cấp quăng đi ra ngoài. Thịt thịt thịt. Hạt bồ đề trên mặt đất lăn xuống, cuối cùng dừng lại. Võng nhìn kia hạt bồ đề chỉ cảm thấy tà môn, đồng thời, trong lòng cảm thấy phi thường đáng tiếc. Như vậy một viên 500 năm hạt bồ đề cư nhiên không thể chiếm vị mình có. Chương 430 Nam Mô Bồ Đề, Phật Môn Chí Bảo Đây chính là đại đại tăng lên tu vi pháp bảo nha. Vừa mới bất quá mới đưa này dung nhập trong cơ thể võng liền cảm giác thân thể nóng lên, trong cơ thể đã bị bỏng rác. Cứ việc như thế, võng nhìn chầm chầm kia viên hạt bồ đề ánh mắt như củ cực nóng. Từ xuân đào tiến lên, dùng một trương tam giai bồ chú đem này bao ở nhặt lên. Này viên hạt bồ đề đã không phải đơn thuần hạt bồ đề. Đã không có nhân từ, càng có rất nhiều hung ác, cho nên, nó tuyệt đối không cam lòng trở thành người khác chất dinh dưỡng. Từ Xuân Đào đem bồ chú tính cả hạt bồ đề cùng nhau nắm ở trong tay, này viên hạt bồ đề thượng còn có tôn đắc linh hồn. 40 năm trước, tôn đắc cùng cùng thông tú tài có oa oa thân, lại lưỡng tình tương duyệt. Quý anh hoa gia cảnh bần hàng, phụ thân mất sớm, còn có một cái nhiều bệnh mẫu thân. Trong nhà toàn dựa tôn gia tiếp tế, mới có thể độ ngày. Càng đừng nói, đọc sách, đi thi mỗi năm hoa không ít bạc. Quý anh hoa hứa hẹn chỉ cần cao trung, liền lập tức tới cửa nghênh thú tôn đắc. Ở Quý Anh Hoa đi trong quận đi thi thời điểm, Tôn Đắc mỗi ngày đều đi cây bồ đề hạ vì Quý Anh Hoa cầu nguyện, hy vọng hắn có thể cao trung. Khổ chờ 6 năm, Tôn Đắc đã 19, nếu là lần này lại khảo không trúng, nàng nói cái gì cũng không thể lại chờ, cần thiết lập tức thành thân. Này một năm, Quý Anh Hoa thật sự thi đậu cử nhân. Mà nói tốt tới nghênh thú nàng người không có tới, ngược lại cưới quận thượng đại lão gia nữ nhi làm vợ. Tôn Đắc nản lòng thoái chí, cảm giác chính mình mười mấy năm trả giá đều thành chê cười. Là nàng làm tôn gia thành toàn thôn chê cười. Tôn đắc rốt cuộc không mặt mũi nào sống ở trên đời này, vì thế, một cây dây thường treo cổ ở cây bồ đề hạ. Khi đó cây bồ đề chỉ kém 40 năm liền có thể kết ra 500 năm một viên nam mô bồ đề. Đó là trí chân chí thuần hạt bồ đề, thế gian khó được, nải phật gia chí bảo. Nó sừng sững ở chỗ này hơn 400 năm, vẫn luôn thâm chịu mọi người thờ phụng, nó cũng vẫn luôn phù hộ đại gia không nghĩ, nỗ lực tu luyện hơn 400 năm, cuối cùng lại hủy ở tôn đác trong tay. Cùng nam năm bồ đề vô duyên, thậm chí còn thành một viên minh hạt bồ đề. Từ xuân đào cách bồ chú nắm minh hạt bồ đề, nó trên người lây dính huyết khí quá nhiều. Địch thư kiệt điều tra hồ sơ mới phát hiện gần nhất 40 năm toàn bộ phụng thuần huyện không ngừng phát sinh người đột nhiên chết già sự. Đặc biệt, thanh lô trấn. Chẳng qua, qua đi không giống hiện tại như vậy thường xuyên. Có lẽ là 500 năm mau đến, cho nên, đại cây bồ đề trong lòng oán hận cũng liền càng sâu, cũng liền không ngừng mê hoặc người khác ăn xong bồ đề quả, tới thực hiện bọn họ nguyện vọng. Chính là, nếu nhân tâm trung không có tham niệm, không tin loại này mê hoặc, cũng liền sẽ không ném chính mình tánh mạng, còn hại người khác. Nhưng theo sát, từ Xuân Đào liền niệm ra một đại đoàn chú ngữ tới, chỉ thấy mặt trên hồng quang bị tróc. Võng đứng ở một bên, vội vàng thò lại gần, đem minh hạt bồ đề thượng bay ra đi hồng quang toàn bộ hút vào trong cơ thể võng lập tức thoải mái vô cùng, phía trước trong cơ thể bị bỏng rác địa phương cũng lập tức khôi phục. Một lát, từ xuân đào rốt cuộc dừng lại. Nàng mở ra bồ chú, ngay sau đó toàn bộ hốc cây nội lập tức hiện lên một mảnh kim quang. Địch thư kiệt đám người lại là bị đâm vào không mở ra được mắt. Từ cô nương, đây là cái gì? Này kim quang như thế nào như vậy chói mắt? Địch thư kiệt hỏi. Nam mô bồ đề, Phật môn chí bảo. Là thế gian chí chân chí thuần hạt bồ đề, 500 năm mới có thể ra một quả. Dứt lời, từ xuân đào liền làm mọi người nhanh lên rời đi cái này hốc cây. Okay. Quả nhiên, lại mọi người ra tới sau, to như vậy đại cây bồ đề liền ầm ầm sập. Ở nó ngã xuống trước một tức, mọi người mới nhìn đến cái này đại cây bồ đề toàn cảnh, thật lớn a. À. Địch Thư Kiệt nhìn trên mặt đất cùng bị mang ra tôn đắc bạch cốt. Hảo đi, hắn tới ra án, cuối cùng lại mang về một khối thi thể. Bỗng nhiên, Địch Thư Kiệt hỏi, từ cô nương nếu bị đại cây bồ đề dụ hoặc ăn bồ đề quả sẽ mất đi tính mạng, kia giống từ chí minh bọn họ đâu?